Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1881, phòng ba lại nổi lên. Ba viên Thủy Linh Châu sáp nhập sau đó bây giờ Thủy Linh Châu đã là thượng phẩm bảo khí bên trong cao nhất tồn tại, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành nửa bước tiên khí rồi. Còn nữa Thủy Linh Châu có tính chất hạn chế rất lớn, chỉ có tại có nước mà mới có thể thôi thúc, thế nhưng ở trong nước, Thủy Linh Châu nhất định là cùng đẳng cấp bảo khí bên trong vương giả. Thủy Linh Châu có thể phá tan nhị tinh bí pháp phệ linh huyết thứ này cũng chẳng có gì lạ, dù sao thi triển phệ linh huyết thứ phương thần vũ, thực lực của hắn cũng chỉ có hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Toàn bộ bên trong hồ nước hồ toàn bộ bốc lên đã đến giữa không trung. Thủy Linh Châu tại Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu lập lòe ánh sáng màu lam. Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hắn đem trong cơ thể linh khí đã toàn bộ rót vào đến Thủy Linh Châu bên trong rồi. Có thể nói hắn bây giờ là dùng thần niệm đang thao túng Thủy Linh Châu, cũng may Thủy Linh Châu đã bị thúc chuyển động, không cần tiêu hao linh khí đi khống chế. Hậu phương cùng hai bên trái phải bốc lên lên nước hồ bao quanh Diệp Thần Phong, nước hồ ở giữa không trung không ngừng nhấp nhô, phảng phất là một đầu thủ thế chờ đợi mãnh thú. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong dường như trong nước đế vương bình thường, hắn con mắt lạnh lẽo nhìn xem phương thần vũ. Hôm nay huyền giới người tu luyện quả nhiên đều có lá bài tẩy của mình, lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hắn gặp phải hóa thần cảnh tầng 3 đỉnh phong cường giả đều có lực đánh một trận, bất quá này cũng phải nhìn đối phương tại Niết Bàn cảnh đã trải qua mấy vòng Niết Bàn. Phải hay không biết một chút uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Bên bờ hồ phương thần vũ, hắn nhìn xem phía trên hồ cảnh tượng, nụ cười trên mặt hắn từ lâu cứng ngắc, thân thể dường như cọc gỗ đứng tại chỗ, cổ của hắn kết phi vi nhấp nhô. Hắn không nghĩ tới của mình nhị tinh bí pháp dĩ nhiên thật sự được Diệp Thần Phong cho phá tan rồi. Phương Thần Vũ nhìn xem Diệp Thần Phong đỉnh đầu Thủy Linh Châu, hắn chật vật nuốt một ngụm nước bọt sau. Không khỏi nói ra, thượng phẩm bảo khí, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ thượng phẩm bảo khí? Diệp Thần Phong hoàn toàn là dựa vào Thủy Linh Châu dẫn dắt lực lượng, hắn mới có thể trôi nổi tại giữa không trung. Bằng không lấy hắn bây giờ trong cơ thể linh khí toàn bộ tiêu hao trạng thái, hắn căn bản liền bay trên trời cũng không cách nào thi triển. Diệp Thần Phong không muốn chậm trễ nữa quá nhiều thời gian rồi. Hắn lãnh đạm nói, như ngươi loại này xúc, sinh, ngươi cũng có thể yếu lên đường. Dứt tiếng, Diệp Thần Phong chung quanh nước hồ dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ thành từng thanh sắc bén thủy nhận. Này rậm rạp chằng chịt vô số thủy nhận toàn bộ nhắm ngay phương thần vũ. Tại Diệp Thần Phong trong miệng thở ra một hơi đồng thời, vô số thủy nhận hướng về phương thần vũ bạo. Bắn tới. Phương thần vũ trong cơ thể linh khí cũng chỉ là khôi phục một ít mà thôi, hắn căn bản không thể chống đỡ được Thủy Linh Châu công kích. Hắn nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt sắc bén thủy nhận, trong lòng của hắn phòng tuyến là hoàn toàn hỏng mất. Trong cổ họng hắn quát ầm lên, dừng tay, ngươi dừng tay, ta là Ba Viêm Tông đại trưởng lão cháu trai. Ta bảo đảm cho ngươi gia nhập Ba Viêm Tông. Cho ngươi trở thành Ba Viêm Tông đệ tử hạch tâm. Nhưng Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới phương thần vũ ý tứ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả. Từng thanh sắc bén thủy nhận tại phương thần vũ trong con ngươi nhanh chóng phóng to, hắn muốn xoay người nhanh chóng đào tẩu, đáng tiếc đã là chậm một bước. Bạch, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Vô số thủy nhận nhanh chóng mặc thông lên phương thần vũ thân thể. Chỉ là số giây. Thủy nhận toàn bộ hóa thành nước về tới giữa hồ, mà bên bờ nơi nào còn có phương thần vũ thân ảnh. Phương thần vũ thân thể bị vô số thủy nhận trực tiếp biến thành vô số giọt máu tung bay tại trong không khí, cả cái gì một cục xương đều không có để lại. Tại phương thần vũ sau khi chết, Diệp Thần Phong cũng không kiên trì được nữa rồi, Thủy Linh Châu cũng về tới trong cơ thể hắn. Phù phù, một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp lọt vào giữa hồ. Thân thể của hắn trôi lơ lửng ở trên mặt hồ. Hắn giờ khắc này thân thể liền nhúc nhích một cái sức mạnh cũng không sử dụng ra được rồi. Tại phương thần vũ được Diệp Thần Phong giết chết trong nháy mắt. Trong thành nơi nào đó so sánh xa hoa bên trong đại sảnh. Nơi này chính là Ba Viêm Tông tại Thánh Băng Đảo nơi ở, muốn so Thanh Nguyệt Tông nơi ở tốt hơn rất nhiều lần. Lần này Ba Viêm Tông là có đại trưởng lão Phương Dít Sông lãnh đạo. Phương Dít Sông thực lực trên đất thần cảnh hậu kỳ tầng 7, lấy thực lực của hắn, hắn sớm đã có tư cách trở thành Ba Viêm Tông lão tổ rồi. Thế nhưng,
Phương này giết sông khá là yêu thích quyền lợi tư vị, bởi vì một khi trở thành lão tổ sau đó trong tình huống bình thường là không thể đủ nhúng tay tông môn sự tình rồi. Phần lớn thời gian đều là đang bế quan, cho nên hắn một mực chiếm cứ chỗ ngồi của đại trưởng lão. Có thể nói hắn cái này đại trưởng lão muốn so tông chủ địa vị cũng cao hơn, dù sao tại ba viêm tông bên trong ngoại trừ còn lại lão tổ ở ngoài. Liền muốn thuộc phương giết sông thực lực cao nhất rồi. Lần này cùng phương giết sông đồng thời dẫn dắt đệ tử còn có ba viêm tông nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão Cổ Ninh Long thực lực chỉ có linh thần cảnh 5 tầng đỉnh phong, dù sao phương giết sông nhưng cũng không phải lớn bình thường trưởng lão, hắn tại ba viêm tông bên trong đã là có lão tổ thực lực. Phương giết sông cái này đại trưởng lão xem như là một cái cố ý, cho nên nhị trưởng lão Cổ Ninh Long cùng đại trưởng lão phương giết sông ở giữa thực lực mới sẽ cách biệt nhiều như vậy. Giờ khắc này, ngồi ở đây giữa so sánh xa hoa đại sảnh trên thủ vị một ông lão, hắn chính là phương giết sông. Tại phương giết dưới sông phương chỗ ngồi đang ngồi một cái dáng dấp hơi chút ví như giết sông trẻ hơn một chút chính là nhị trưởng lão Cổ Ninh Long. Phương giết sông lông mày trong giây lát nhanh nhíu lại, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối phá nát ngọc bài. Phương giết sông lao thẳng đến cháu mình phương thần vũ bản mệnh ngọc bài thả tại chiếc nhẫn chữ vật của mình trong, vừa vặn hắn cảm thấy trong nhẫn chứa đồ có một ít động tĩnh, trong tay hắn phá nát khối ngọc này bài chính là phương thần vũ bản mệnh ngọc bài. Bản mệnh ngọc bài vỡ vụn, điều này đại biểu phương thần vũ đã là chết rồi. Phương giết sông vi vi sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó, bên trong thân thể của hắn không có dấu hiệu nào bạo phát ra sát khí ngập trời, cuồn cuộn khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn lộ ra, hắn quát, là ai dám giết cháu ta vậy? Cuồng bạo linh khí tứ ngược đại sảnh. Phương giết sông thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở bên trong đại sảnh. Cổ Ninh Long cũng lập tức đi theo biến mất rồi. Một bên khác, Thanh Nguyệt Tông nơi ở. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá ba người này, bọn hắn vừa lúc ở ngoài phòng trò chuyện với nhau cái gì, nhưng trong con ngươi của bọn họ cũng không kinh tránh qua một tia kinh dị. Bọn hắn cảm giác được có một cỗ khí thế kinh khủng, đang nhanh chóng đạp không mà đi. Dù sao Linh Châu Tông môn nơi ở cùng Huyền Châu Tông môn nơi ở cũng không có khoảng cách quá xa. Tiết Huyền Tình nghi ngờ nói, luồng khí thế này bên trong mang theo cuồn cuộn sát ý, là ai ở nơi này lớn như thế trương cờ trống. Lý Bá nói ra, tiểu thư, không bằng chúng ta đi nhìn xem tình huống đi. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì khác. Tiết Huyền Tình đang trầm tư mấy giây sau đó người gật gật đầu, nói ra tốt. Kết quả là, Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá thân ảnh cũng nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Đương nhiên cũng có rất nhiều tông môn người đồng thời cảm giác được không đúng, bất quá, có một ít tới chỗ này Trung Châu tông môn, bọn hắn đối loại chuyện này phải không mảnh quan sát. Đồng dạng phụ trách ở trong thành tuần tra cường giả, bọn hắn cũng cảm ứng khí thế truy lùng đi qua. Bởi vì Phương Thần Vũ chết rồi mới không bao lâu. Phương Giết Sông có thể căn cứ phá nát bản mệnh trên ngọc bài thật khí thế cảm giác được cháu mình lưu lại khí tức, cho nên thân ảnh của hắn rất nhanh sẽ xuất hiện tại mép hồ. Phương Giết Sông xem cái đầu bị oanh kích thành thịt nát Lôi Thiên Bằng, cùng với nắm đấm trả chống đỡ trên mặt đất, nhưng đã ngất đi Trần Nguyên Hùng, hắn một mắt liền phán đoán ra Trần Nguyên Hùng thực lực tại hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Phương Giết Sông vừa cẩn thận cảm giác một phen, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi rồi, hắn biết mình cháu trai là hài cốt không còn. Ánh mắt của hắn lại thấy được trôi nổi ở trên mặt hồ Diệp Thần Phong. Cùng lúc đó, ba viêm tông nhị trưởng lão Cổ Ninh Long cũng xuất hiện tại Phương Giết Sông bên cạnh. Diệp Thần Phong nhìn xem xuất hiện Phương Giết Sông cùng Cổ Ninh Long, trong cơ thể hắn linh khí là tự mình khôi phục một tia, tối thiểu hắn có thể đủ một chút nhúc nhích một chút, hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy viên bổ sung linh khí đan dược, nhanh chóng nuốt vào trong bụng, trong cơ thể hắn linh khí đang nhanh chóng khôi phục. Phương Giết Sông cũng không có ngăn cản Diệp Thần Phong hành vi. Dù sao Diệp Thần Phong chỉ là một cái niết bàn cảnh người mà thôi, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong căn bản chỉ là một tiểu nhân vật. Thậm chí, Phương Giết Sông cho là hắn cháu trai Phương Thần Vũ cùng Lôi Thiên Bằng là chết ở Trần Nguyên Hùng trong tay, căn bản cũng không có Diệp Thần Phong chuyện gì, lấy tư cách Phương Thần Vũ ra ra, hắn rõ ràng biết mình cháu trai sức chiến đấu, hắn cũng không nhận ra cháu mình sẽ chết ở một cái niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử trong tay. Chương 1882, người có, ta cũng có. Đứng ở bên cạnh hồ Phương Giết Sông.
cháu của mình hài cốt không còn, trong lòng của hắn lửa giận là có thể tưởng tượng được, ánh mắt của hắn đầu tiên như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, khi hắn muốn tiện tay trước đem Diệp Thần Phong giải quyết thời điểm. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng xuất hiện tại đây, bọn hắn đang nhìn đến trôi nổi ở mặt hồ Diệp Thần Phong, cùng với bất tỉnh đi Trần Nguyên Hùng lúc, đôi mắt của bọn họ trong nháy mắt ngưng trọng lên, may là bọn hắn tới nơi này nhìn một chút tình huống, chuyện nơi đây dĩ nhiên cùng bọn họ Thanh Nguyệt Tông có quan hệ. Tiết Huyền Tình đám người cũng không quen biết Lôi Thiên Bằng cùng Phương Thần Vũ, bây giờ ở nơi này chỉ có Lôi Thiên Bằng thi. Thể, bọn hắn một cách tự nhiên cho rằng là Diệp Thần Phong liên thủ với Trần Nguyên Hùng giết chết Lôi Thiên Bằng. Triệu Bá cùng Lý Bá không chút do dự chặn lại rồi Phương Dít Sông cùng Cổ Ninh Long, mà Tiết Huyền Tình nhưng là hai chân đạp ở trên mặt hồ, đem Diệp Thần Phong kéo lên, sau đó mang theo Diệp Thần Phong xuất hiện tại ngất Trần Nguyên Hùng bên cạnh. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí khôi phục không ít, hắn đã có thể chính mình đứng thẳng rồi, hắn để Tiết Huyền Tình buông lỏng ra chính mình. Tiết Huyền Tình cau mày hỏi, chuyện gì thế này? Diệp Thần Phong chỉ lấy mặt đất thượng Lôi Thiên Bằng không đầu thi. Thể, thuận miệng giải thích, này xúc, sinh lúc trước khi Dễ Nguyên Hùng ưa thích nữ nhân, hơn nữa vì có thể gia nhập Ba Viêm Tông, hắn còn đem Nguyên Hùng ưa thích nữ nhân đưa cho Ba Viêm Tông đệ tử Hạch Tâm. Nguyên Hùng ưa thích nữ nhân được rất nhiều Ba Viêm Tông đệ tử cho luân lưu mạnh mẽ đoạt lấy, cuối cùng tự sát mà chết. Diệp Thần Phong cũng không có nói mình giết Phương Thần Vũ quá trình, hắn chỉ là đem Ba Viêm Tông những kia xúc. Sinh hành vi nói một lần. Nghe vậy, Tiết Huyền Tình trong lòng cũng lửa giận bốc hơi, dù sao nàng là một người phụ nữ, người đối Lôi Thiên Bằng đám người hành vi cũng cực kỳ tức giận. Phương Dít Sông nhìn xem ngăn hắn lại đường đi Triệu Bá cùng Lý Bá. Ba Viêm Tông từng dù sao cũng là Trung Châu Tông Môn, hắn vừa vặn đối Thanh Nguyệt Tông có hiểu một chút. Hắn cũng biết Tiết Huyền Tình đám người kỳ thực cũng là tới từ ở Trung Châu một cái gia tộc bên trong, sau đó mới đi hướng về Linh Châu sáng lập Thanh Nguyệt Tông. Phương Dít Sông trong giọng nói là không hề che giấu chút nào phẫn nộ, hắn quát lên, các ngươi Thanh Nguyệt Tông là muốn ngăn cản ta. Cháu của ta bị giết, ta Ba Viêm Tông đệ tử bị giết. Các người Thanh Nguyệt Tông phải hay không phải cho ta một cách nói. Tiết Huyền Tình đứng ra đem Ba Viêm Tông đệ tử xúc. Sinh hành vi nói một lần sau, người tiếp tục nói, chuyện này cũng không phải chúng ta Thanh Nguyệt Tông đệ tử lỗi, tôn tử của ngươi cùng các ngươi Ba Viêm Tông đệ tử là chết chưa hết tội. Lý Bá cũng lập tức nói ra, tiểu thư nhà chúng ta nói không sai, đừng tưởng rằng chúng ta Thanh Nguyệt Tông hội sợ các ngươi Ba Viêm Tông không được. Phương Dít Sông con mắt hơi nheo lại. Hắn quát lạnh, các ngươi Thanh Nguyệt Tông chẳng qua là Linh Châu một cái tông môn mà thôi, đương nhiên ta cũng biết tiểu thư của các ngươi cùng Trung Châu một cái gia tộc có phần quan hệ, nếu như các ngươi tiểu thư là gia tộc kia bên trong dòng chính, như vậy ta hôm nay chả thật không tốt động thủ, như vậy hội liên lụy đến Ba Viêm Tông. Bất quá, các ngươi tiểu thư chỉ là gia tộc kia bên trong tư sinh, nữ mà thôi, liền lưu tại gia tộc kia bên trong tư cách cũng không có, chúng ta đối với các ngươi Thanh Nguyệt Tông động thủ. Hay là gia tộc kia bên trong rất nhiều mọi người hội cảm giác cảm ơn chúng ta. Diệp Thần Phong nhìn xem Tiết Huyền Tình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Tiết Huyền Tình vẫn là Trung Châu một cái gia tộc bên trong tư. Sinh, nữ, Triệu Bá cùng Lý Bá trong lòng cũng tràn đầy lửa giận, chuyện này nguyên nhân nguyên bản chính là Ba Viêm Tông đệ tử quá. Xúc, sinh, lần sau tư, sinh, nữ cái này từ ngữ vẫn là Tiết Huyền Tình cấm kỵ. Triệu Bá cùng Lý Bá thực lực phân biệt trên đất thần cảnh tầng 6 đỉnh phong cùng 7 tầng sơ kỳ, tuy nói Phương Dít Sông thực lực trên đất thần cảnh hậu kỳ tầng 7, nhưng hai người bọn họ ca lê ngược lại là cũng có sức đánh một trận. Chu vi người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Phương Dít Sông lửa giận trong lòng cũng bùng nổ đựng, hắn cũng không tiếp tục muốn nhiều lời. Trong lòng của hắn đã quyết định phải đem Thanh Nguyệt Tông hoàn toàn diệt trừ, bên trong thân thể của hắn thật khí thế điên cuồng nhộn nhạo. Triệu Bá cùng Lý Bá ánh mắt nghiêm nghị, hai người bọn họ dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau ba bước. Sau đó, bọn hắn cũng nhanh chóng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông. Địa thần cảnh cường giả đối chiến, linh thần cảnh Cổ Ninh Long cùng Tiết Huyền Tình là chưa hề nhúng tay vào. Lần sau Tiết Huyền Tình phải bảo vệ Diệp Thần Phong cùng Trần Nguyên Hùng, ai biết sẽ có hay không có người đột nhiên đối Diệp Thần Phong cùng Trần Nguyên Hùng động thủ. Diệp Thần Phong nhìn thấy Tiết Huyền Tình đám người vì hắn có thể cùng Ba Viêm Tông làm lớn chuyện, trong lòng của hắn là ta hơi hơi xúc động,
xem ra Tiết Huyền Tình thật sự chính là phải làm hắn Diệp Thần Phong chỗ dựa rồi. Phương Dít Sông dưới chân hào quang màu bạc chợt lóe lên. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung, dĩ nhiên đã quyết định động thủ, như vậy hắn cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Từ trong cơ thể hắn đã tuôn ra nhất cổ màu đỏ linh khí. Màu đỏ linh khí dường như thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm, hắn hai cánh tay run lên. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên nhanh chóng kéo lên. Hỏa chi cực. Mảng lớn lửa cháy hừng hực hướng về Triệu Bá cùng Lý Bá thôn phệ mà đi, không khí chung quanh phảng phất đều đang thiêu đốt rồi. Hỏa diễm mặc dù không có chạm vào mặt đất, thế nhưng trên mặt đất cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Bên trong hồ nước nước sông cũng lập tức sôi trào. Đối mặt mảng lớn cực hạn hỏa diễm áp bức. Triệu Bá cùng Lý Bá hơi nhướng mày. Từ hai người bọn họ trong cơ thể lộ ra nhất cổ màu trắng mãnh liệt linh khí, bọn hắn bốn phía bỗng nhiên thổi lên từng đợt cơn lốc. Triệu Bá cùng Lý Bá bàn tay đẩy về phía trước, vô thượng gió giết. Hai đạo lớn vô cùng lốc xoáy trong nháy mắt hình thành, này lốc xoáy bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí. Cái này hai đạo vòi rồng hướng về mảng lớn hỏa diễm tịch quyển nhi đi. Oanh, oanh! Hai đạo vòi rồng đem mảng lớn hỏa diễm quấn vào trong đó. Chung quanh là lửa nóng cùng kình phong tùy ý. Vô thượng gió giết cùng hỏa chi cực power gần như vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau. Đợi đến lốc xoáy cùng hỏa diễm toàn bộ biến mất thời điểm. Phương Dít Sông cũng không có bất kỳ dừng lại, trong tay hắn xuất hiện một cái màu bạc dài. Cây roi, thân ảnh của hắn hướng về Triệu Bá cùng Lý Bá gào thét mà đi. Phụ trách trong thành tuần tra cường giả cũng đã đến nơi này, bất quá, thực lực của bọn họ đều tại linh thần cảnh tầng thứ, bọn hắn căn bản không có thực lực ngăn cản trước mặt chiến đấu, bọn hắn biết Thánh Băng Đảo người trưởng khống bây giờ hẳn là cũng cảm giác được động tĩnh của nơi này rồi. Triệu Bá cùng Lý Bá trong tay từng người xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng, đối mặt áp sát Phương Dít Sông, hai người bọn họ hai bên trái phải triển khai công kích. Đối mặt Triệu Bá cùng Lý Bá liên thủ, Phương Dít Sông tại tốc độ cùng về sức mạnh đều không chiếm được ưu thế, dù sao hắn muốn thường xuyên đều chú ý hai người đây. Trong không khí là bóng roi liên tục cùng kiếm ảnh liên tục. Dài, cây roi lần nữa vung ra. Phương Dít Sông thuận thế lui về phía sau mở ra 5 bước, hắn biết tại tiếp tục như vậy, cuộc chiến đấu này cũng chia không ra thắng bại. Phương Dít Sông trong tay đột nhiên xuất hiện 4 tờ linh phù. Hắn đem 4 tờ linh phù kề sát ở bắp đùi của mình cùng trên cánh tay, sau đó, hắn lập tức đem này 4 tờ linh phù kích phát rồi. Triệu Bá cùng Lý Bá sắc mặt một trận khó coi, bọn hắn nhìn ra được Phương Dít Sông kích phát 4 tờ linh phù chính là cấp 2 nhanh chóng nhanh phù, có nhanh chóng nhanh phù phụ trợ, e sợ Phương Dít Sông tốc độ có thể không chịu đến bọn hắn đã hạn chế. Trên trời huyền giới cao nhất phẩm bậc phù sư cũng chỉ là thất phẩm, Thanh Nguyệt Tông chỉ là Linh Châu một cái tông môn. Bọn hắn cùng phù sư các không có quá nhiều tiếp xúc, trong tay linh phù tự nhiên không nhiều lắm được rồi, hai người bọn họ trong nhẫn chứa đồ không có nhanh chóng nhanh phù. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tiết Huyền Tình, của nàng mày liễu cũng chăm chú nhíu lại, nếu như Phương Dít Sông tại phương diện tốc độ chiếm ưu thế, e sợ cuộc chiến đấu này bọn hắn nhất định sẽ thảm bại. Thân là nhị phẩm phù sư Diệp Thần Phong, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Phương Dít Sông kích phát chính là nhanh chóng nhanh phù. Hắn tại Thanh Nguyệt Tông Linh trên thuyền cũng vừa hay luyện chế ra hơn 100 nhanh chóng nhanh phù, hắn tuy rằng còn chưa có thử qua tự mình luyện chế nhanh chóng nhanh phù tác dụng, thế nhưng hắn suy đoán hắn nhanh chóng nhanh phù hẳn là sẽ không so với bình thường nhanh chóng nhanh phù kém đi nơi nào. Diệp Thần Phong trong tay trực tiếp xuất hiện 8 tấm nhanh chóng nhanh phù, hắn nói ra, không phải là nhanh chóng nhanh phù sao? Người có, ta vừa vặn cũng có. Ngược lại, Diệp Thần Phong đối với Triệu Bá cùng Lý Bá nói ra, hai vị tiền bối, tiếp lấy, cái này cũng là nhanh chóng nhanh phù. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Triệu Bá cùng Lý Bá không có thời gian dư thừa suy tính, hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong bên này xẹt qua đến, đem Diệp Thần Phong nhanh chóng nhanh phù nhận được trong tay. Sau đó, Triệu Bá cùng Lý Bá không nói lời gì cũng đem nhanh chóng nhanh phù kề sát ở cánh tay cùng trên đùi, đem linh khí truyền vào nhanh chóng nhanh phù bên trong sau. Hai người bọn họ cánh tay cùng trên đùi nhanh chóng nhanh phù cũng lập tức được kích phát rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1883, hai lần gia tốc.
Phương Dít Sông đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên cũng lấy ra 8 tấm nhanh chóng nhanh phù cho Triệu Bá cùng Lý Bá, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ, bóng người ở trên bầu trời nhanh chóng xuyên qua, có nhanh chóng nhanh phù sau đó tốc độ của hắn là đã nhận được rõ ràng tăng lên. Phải tay cầm màu bạc dài, cây roi Phương Dít Sông, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Linh khí tấn mãnh trào vào cây roi, từ bên trong, cả cây roi. Tử ở trong không khí không ngừng tự chủ múa lên. Tay phải cực kỳ nhanh chóng vung ra, như ảnh tùy hình. Không khí đột nhiên một trận kịch liệt co rút lại, từng đợt gợn sóng nổi lên, một cái lớn vô cùng cây roi. Giả dối bóng bỗng nhiên ngưng tụ. Một cổ mãnh liệt áp bức từ bầu trời xa xuất dưới. Không gian một trận vặn vẹo. Cây roi, giả dối bóng hướng về Triệu Bá gào thét mà tới. Xem ra Phương Dít Sông là muốn trước tiên giải quyết Triệu Bá rồi. Triệu Bá sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thân ảnh của hắn cũng xông hướng trên bầu trời, có Diệp Thần Phong 4 tấm nhanh chóng nhanh phù sau, tốc độ của hắn ngược lại cũng để được đưa lên, bằng không chỉ sợ hắn không cách nào như thế nhẹ nhõm liền thoát khỏi cây roi. Giả dối bóng. Nhưng mà, tại Triệu Bá bóng người hướng lên bầu trời thời điểm, cực kỳ to lớn cây roi. Giả dối bóng cũng thay đổi phương hướng, hướng về giữa bầu trời quăng tới. Lý Bá thấy thế, hắn lập tức đuổi kịp Triệu Bá, hắn biết lấy Triệu Bá một người thực lực, muốn chống lại này lớn vô cùng cây roi. Giả dối bóng hầu như là không thể nào. Lý Bá trong tay trường kiếm màu trắng sát khí lăng nhiên, ánh kiếm từ trên thân kiếm chợt lóe lên. Trường kiếm màu trắng trong nháy mắt vẽ ra, sát chi kiếm, chém giết. Triệu Bá trường kiếm trong tay thượng cũng giết khí tràn ngập, hắn đồng dạng là không chút do dự vung xuất trường kiếm trong tay, sát chi kiếm, chém giết. Trong không khí sát khí nghiêm nghị, vô số nồng nặc sát khí hướng về cực kỳ to lớn cây roi. Giả dối bóng như thủy triều đánh tới. Tại vô số sát khí bao phủ dưới, cây roi, giả dối bóng ở trong không khí nhanh chóng được chia làm một đoạn, sau đó ở trên bầu trời hoàn toàn biến mất rồi. Tại Triệu Bá cùng Lý Bá thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Chỉ thấy Phương Dít Sông lại triển khai công kích, hắn thật giống sớm chờ đợi ngay tại đó thời khắc này rồi, trong tay hắn dài. Cây roi lần thứ hai vung ra, trong không khí vang lên chói tai tiếng ô ô. Từ vung ra dài, cây roi bên trong mang theo từng đợt ác liệt, từng luồng cắt người đâm nhói tràn ngập ở trong không khí. Triệu Bá cùng Lý Bá mới vừa vặn phá như ảnh tùy hình. Từ trước mắt xem ra bọn hắn nhanh chóng nhanh phù, cùng Phương Dít Sông nhanh chóng nhanh phù power tương đương, cho nên đối mặt bỗng nhiên mà tới ác liệt, bọn hắn đã là đến không kịp né tránh rồi, bọn hắn tại quanh thân ngưng tụ một tầng linh khí phòng hộ. Bất quá, Phương Dít Sông thực lực muốn so Triệu Bá cùng Lý Bá mạnh hơn một chút, lần sau Triệu Bá cùng Lý Bá là trong lúc vội vã ngưng tụ phòng hộ, bọn hắn phòng hộ trong nháy mắt được trong không khí ác liệt cho phá tan rồi. Từng luồng cắt người sắc bén tứ ngược hai người bọn họ thân thể. Triệu Bá cùng Lý Bá quần áo nhiều hơn từng đạo vết xước, tại vết xước dưới trên da cũng xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, hai người bọn họ thân ảnh ở trên bầu trời bỗng nhiên rút lui. Chỉ chốc lát sau, Triệu Bá cùng Lý Bá mới tránh qua từng luồng cắt người sắc bén. Triệu Bá cùng Lý Bá dáng dấp trở nên vô cùng chật vật rồi, bọn hắn cảm thụ trên người từng đợt đâm nhói. Hai người bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, trong tay nắm thật chặt trường kiếm màu trắng. Dưới đáy Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau, lông mày của hắn trong nháy mắt nhăn lại, hắn không nghĩ tới tự mình luyện chế nhanh chóng nhanh phù, dĩ nhiên cùng Phương Dít Sông lấy ra nhanh chóng nhanh phù power tương đương. Này làm cho trong lòng của hắn là một trận không sảng khoái. Diệp Thần Phong bên cạnh Tiết Huyền Tình, người trong con ngươi xinh đẹp lo lắng chợt lóe lên. Người đối với Diệp Thần Phong nói ra, yên tâm, Triệu Bá cùng Lý Bá sẽ không như thế nhanh thua. Nhờ có người lấy ra nhanh chóng nhanh phù, bằng không Triệu Bá cùng Lý Bá đã sớm thua ở Phương Dít Sông trong tay rồi. Diệp Thần Phong chỉ là lặng lẽ gật gật đầu. Trên bầu trời, Phương Dít Sông trong tròng mắt sát khí nồng nặc, hắn nhìn xem dáng dấp chật vật Triệu Bá cùng Lý Bá, quát lên, chỉ muốn các ngươi giao ra dưới đáy cái kia hai tên tiểu tử. Hôm nay ta có thể tạm thời thu tay lại. Tuy rằng chả có lá bài tẩy không có triển khai ra, thế nhưng Phương Dít Sông rõ ràng đối phương cũng không có thi triển lá bài tẩy đây. Hắn muốn hôm nay trước hết giết Diệp Thần Phong cùng Trần Nguyên Hùng vì cháu của mình báo thù,
về sau lại tìm cơ hội, xuất động ba viêm tông đem Thanh Nguyệt Tông triệt để diệt trừ. Triệu Bá cùng Lý Bá đem chuôi kiếm cầm quấn rồi mấy phần, Triệu Bá quát lên, các ngươi ba viêm tông không khỏi khinh người quá đáng rồi. Các ngươi thật cho là chúng ta dễ ức hiếp sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể chiến thắng hai chúng ta sao? Thích thì chiến, không cần nhiều lời. Lúc này, Triệu Bá cùng Lý Bá trước tiên triển khai công kích. Song phương đều có nhanh chóng nhanh phù, chiến đấu lại khôi phục được khó phân thắng bại bên trong. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, phương giết sông nhanh chóng nhanh phù tác dụng đang chậm chậm biến mất rồi. Vậy nhanh chóng nhanh phù cơ bản chỉ có thể duy trì hai nén hương thời gian. Đối với nhanh chóng nhanh phù tác dụng biến mất, phương giết sông cũng không hề lo lắng, hắn tại đánh lui Triệu Bá cùng Lý Bá đồng thời, trong tay hắn xuất hiện lần nữa bốn tấm nhanh chóng nhanh phù, hắn đem chính mình sắp mất đi tác dụng nhanh chóng nhanh phù thay thế xuống. Phương giết sông biết Triệu Bá cùng Lý Bá nhanh chóng nhanh phù cũng phải mất đi tác dụng, hắn đương nhiên sẽ không cho cơ hội làm cho Triệu Bá cùng Lý Bá đi Diệp Thần Phong nơi đó lần nữa đạt được nhanh chóng nhanh phù được rồi. Tại đem một lần nữa đổi nhanh chóng nhanh phù kích phát sau đó phương giết sông lập tức chặn lại rồi Triệu Bá cùng Lý Bá, hắn lạnh giọng cười nói, các ngươi hẳn là rõ ràng, liền coi như chúng ta đều sử dụng lá bài tẩy, chúng ta cũng tạm thời không làm gì được đối phương, bất quá, cái tiền đề này là tốc độ của các ngươi nhất định muốn theo kịp ta, thế nhưng hiện tại thế nào? Các ngươi nhanh chóng nhanh phù tác dụng cũng phải không ngừng yếu bớt rồi, các ngươi cho rằng còn có thể là đối thủ của ta sao? Trong khi nói chuyện, phương giết lòng sông bóng đột nhiên mà tới. Dưới đáy Tiết Huyền Tình trên mặt đúng là hiện lên lo lắng, mà Diệp Thần Phong ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Chu vi người xem náo nhiệt, bọn hắn từng cái không khỏi đại cảm giác mất mặt, bọn hắn biết cuộc chiến đấu này yếu hạ màn kết thúc rồi. Giữa bầu trời Triệu Bá cùng Lý Bá đối mặt đột nhiên mà tới phương giết sông, hai người bọn họ sắc mặt trong giây lát trở nên một trận quái lạ. Chỉ thấy bọn họ cánh tay cùng trên đùi nhanh chóng nhanh phù lần nữa nổi lên một trận hào quang nhỏ yếu, tại đây hào quang nhỏ yếu nổi lên đồng thời, bọn hắn cảm giác nhanh chóng nhanh phù power thật giống mãnh liệt tăng lên. Triệu Bá cùng Lý Bá bóng người một bên, bọn hắn dĩ nhiên trực tiếp tránh qua phương giết sông công kích, tốc độ của bọn họ lần nữa tăng lên. Phương giết sông khẽ cau mày, hắn lần nữa triển khai công kích, nhưng Triệu Bá cùng Lý Bá đều có thể nhanh chóng né tránh. Tại phương diện tốc độ đã hơi thắng hắn một bậc. Phương giết sông lúc này là kinh hãi đến biến sắc, Triệu Bá cùng Lý Bá nhanh chóng nhanh phù chẳng những không có mất đi tác dụng, vẫn còn có lần thứ hai gia tốc, lấy bây giờ Triệu Bá cùng Lý Bá nhanh chóng nhanh phù phát huy ra phụ trợ tác dụng, e sợ tam cấp linh phù cũng chỉ đến như thế rồi, tại sao có thể có như thế kỳ quái nhanh chóng nhanh phù. Triệu Bá cùng Lý Bá tại cảm giác được nhanh chóng nhanh phù biến hóa sau đó bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân ảnh của bọn họ đồng thời hướng về phương giết sông gào thét tới. Phương giết mặt sông đối Triệu Bá cùng Lý Bá giáp công, lại tăng thêm có nhanh chóng nhanh phù lần thứ hai gia tốc, phương giết sông rõ ràng chậm một nhịp, mà như vậy thật đơn giản vỗ một cái. Triệu Bá cùng Lý Bá trường kiếm trong tay hướng về phương giết sông hai con vai đâm tới. Trên mũi kiếm sắc bén vệt trắng lấp lánh. Xì xì, xì xì, hai tiếng. Triệu Bá trường kiếm trực tiếp xuyên thấu phương giết sông bả vai trái. Mà Lý Bá trường kiếm nhưng là trực tiếp xuyên thấu phương giết sông vai phải. Được trường kiếm xuyên qua hai con trên bả vai là tuôn ra hai luồng huyết vụ. Triệu Bá cùng Lý Bá nắm thật chặt xuyên qua phương giết sông vai trường kiếm chuôi kiếm. Dưới đáy xem náo nhiệt người tu luyện. Bọn hắn trong con ngươi đều lộ ra bất khả tư nghị ánh sáng, Triệu Bá cùng Lý Bá trên cánh tay cùng trên đùi đúng là nhanh chóng nhanh phù sao. Căn cứ đại khái tác dụng phán đoán, đây thật là nhanh chóng nhanh phù, nhưng Triệu Bá cùng Lý Bá nhanh chóng nhanh phù, thời gian tác dụng không khỏi quá dài chứ. Hơn nữa lại vẫn có thể hai lần gia tốc. Tại lần thứ hai gia tốc sau đó Triệu Bá cùng Lý Bá trên người nhanh chóng nhanh phù vượt rất xa phổ thông nhanh chóng nhanh phù. Diệp Thần Phong đang nhìn đến tự mình luyện chế nhanh chóng nhanh phù có thể hai lần gia tốc sau, trong lòng của hắn phiền muộn cùng không sảng khoái mới hạ thấp rồi, lần này mới là hắn muốn nhìn thấy hiệu quả, hắn nhưng là căn cứ quyển kia trên bùa chú luyện chế, quyển kia bùa chú nhưng là Chí Tôn Phù Sư biên soạn, lần sau trên bùa chú các loại linh phù đều là trải qua tên kia Chí Tôn Phù Sư chỗ thay đổi. Một bên Tiết Huyền Tình đôi mắt đẹp ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Diệp Thần Phong. Trong lòng nàng đương nhiên cũng phi thường rõ ràng cấp 2 nhanh chóng nhanh phù tác dụng đại khái,
nhưng Diệp Thần Phong lấy ra cấp 2 nhanh chóng nhanh phù, này vượt xa khỏi nhanh chóng nhanh phù hẳn là phát huy ra tác dụng. Tại toàn bộ thiên huyền giới hẳn là không ai có thể luyện chế ra như vậy nhanh chóng nhanh phù tới, Diệp Thần Phong là từ đâu đạt được những này nhanh chóng nhanh phù. Tiết Huyền Tình trong lòng đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng hiếu kỳ. Chương 1884, các loại thiên huyền thịnh điển tính toán lại món nợ. Đây là cấp 2 nhanh chóng nhanh phù sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh chóng nhanh phù vẫn có thể lần thứ 2 gia tốc. Ta xem luyện chế ra loại này nhanh chóng nhanh phù phù sư, tuyệt đối là phù sư bên trong nhân vật hàng đầu rồi. Vẫn thật không nghĩ tới hội là kết quả như thế, bất quá, trong cuộc chiến đấu này nhanh chóng nhanh phù thành thắng bại mấu chốt. Hiện tại có kết luận không khỏi quá sớm, song phương chả đều không có sử dụng tới chân chính lá bài tẩy đây. Chu vi tiếng bàn luận là không ngừng vang lên, từng tia ánh mắt đều đồng loạt nhìn lên bầu trời bên trong. Hai con vai được trường kiếm xuyên thấu phương rít sông, trong thân thể hắn lửa giận thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, thanh âm hắn trầm thấp nói ra, xem ra các ngươi thật sự có ý muốn không chết không thôi. Được, lão phu ta sẽ tác thành các ngươi. Nghe vậy, Triệu Bá cùng Lý Bá lập tức đem trường kiếm từ phương rít sông vai bên trong rút ra, bọn hắn biết phương rít sông yếu liều mạng một lần rồi, hai người bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tất cả lực ngăn cản. Song phương khí thế đều mãnh liệt tăng lên, giữa bầu trời là ngột ngạt cực kỳ, mắt thấy tình thế động một cái liền bùng nổ, song phương đều phải thi triển lá bài tẩy thời điểm. Một đạo năng lượng khổng lồ giấu bàn tay từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Này đạo năng lượng khổng lồ giấu bàn tay cách ở Triệu Bá, Lý Bá cùng phương rít sông chính giữa, đồng thời từ nơi này đạo năng lượng giấu bàn tay bên trong kích phát ra hai luồng nhu hòa sức mạnh, cái này hai cỗ nhu hòa sức mạnh tuy rằng đem Triệu Bá, Lý Bá cùng phương rít sông phân biệt sau này đẩy lui mấy bước, thế nhưng không chút nào thương tổn được bọn hắn. Phải biết bây giờ Triệu Bá, Lý Bá cùng phương rít sông đã đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Có thể từ này đạo năng lượng giấu bàn tay bên trong kích phát sức mạnh, lại có thể nhẹ nhõm đẩy lui bọn hắn, sử dụng tới đạo này giấu bàn tay người không đơn giản. Triệu Bá, Lý Bá cùng phương rít sông ba người này, bọn hắn sắc mặt không khỏi đều hơi đổi, bọn hắn khí thế trên người cũng hoàn toàn bị chế trụ. Một đạo mơ mơ hồ hồ hư ảnh lão đầu xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn mở miệng nói ra, cho lão hủ một bộ mặt, chuyện ngày hôm nay liền tới đây đi. Này hư ảnh rõ ràng chỉ là một đạo thần niệm phân thân mà thôi, từ nơi này hư ảnh lão trên đầu người cảm giác không ra bất kỳ khí thế cùng áp bức. Vừa vặn cái kia đạo năng lượng bàn tay phải là xuất thân từ ông lão này tay. Phải biết Triệu Bá tất nhiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, Lý Bá tất nhiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Mà phương rít sông tất nhiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7, chỉ dựa vào cái này năng lượng giấu bàn tay bên trong kích thích ra sức mạnh, liền có thể đem ba người này đẩy lui. Dùng này có thể suy đoán ra này hư ảnh lão đầu thực lực tuyệt đối là thiên thần cảnh cấp bậc, hơn nữa còn không phải thiên thần cảnh một tầng và tầng 2, hẳn là tối thiểu nhất là thiên thần cảnh tầng 3 cường giả. Đang nhìn đến cái này hư ảnh lão đầu sau, Triệu Bá cùng Lý Bá lập tức gọi một tiếng Tôn đảo chủ. Cái này hư ảnh lão đầu chính là Thánh Băng đảo hiện nay người quản lý rồi. Phương Dít Sông tự nhiên cũng không dám ở nơi này hư ảnh lão đầu trước mặt làm càn. Hắn cũng gọi một tiếng Tôn đảo chủ. Sau đó, Phương Dít Sông lại nói, cháu của ta cùng môn hạ một tên đệ tử đã bị chết ở tại Thanh Nguyệt Tông đệ tử trong tay, cho nên ta mới lại ở chỗ này động thủ, kính xin Tôn đảo chủ có thể tạo thuận lợi, hôm nay ta nhất định phải vì cháu của ta báo thù. Hư ảnh lão đầu lông mày chăm chú nhíu lại, hắn bình thản nói ra, Thánh Băng đảo hôm nay là ta phụ trách đang quản lý, ta mặc kệ ngươi chết cháu trai trả lão ba. Những chuyện này ta đều không có hứng thú biết, ta chỉ cần thấy được hôm nay chuyện này chấm dứt ở đây. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục động thủ, như vậy không nên trách lão hủ ta trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra rồi. Xem ra này hư ảnh lão đầu cũng là một cái rất có tính cách người. Phương Dít Sông khi nghe đến hư ảnh lời của lão đầu sau, hắn tức giận ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng hắn chỉ có thể đem tức giận hướng về trong bụng nuốt. Hắn căn bản không đắc tội được trước mặt này hư ảnh lão đầu, nếu như hắn thật sự dám tiếp tục động thủ. Như vậy bao quát hắn ở bên trong, lần này tới đến Thánh Băng đảo Ba Viêm Tông đệ tử cùng trưởng lão đem toàn bộ chết ở chỗ này.
Phương Dít Sông Tại áp chế một phen lửa giận trong lòng, sau đó hắn tận lực để giọng của mình trở nên bình tĩnh, hắn nói ra, được, Tôn đảo chủ, ta cho ngươi một cái mặt mũi, hôm nay chuyện này liền chấm dứt ở đây. Hư ảnh lão đầu đối Phương Dít Sông thái độ bất mãn hết sức, hắn nói lần nữa, không để cho ta biết các ngươi rời đi Thánh Băng đảo nửa đường đối Thanh Nguyệt Tông người động thủ, bằng không về sau các ngươi Ba Viêm Tông tại Thánh Băng đảo danh ngạch toàn bộ thủ tiêu. Tại nói xong câu đó sau, hư ảnh lão đầu hư ảnh tại trên bầu trời từ từ nhạt đi rồi, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Phương Dít Sông giận suýt chút nữa miệng phun tiên huyết. Người chung quanh biết không náo nhiệt hãy nhìn sau. Bọn hắn cũng ai đi đường nấy rồi. Triệu Bá cùng Lý Bá rơi xuống đất bên trên. Diệp Thần Phong đối vừa vặn cái kia hư ảnh lão đầu ngược lại là rất tán thưởng, tại Triệu Bá cùng Lý Bá trở về mặt đất thượng sau. Tiết Huyền Tình nói ra, chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Diệp Thần Phong đem trên mặt đất Trần Nguyên Hùng đỡ lên, sau đó cùng Tiết Huyền Tình đám người rời khỏi. Phương Dít Sông cũng rơi đến trên mặt đất, bây giờ ở đây chỉ còn dư lại Phương Dít Sông, cùng với Ba Viêm Tông nhị trưởng lão Cổ Ninh Long rồi. Phương Dít Sông ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bóng lưng rời đi, nếu không phải Diệp Thần Phong lấy ra nhanh chóng nhanh phù cho Triệu Bá cùng Lý Bá. E sợ cuộc chiến đấu này sớm là có thể thấy rõ ràng rồi, nhưng hôm nay tha Phương Dít Sông mặt mũi là mất hết. Chẳng những không có thể cho cháu của mình báo thù, cuối cùng còn bị biến thành bộ dáng này, hắn nộ sắc mặt đỏ lên một mảnh, hắn đã ngừng lại hai con trên bả vai trong vết thương chảy xuôi mà ra huyết dịch. Cổ Ninh Long biết hiện tại Phương Dít Sông tâm tình khẳng định vô cùng kém, hắn nói ra, đại trưởng lão, chúng ta tại Thánh Băng đảo thượng không cách nào đối với bọn họ động thủ. Có Tôn đảo chủ lời nói sau, chúng ta ở nửa đường thượng cũng không thể đối với bọn họ động thủ. Bây giờ Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển chọn lựa lập tức muốn bắt đầu, Linh Châu sẽ có Trung Châu Thiên Thần cảnh cường giả đi tọa chấn, chỉ cần là tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển tông môn, như vậy tông môn cùng tông môn trong lúc đó là không thể đủ xảy ra chiến đấu, bằng không Trung Châu Thiên Thần cảnh cường giả sẽ trực tiếp nhúng tay. Phương Dít Sông âm trầm nói, lấy Thanh Nguyệt Tông tại Linh Châu thực lực, bọn hắn hẳn có thể tới tham gia Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển đệ tử chọn lựa, đến lúc đó trên trời Huyền Thịnh Điển thượng tại cùng bọn họ hảo hảo tính toán món nợ đi. Ta muốn để Thanh Nguyệt Tông tới tham gia Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển đệ tử toàn bộ chết đang tuyển chọn bên trong. Đương nhiên vào lần này Thiên Huyền Thịnh Điển hoàn toàn sau khi kết thúc, chúng ta lại đem Thanh Nguyệt Tông nhổ tận gốc, vừa vặn Tôn đảo chủ cũng đã nói, chỉ là tại nửa đường không thể đối Thanh Nguyệt Tông động thủ. Hắn cũng không có nói về sau cũng không thể đối Thanh Nguyệt Tông động thủ. Cháu của ta thù, ta sớm muộn cũng sẽ tự tay báo, không phải là một cái nho nhỏ Thanh Nguyệt Tông ma. Ta nhìn bọn họ vẫn có thể nhảy nhảy bao lâu. Tại Phương Dít Sông quyết định các loại Thiên Huyền Thịnh Điển Huyền Châu chọn lựa nữa đối Thanh Nguyệt Tông động thủ thời điểm. Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người về tới nơi ở. Bọn hắn giúp Trần Nguyên Hùng đơn giản xử lý một chút thương thế, rất nhanh. Trần Nguyên Hùng liền từ hôn mê trong tỉnh lại. Bởi Trần Nguyên Hùng hôn mê, Tiết Huyền Tình đem đại khái sự tình nói một lần. Diệp Thần Phong giải quyết Phương Thần Vũ thời điểm, Trần Nguyên Hùng đã là rơi vào hôn mê trong rồi, hắn cũng không biết Diệp Thần Phong chính là bát chuyển Niết Bàn sự tình, mà duy nhất biết Diệp Thần Phong bát chuyển Niết Bàn Phương Thần Vũ cũng đã chết. Trần Nguyên Hùng trong lòng là phi thường cảm kích Diệp Thần Phong, thế là... Hắn đem Phương Thần Vũ cùng Lôi Thiên Bằng chết đi một tay bao lãm xuống, đương nhiên hắn cũng thừa nhận chính mình liên thủ với Diệp Thần Phong giết chết Lôi Thiên Bằng cùng Phương Thần Vũ, đối với cái này Tiết Huyền Tình đám người không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao Tiết Huyền Tình bọn người chưa từng thấy Phương Thần Vũ, cũng không biết Phương Thần Vũ thực lực, tại bọn hắn đến hồ nước thời điểm, Phương Thần Vũ đã sớm là hài cốt không còn. Liền ngay cả Trần Nguyên Hùng cũng không biết Diệp Thần Phong là như thế nào giải quyết Phương Thần Vũ. Dù sao Phương Thần Vũ nhưng là hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực người. Kết quả là cả sự tình liền trở nên vô cùng quỷ dị lên. Thanh Nguyệt Tông bên này Tiết Huyền Tình bọn người biết rồi là Diệp Thần Phong liên thủ với Trần Nguyên Hùng. Mà Ba Viêm Tông bên kia, nếu không phải Diệp Thần Phong cho Triệu Bá cùng Lý Bá cung cấp nhanh chóng nhanh phù, Phương Dít Sông từ đầu tới cuối cũng sẽ không coi Diệp Thần Phong là về chuyện. Cho dù bây giờ Diệp Thần Phong tại Phương Dít Sông trong mắt cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, hắn cũng không nhận ra Lôi Thiên Bằng cùng cháu mình là chết ở Diệp Thần Phong trong tay, hắn cho rằng Phương Thần Vũ cùng Lôi Thiên Bằng hẳn là chết ở Trần Nguyên Hùng trong tay.
Dưới cái nhìn của hắn, Trần Nguyên Hùng mặc dù chỉ là một cái hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ người, nhưng này Trần Nguyên Hùng hay là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Kết quả là, đối với việc này bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu Diệp Thần Phong, hắn lại bị không giải thích được làm giảm bớt. Chương 1885, Kiếm Thần Tông. Kết bạn. Thánh Băng Đảo. Thanh Nguyệt Tông nơi ở bên trong đại sảnh. Tại Trần Nguyên Hùng tỉnh lại sau đó, Thiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người liền rời khỏi phòng, để Trần Nguyên Hùng một người lưu ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt rồi. Thiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên thập phần yên tĩnh. Khụ khụ. Diệp Thần Phong trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn trước tiên phá vỡ trầm mặc, nói ra, các ngươi không cần nhìn ta như vậy rồi, cái kia nhanh chóng nhanh phù là sư phụ ta để lại cho ta, sư phụ ta cũng hẳn là từ một nơi nào đó lấy được. Diệp Thần Phong thấy Thiết Huyền Tình đám người vẫn cứ không có rời đi ánh mắt, hắn tùy ý nhún nhún vai, nói ra, được rồi. Kỳ thực này nhanh chóng nhanh phù cũng là ta luyện chế, lúc này ta nói nhưng là lời nói thật rồi. Thiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá là càng thêm không tin, Thiết Huyền Tình mở miệng nói, được rồi, ta vẫn tương đối tin tưởng loại này đặc biệt nhanh chóng nhanh phù là sư phụ ngươi để lại cho ngươi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, ngươi đã là tam phẩm luyện dược sư rồi, ngươi căn bản không thể nào là phù sư, hơn nữa ngươi lấy ra loại này nhanh chóng nhanh phù, nhưng không phải bình thường phù sư có thể luyện chế ra tới. Diệp Thần Phong liền biết có lúc nói thật, trái lại dễ dàng lừa dối qua ải. Cho nên hắn mới đem sự thực nói ra được. Diệp Thần Phong trong lòng đối Thiết Huyền Tình lời nói là không nóng không lạnh lắc lắc đầu, hắn thầm nghĩ, ca ca ta không chỉ có là ngũ phẩm luyện dược sư, vẫn là lục phẩm luyện khí sư, vẫn là nhị phẩm phù sư đây. Làm người vẫn là ít xuất hiện một chút được, bọn hắn cho là ta là tam phẩm luyện dược sư tự tùy tiện bọn hắn đi. Diệp Thần Phong cười nói, ta vừa vặn liền nói là sư phụ của ta để lại cho ta. Các người trả một mặt không tin dáng vẻ, có lúc nói thật làm sao sẽ không có người tin tưởng đây. Triệu Bá mở miệng nói, Thần Phong, nhanh chóng nhanh phù sự tình trước tiên không nói rồi, Nguyên Hùng nhanh như vậy liền từ Thánh Băng Trì bên trong đi ra, chúng ta ngược lại là không có cảm giác được kỳ quái. Ngươi làm sao cũng nhanh như vậy liền từ Thánh Băng Trì bên trong đi ra. Lấy trước ngươi kiểm tra ra mức tiềm lực, ngươi hẳn có thể tại nhân tự trong ao ngâm tròn 10 ngày. Lý Bá cũng nói, bất quá, Thần Phong ngươi nhưng rất cổ quái. Thánh Băng Trì tác dụng đối linh thần cảnh bên dưới người tu luyện mới lớn nhất, vậy người tu luyện lần thứ nhất ngâm nhân tự trì thời điểm. Thực lực tối nhiều tăng lên 2 cái tả hữu tiểu tầng thứ, ngươi chỉ ngâm vài ngày như vậy, ngươi liền từ niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, tăng lên tới niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Chuyện này quả thật quá kỳ quái. Diệp Thần Phong tùy tiện tìm một cái cớ. Nói ra ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao ta cũng cảm giác ta ngâm người kia chữ trì, trong đó băng thuộc tính năng lượng vô cùng nồng nặc, ta tại ngâm sau 3 ngày liền không thể chịu đựng rồi, cho nên ta mới sớm đi ra ngoài. Triệu Bá cùng Lý Bá đối với Diệp Thần Phong giải thích cũng không có quá nhiều hoài nghi. Trong lòng bọn họ chỉ là có một ít kỳ quái mà thôi. Thiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá đối với Diệp Thần Phong nhanh chóng nhanh phù là cảm thấy hứng thú vô cùng, chính khi bọn họ nghĩ phải như thế nào hỏi Diệp Thần Phong đòi hỏi vài tờ thời điểm. Một tên ăn mặc trường sam màu trắng, ngực quần áo thêu một cái màu trắng tiểu kiếm đồ án thanh niên, hắn xuất hiện tại cửa đại sảnh. Tên thanh niên này sau lưng treo một cái trường kiếm màu xanh, hắn hắng giọng, có lễ phép mà hỏi, tại Hạ Trung Châu Kiếm Thần Tông đệ tử Kiều Bụi, lần này mạo muội đến viếng thăm là có một ít chuyện. Không biết ta có thể hay không đủ đi vào. Cái này gọi là Kiều Bụi Kiếm Thần Tông đệ tử, dáng dấp của hắn vô cùng phổ thông, bất quá. Thực lực cũng tại hóa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ đây. Kiếm Thần Tông ở chính giữa châu cũng coi như là một cái không sai tông môn. Tối thiểu Thiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá đều biết Kiếm Thần Tông tên tuổi. Thiết Huyền Tình bình thản nói ra, vào đi. Đi vào đại sảnh Kiều Bụi, hắn đối Thiết Huyền Tình. Triệu Bá cùng Lý Bá chào hỏi một tiếng sau đó ánh mắt của hắn lập tức tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Hắn cười ha hả nói, huynh đệ, ngươi nhanh chóng nhanh phù thực sự là quá trâu tách ra rồi, không biết huynh đệ trên người ngươi có hay không còn lại nhanh chóng nhanh phù. Ta có thể dùng linh thạch thượng phẩm hỏi ngươi mua một ít,
không biết huynh đệ ngươi có thể hay không tạo thuận lợi. Có thể tạm thời tăng lên người tu luyện tốc độ phụ trợ hình linh phù, ngoại trừ có nhị phẩm nhanh chóng nhanh phù ở ngoài, còn có một phẩm tăng tốc phù, bất quá, tại tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm cùng lục phẩm linh phù bên trong, trong đó đều không thể gia tăng tốc độ phụ trợ hình linh phù. Chỉ có tại thất phẩm linh phù bên trong mới sẽ xuất hiện lần nữa có thể gia tăng tốc độ linh phù. Mà toàn bộ thiên huyền giới phẩm bậc cao nhất cũng chỉ là thất phẩm phù sư mà thôi, thất phẩm linh phù không phải là dễ dàng như vậy luyện chế. Hơn nữa người bình thường, thậm chí là một ít trung châu phổ thông tông môn lão tổ. Bọn hắn đều không có tư cách thu được thất phẩm linh phù. Cho nên, Diệp Thần Phong này nhanh chóng nhanh phù tuy chỉ có nhị phẩm, thế nhưng là có tam phẩm linh phù power, đây tuyệt đối là đáng quý được rồi, trước đó tại trên hồ nước trống không chiến đấu. Kiều Bụi vừa vặn cũng ở tại chỗ, trong lòng của hắn đối loại này đặc thù nhanh chóng nhanh phù là lòng ngứa ngáy, cho nên hắn liền lập tức tìm đến Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong thấy Kiều Bụi cực kỳ khách khí, trên người không có một ít cao ngạo tư thái, hắn trầm ngâm một lát sau, nói ra, trên người ngươi có không có liên quan với thần hồn loại thiên tài địa bảo. Nếu như có, như vậy ta có thể cùng ngươi trao đổi. Nghe vậy, Kiều Bụi chữ vật giới chỉ lóe lên. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một gốc linh thảo. Diệp Thần Phong thấy thế, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra loại linh thảo này, này không phải là thần hồn cỏ ma. Ban đầu ở địa ngục chi hải dưới đáy bên trong tiểu thế giới, hắn nhưng là đã lấy được 6 cây 300 năm thần hồn cỏ, bất quá, Kiều Bụi trong tay một cái cây thần hồn cỏ chỉ có 55 năm. Thế nhưng, thần hồn loại thiên tài địa bảo luôn luôn phi thường thưa thớt, chân mũi tiểu dã là thịt a hát. Diệp Thần Phong đương nhiên không thể buông tha trước mắt một cái cây 50 năm thần hồn cỏ. Đối với nhị phẩm phù sư Diệp Thần Phong tới nói, nhanh chóng nhanh phù hắn yếu luyện chế bao nhiêu thì có bấy nhiêu, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện 40 tấm nhanh chóng nhanh phù, nói ra, nơi này có 40 tấm nhanh chóng nhanh phù, ta dùng để trao đổi ngươi một cái cây 50 năm thần hồn thảo, hy vọng về sau nếu như ngươi có thể tìm đến thần hồn loại thiên tài địa bảo có thể giữ cho ta. Diệp Thần Phong nhanh chóng nhanh phù, thiên huyền giới phù sư cơ hồ là luyện chế không ra được, hơn nữa gia tăng tốc độ phụ trợ hình linh phù chủng loại cực kỳ thiếu hụt, Diệp Thần Phong loại này nhanh chóng nhanh phù hiểu rõ giá trị tuyệt đối so với vậy nhanh chóng nhanh phù lớn hơn rất nhiều lần. Tại cái khác người tu luyện trong mắt, mặc dù nói thần hồn loại thiên tài địa bảo rất ít thấy, nhưng kiểu bụi thần hồn cỏ dù sao chỉ có 55 năm, Diệp Thần Phong trong tay 40 tấm nhanh chóng nhanh phù vượt rất xa. Một cái cây thần hồn cỏ giá trị. Kiều Bụi không nghĩ tới Diệp Thần Phong một hơi lấy ra 40 tấm nhanh chóng nhanh phù, hắn tại sửng sốt một lúc sau, hắn thoải mái nhận lấy 40 tấm nhanh chóng nhanh phù, hắn cười nói, huynh đệ, ta liền yêu thích sảng khoái người, về sau ngươi chính là ta Kiều Bụi bằng hữu, là loại kia bằng hữu chân chính. Trong khi nói chuyện, từ Kiều Bụi trong tay lại xuất hiện một cây 50 năm thần hồn thảo, hắn nói ra, huynh đệ, cái này hai cây 50 năm thần hồn cỏ là ta trong lúc vô tình lấy được, nguyên bản trong đó một cây ta muốn giao cho tông môn, bởi vì ta trong tông môn một cái nhiệm vụ chính là tìm được một loại thần hồn loại linh thảo, bây giờ cái này hai cây thần hồn cỏ đều cho huynh đệ ngươi rồi, về sau ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý thần hồn loại thiên tài địa bảo. Thần hồn loại thiên tài địa bảo đối với Diệp Thần Phong tới nói là trọng yếu nhất, cho nên, tuy rằng Kiều Bụi lấy ra thần hồn cỏ chỉ có 55 năm, hắn cũng dùng 40 tấm nhanh chóng nhanh phù làm trao đổi, khiến hắn không nghĩ tới chính là Kiều Bụi trên người vẫn còn có một cây 50 năm thần hồn thảo. Này thần hồn cỏ nhưng là quan hệ lão Bạch cùng lão Hắc, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng sẽ không làm kiêu, hắn tiện tay liền nhận lấy Kiều Bụi trong tay hai cây thần hồn thảo. Kiều Bụi lần thứ hai nói ra, được, huynh đệ ngươi chính là sảng khoái, không giống rất nhiều người lề mà lề mề. Loại người như vậy quá dối trá, ta cũng thích cùng thống khoái người làm bằng hữu. Tiếp lấy, Kiều Bụi lại nói, huynh đệ, hiện tại đoán chừng cũng có một số người theo dõi trong tay ngươi nhanh chóng nhanh phù, nếu chúng ta đã là bằng hữu, như vậy những phiền toái này ta sẽ giúp ngươi trừ đi, các ngươi Thanh Nguyệt Tông không bằng ngồi chúng ta Kiếm Thần Tông linh thuyền cùng rời đi đi. Đến lúc đó khẳng định không có ai hội làm khó dễ các ngươi, coi như là Ba Viêm Tông cũng không dám cản rỡ. Diệp Thần Phong nhìn ra được Kiều Bụi là phát ra từ nội tâm mời, hắn liếc nhìn Tiết Huyền Tình đám người, dù sao Tiết Huyền Tình mới là Thanh Nguyệt Tông tông chủ, thấy Tiết Huyền Tình đám người không có phản đối, Diệp Thần Phong liền nói, được, vậy thì làm phiền các ngươi rồi.
Chương 1886, muốn một thằng bảo vệ Diệp đại ca. Kiều Bụi cũng không hề hỏi Diệp Thần Phong nhanh chóng nhanh phù là nơi nào có được. Này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy Kiều Bụi người này hay là còn thật sự có thể cho rằng bằng hữu tiếp xúc một chút. Tại Kiều Bụi sau khi rời đi, Tiết Huyền Tình lập tức nói ra, người cái loại này nhanh chóng nhanh phù vô cùng đặc thù, coi như là hai cây 50 năm thần hồn thảo, hắn giá trị cũng so không hơn 40 tấm ngươi nhanh chóng nhanh phù. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, ở trong mắt ta không có gì có đáng giá hay không được, ta chỉ biết là ta cần thần hồn loại thiên tài địa bảo, lại nói lần này ngoại trừ ba viêm tông ở ngoài, khẳng định cũng có một chút tông môn nhìn chằm chằm chúng ta bây giờ không phải vẫn có thể ngồi kiếm thần tông linh thuyền rời đi đây này mà. Đến lúc đó hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một ít linh phù. Hắn phân biệt cho Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá mỗi người 8 tấm nhanh chóng nhanh phù, hắn nói ra tại Thanh Nguyệt Tông bên trong có không có thần hồn loại thiên tài địa bảo. Hoặc là các ngươi có thể giúp ta đi tìm một ít thần hồn loại thiên tài địa bảo sao? Trên người ta nhanh chóng nhanh phù chả có rất nhiều, đến lúc đó các ngươi cũng có thể cùng ta đến trao đổi. Nói xong, Diệp Thần Phong liền đi trở về phòng của mình bên trong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hấp thu hai cây 50 năm thần hồn cỏ. Tại đóng cửa phòng lại sau, Diệp Thần Phong lập tức bắt đầu hấp thu trong tay hai cây thần hồn cỏ, trong đó sức mạnh thông qua Diệp Thần Phong thân thể, chậm rãi chảy vào bên trong đan điền, được Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn hấp thu. Chỉ chốc lát sau, hai cây 50 năm thần hồn thảo, tại Diệp Thần Phong trong tay biến thành bột phấn, trong đó thần hồn chi lực toàn bộ được Lão Bạch cùng Lão Hắc cho hấp thu xong. Lại thoải mái ngủ lấy một giấc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại cho chúng ta bổ sung một ít tàn hồn sức mạnh. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Sau đó, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng cười nói, tiểu gia hỏa, không sai. Không sai, có những năng lượng này bổ sung sau đó chỉ cần ngươi không cần chúng ta động thủ. Như vậy chúng ta tối thiểu có thể duy trì tỉnh táo một năm này. Lão Hắc Giang Vận Thiên lại nói, tiểu tử. Điểm ấy thần hồn chi lực đối với chúng ta mà nói quả thực là như muối bỏ biển. Người trả nhất định phải mau sớm nhiều tìm một ít liên quan với thần hồn loại thiên tài địa bảo mới được. Hả? Tại Lão Hắc trong khi nói chuyện, Lão Bạch không khỏi nghi ngờ một cái, cười nói, tiểu gia hỏa, không sai a hát. Người càng nhưng đã niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Lão Hắc thì luôn luôn yêu thích cho Diệp Thần Phong dội nước lã, hắn nói ra, tiểu tử, không nên quá đắc ý. Chẳng qua là niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong đây. Ngươi vẫn chưa tới đắc ý thời điểm. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận phiền muộn, hắn đem chính mình trên cánh tay phải ống tay áo vén lên. Nói ra, Lão Bạch, Lão Hắc, bây giờ ta còn thực sự không thể quá đắc ý, các ngươi nói cần trải qua niết bàn làm sao lại khó như vậy đâu này. Ta thực lực hôm nay cũng đã tới niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, các ngươi nói ta làm sao mới đã trải qua bát chuyển niết bàn. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên vang lên một trận ho sặc sụa thanh âm, Lão Bạch cùng Lão Hắc là ho khan liên tục, bọn hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong trên cánh tay phải xác thực có 8 cái màu đỏ tơ máu, sau đó hai người bọn họ là thật lâu không nói gì, đặc biệt là Lão Hắc Giang Vận Thiên, hắn suýt chút nữa bị đả kích trực tiếp thổ huyết. Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch, Lão Hắc trong lúc đó là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Giữa bọn họ từ trước đến giờ là đều là so sánh tùy ý. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trầm mặc một hồi sau, hắn mới lên tiếng, ngươi tên tiểu tử này, ta thật không biết nên nói như thế nào, tuy rằng ta đã sớm suy đoán ngươi khẳng định cũng có thể đến bát chuyển niết bàn. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi tại tứ trọng thiên đỉnh phong thời điểm, ngươi dĩ nhiên cũng đã bát chuyển niết bàn. Lão Hắc Giang Vận Thiên thở phì phò nói, tiểu tử, ngươi tự cứ việc đắc ý đi. Chỉ cần có người tiểu tử này tại, ta cùng Lão Bạch chả thật không có mặt sống tiếp rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc trong lòng mặc dù có một ít không cam lòng, nhưng phần lớn là hưng phấn. Không cam lòng chính là bọn hắn chính mình cũng chỉ có đến bát chuyển mà thôi, hưng phấn là Diệp Thần Phong là bọn hắn bồi dưỡng ra được, bọn họ là Diệp Thần Phong sư phụ, bọn hắn đương nhiên hy vọng Diệp Thần Phong có thể vượt qua chính mình rồi, như vậy bọn hắn hai cái này làm sư phụ cũng coi như là xứng chức rồi. Tại biết Lão Bạch cùng Lão Hắc tối thiểu trong vòng một năm sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say.
Diệp Thần Phong tâm tình cũng hết sức không sai, thuận miệng ở trong lòng cùng Lão Bạch, Lão Hắc hàn huyên vài câu sau. Diệp Thần Phong liền lần nữa đem Bạch Tiểu Nhu từ hỗn độn trong chiếc nhẫn mang ra ngoài. Tại ngâm thánh băng trì thời điểm, Bạch Tiểu Nhu đã nói yếu ở lại thánh băng đảo tu luyện, bởi vì hoàn cảnh của nơi này phi thường thích hợp với nàng. Từ hỗn độn trong chiếc nhẫn đi ra ngoài Bạch Tiểu Nhu. Người vừa xuất hiện liền lập tức chen vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, trong miệng nhu nhu hô, Diệp đại ca. Diệp Thần Phong ngửi Bạch Tiểu Nhu trên người độc hữu mùi thơm ngát, hắn và Bạch Tiểu Nhu một lần lại một lần trải qua sinh tử, tuy rằng hắn chả cũng không biết mình đối Bạch Tiểu Nhu là loại cảm tình nào. Nhưng hắn biết mình làm yêu thích Bạch Tiểu Nhu đối với hắn thân mật. Mà Bạch Tiểu Nhu đối với cảm tình trước sau tỉnh tỉnh mê mê, người đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, người thậm chí không biết cái gì gọi là tình. Tiểu Nhu, người thật sự yếu ở lại thánh băng đảo tu luyện. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Bạch Tiểu Nhu từ Diệp Thần Phong trong lồng ngực bò lên, từng ở địa huyền giới tứ đại cấm địa một trong huyễn cảnh bên trong vùng rừng rậm thời điểm. Khi đó Bạch Tiểu Nhu bị trọng thương, Diệp Thần Phong lấy máu của mình cho rằng nước đút cho Bạch Tiểu Nhu uống. Lúc đó vì để cho Bạch Tiểu Nhu tỉnh lại đi, Diệp Thần Phong hỏi Bạch Tiểu Nhu như vậy một vấn đề, Tiểu Nhu, yêu thích có rất nhiều loại, có bằng hữu cùng giữa bằng hữu yêu thích, có người thân và người thân trong lúc đó chân thành yêu thích, cũng có giữa nam nhân và nữ nhân yêu yêu thích, người đối với ta yêu thích là một loại nào. Bạch Tiểu Nhu khi đó cũng không biết mình đối Diệp Thần Phong là loại nào yêu thích. Nhưng nàng chính là biết mình yêu thích Diệp Thần Phong, yêu thích cùng với Diệp Thần Phong. Bạch Tiểu Nhu nói ra, Diệp đại ca, ngươi còn nhớ ban đầu ở huyễn cảnh rừng rậm ngươi hỏi qua vấn đề của ta sao? Tiểu Nhu có lúc thật sự làm đần, đến bây giờ cũng vẫn không có nghĩ rõ ràng, ta đối Diệp đại ca rốt cuộc là loại nào yêu thích. Diệp đại ca ngươi đang cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ biết ta đối Diệp đại ca là loại nào ưa thích. Tiếp lấy, Bạch Tiểu Nhu lại nói, Diệp đại ca, Tiểu Nhu không muốn nhìn thấy ngươi một lần lại một lần bị thương, cho nên, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Ta muốn một mực bảo vệ Diệp đại ca, ta muốn một mực ở lại Diệp bên cạnh đại ca, nhưng ta biết hiện tại ta nhất định phải ở lại Thánh Băng Đảo, ở nơi này thực lực của ta mới có thể tăng lên mau một chút. Các loại thực lực ta tăng lên sau đó ta sẽ đi tìm Diệp đại ca ngươi, ta cũng nhất định có thể tìm tới Diệp đại ca ngươi. Khi nghe đến Bạch Tiểu Nhu kiên định trả lời sau đó Diệp Thần Phong trong lòng thở dài một hơi đồng thời. Nội tâm hắn mềm mại nhất địa phương rõ ràng cho thấy được xúc động đã đến. Đang do dự chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong mới lên tiếng, được rồi. Tiểu Nhu, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Dứt tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp đem Bạch Tiểu Nhu thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn sau đó hắn liền rời khỏi phòng, hắn chuẩn bị ra khỏi thành một chuyến. Nếu Bạch Tiểu Nhu yếu ở lại Thánh Băng Đảo, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên không thể đem nàng lưu ở trong thành được rồi. Bạch Tiểu Nhu trên người không có thân phận lệnh bài, ở trong thành hội vô cùng nguy hiểm. Bây giờ Bạch Tiểu Nhu kiên trì yếu ở lại Thánh Băng Đảo, như vậy cũng chỉ có thể làm cho người ở ngoài thành tìm một chỗ tu luyện, dù sao ngoài thành không có bất kỳ người tu luyện nào tuần tra, hơn nữa ngoài thành rất nhiều nơi đều là hoang tàn vắng vẻ. Diệp Thần Phong có thân phận lệnh bài nơi tay, hắn là thuận lợi đi ra khỏi cửa thành. Đang đi ra cửa thành sau đó Diệp Thần Phong đi tới Thánh Băng Đảo một chỗ góc hẻo lánh bên trong, sau đó, hắn liền lại đem Bạch Tiểu Nhu từ hỗn độn trong chiếc nhẫn mang ra ngoài, hắn nói ra Tiểu Nhu, tự coi như ngươi yếu ở lại Thánh Băng Đảo, nhưng ngươi cũng nhất định không thể tiến vào trong thành, thành này bên ngoài diện tích chiếm Thánh Băng Đảo phần lớn, hơn nữa ngoài thành cũng là băng thiên tuyết địa, nơi này cần phải cũng thích hợp ngươi tu luyện. Bạch Tiểu Nhu mềm nhẹ nói, Diệp đại ca. Ngươi không cần phải lo lắng ta không muốn làm một cái yêu cầu Diệp đại ca tại mọi thời khắc bảo vệ nữ nhân. Bạch Tiểu Nhu nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, cảm thụ Diệp Thần Phong trên người nhiệt độ, trong lòng nàng cũng không nỡ bỏ cùng Diệp Thần Phong phân biệt. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như đến lúc đó Bạch Tiểu Nhu muốn rời khỏi Thánh Băng Đảo, như vậy liền tất cần phải dùng đến bảo khí linh thuyền, hắn lập tức nói ra Tiểu Nhu, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Ta đi giúp ngươi lấy món đồ đến. Diệp Thần Phong hiện tại chỉ có thể hỏi Thiết Huyền Tình yêu cầu một chiếc linh thuyền, dù sao Diệp Thần Phong bây giờ mới lục phẩm luyện khí sư, hắn chả luyện chế không ra bảo khí linh thuyền. Chương 1887, bạt tai vang dội.
bảo khí linh tuyền tại toàn bộ thiên huyền giới đều là cực kỳ chân quý. Tại Thiết Huyền Tinh, Triệu Bá cùng Lý Bá ba người này trên người, tổng cộng cũng chỉ có 2 chiếc bảo khí linh thuyền. Cũng may Thiết Huyền Tinh đám người là hết sức sảng khoái, hầu như không hề do dự sẽ đưa cho Diệp Thần Phong một chiếc hạ phẩm bảo khí linh thuyền. Có thể nói Thiết Huyền Tinh đám người vừa ý chính là Diệp Thần Phong mức tiềm lực, còn có Diệp Thần Phong tam phẩm thân phận của luyện dược sư. Tuy rằng bởi vì tử cảnh trong đầm lầy sự tình, Thiết Huyền Tinh sẽ không tăng cho Diệp Thần Phong sắc mặt tốt xem, nhưng Thiết Huyền Tinh trong lòng vẫn là làm giữ gìn Diệp Thần Phong, từ trước đó phát sinh ở bên cạnh hồ xung đột, này là có thể nhìn ra Thiết Huyền Tinh đối Diệp Thần Phong coi trọng rồi. Diệp Thần Phong khi lấy được một chiếc hạ phẩm bảo khí linh thuyền sau đó hắn liền lần nữa đi ra trong thành, nhìn xem Bạch Tiểu Nhu đem bảo khí linh thuyền thu nhập trong chữ vật giới chỉ, hai người bọn họ luôn mãi đạo đừng sau. Diệp Thần Phong nhìn xem Bạch Tiểu Nhu thân ảnh từ từ biến mất ở chính mình trong tầm mắt, trong đầu của hắn vang lên lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, làm cho nàng ở lại bên cạnh ngươi, người vĩnh viễn cũng trưởng thành không đứng lên, người nhưng là cửu U Băng Sư Sư Vương nhất mạch công chúa, người thành tựu tương lai tuyệt đối cũng sẽ không thấp, người cũng không cần lo lắng như vậy rồi, Sư Vương nhất mạch người cũng không hội dễ dàng chết như vậy. Diệp Thần Phong trong miệng chậm rãi nôn thở ra một hơi. Trong lòng của hắn biết lão Bạch nói đều là sự thực. Tại trong 2 ngày sau đó, Lý Tín Văn, Dương Hạo Thiên cùng Lưu Thành cũng lần lượt từ Thánh Băng Trì bên trong đi ra. 3 người bọn họ thực lực đều đã có không sai tăng lên, Lý Tín Văn từ Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, tăng lên tới Hóa Thần cảnh 1 tầng trung kỳ. Dương Hạo Thiên từ Hóa Thần cảnh 1 tầng trung kỳ, tăng lên tới Hóa Thần cảnh 1 tầng đỉnh phong. Mà Lưu Thành từ Hóa Thần cảnh 1 tầng hậu kỳ, tăng lên tới Hóa Thần cảnh tầng 2 sơ kỳ. Lưu Thành trong lòng đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương, đệ đệ hắn Lưu Ngọc Minh đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, mà Thiết Huyền Tinh đám người nhưng đứng ở Diệp Thần Phong phía bên kia, trong lòng của hắn hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong lột ra chóc thịt. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chút trở về Thanh Nguyệt Tông, dù sao gia gia của hắn đồng dạng là Thanh Nguyệt Tông lão tổ, thực lực cũng là trên đất thần cảnh. Liên quan với tại bên cạnh hồ phát sinh xung đột, không có người nào cùng Lưu Thành đã nói, ngược lại là Dương Hạo Thiên cùng Lý Tín Văn từ Trần Nguyên Hùng trong miệng đã được biết đến 1-2. Dương Hạo Thiên tại biết Diệp Thần Phong liên thủ với Trần Nguyên Hùng giết Lôi Thiên Bằng sau. Trong lòng của hắn là kêu to thống khoái, dù sao Lôi Thiên Bằng hành vi quá. Xúc, sinh, mà Dương Hạo Thiên cũng một cách tự nhiên cho rằng có thể giết chết Hóa Thần cảnh Lôi Thiên Bằng. Này cũng đều là Trần Nguyên Hùng công lao. Giờ khắc này, trong phòng, Dương Hạo Thiên vỗ vỗ Trần Nguyên Hùng vai, nói ra, Nguyên Hùng, ngươi nhưng đủ lợi hại, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến, ngươi thật đúng là để cho ta thay đổi cách nhìn. Trần Nguyên Hùng không nói thêm gì, hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Hắn chỉ muốn giúp Diệp Thần Phong dưới lưng cái này tội giết người tên, dù sao hắn biết Ba Viêm Tông cũng không phải dễ trêu. Mà Lý Tín Văn từ đầu tới cuối đều trầm mặc không nói, hắn vẫn là duy trì phong cách của mình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ coi trọng Diệp Thần Phong một mắt. Diệp Thần Phong cùng Dương Hạo Thiên đám người chung đụng trả thật không tệ, đối với chính mình bằng hữu, hắn từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt sắc. Cho nên, Diệp Thần Phong cũng phân biệt cho Dương Hạo Thiên đám người một ít cấp 2 nhanh chóng nhanh phù. Liên quan với tại trên hồ nước chống không trận chiến đấu kia. Dương Hạo Thiên mấy người cũng từ Diệp Thần Phong trong miệng giải một chút, bọn hắn cũng biết lần này bọn hắn yếu ngồi chung châu kiếm thần tông linh thuyền rời khỏi. Cho nên, Dương Hạo Thiên đám người đương nhiên biết loại này đặc thù nhanh chóng nhanh phù chân quý. Bất quá, bọn hắn cũng không hề chối từ, bọn họ là từ trong lòng coi Diệp Thần Phong là làm bằng hữu. Nếu như luôn mãi từ chối lời nói, chỉ sẽ có vẻ mới lạ rồi, bọn hắn chỉ là đem phần này hữu nghị vững vàng ghi vào trong lòng. Dương Hạo Thiên đem nhanh chóng nhanh phù thu sau khi thức dậy, hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, chúng ta tuy rằng không nhận thức bao lâu, nhưng ta là thật tâm đem ngươi cho rằng huynh đệ của ta, cái gì cũng không nhiều lời rồi, về sau yêu cầu huynh đệ chỗ của ta. Ngươi cứ mở miệng. Trần Nguyên Hùng cũng gấp vội vàng gật đầu, từ Diệp Thần Phong trợ giúp hắn tự tay giết Lôi Thiên Bằng thời điểm. Hắn liền cho là mình cái mạng này là Diệp Thần Phong được rồi. Lý Tín Văn cũng không có nói cảm tạ, hắn chỉ nói là nói Thần Phong. Về sau cần ta địa phương, cho dù là có sinh mạng nguy hiểm, ta
ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trải qua hai ngày nay nghỉ ngơi, Trần Nguyên Hùng thương thế khôi phục không ít. Hôm nay chính là kiếm thần tông rời đi thánh băng đảo cuộc sống, Kiều Bụi bởi vì tạm thời có một ít chuyện, không thể tự mình đến tiếp Diệp Thần Phong rồi, hắn để Diệp Thần Phong đám người trực tiếp đi hướng ngừng lại linh thuyền bên bờ. Tại đơn giản thu thập một phen sau, Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người hướng về thành đi ra ngoài rồi, mà ở chàng không có bất cứ người nào để ý tới Lưu Thành. Lưu Thành chỉ có thể xám xịt đi theo đám người cuối cùng. Trong lòng của hắn cũng không biết tại sao Thanh Nguyệt Tông có thể cưỡi kiếm thần tông linh thuyền. Dù sao không có bất cứ người nào từng nói với hắn phát sinh ở bên cạnh hồ, cùng với Kiều Bụi trước bái phỏng sự tình. Cho nên, tại Lưu Thành trong mắt hẳn là Tiết Huyền Tình đám người đáp thượng kiếm thần tông sợi dây này, hắn cũng sẽ không đoán được tất cả những thứ này đều là vì Diệp Thần Phong nguyên nhân. Mọi người tại rời đi trong thành sau đó bọn hắn một đường bay nhanh. Rất nhanh liền đi tới bên bờ. Tiết Huyền Tình đã đem trước đó dừng sát ở bên bờ một chiếc linh thuyền cất đi, đồng thời để lưu lại một ít Thanh Nguyệt Tông đệ tử đều đi xuống. Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình đám người đi tới một chiếc to lớn linh trước thuyền, ở này chiếc linh thuyền trên có một cái cự kiếm đồ án, đây chính là kiếm thần tông linh thuyền. Có thể là bởi vì Kiều Bụi đã sớm đã phân phó rồi, tại Diệp Tiết Huyền Tình cho thấy thân phận sau đó kiếm thần tông đệ tử liền khách khí để Tiết Huyền Tình đám người đi tới linh thuyền tầng thứ 3 bong tàu bên trên, đồng thời cho bọn họ lần lượt an bài gian phòng. Tại xem xong rồi gian phòng sau đó Lưu Thành trước hết đi tới bong tàu bên trên. Này tầng thứ 3 gian phòng là tinh xảo nhất, bởi vậy có thể thấy được Kiều Bụi đối Diệp Thần Phong là phi thường hữu hảo. Lưu Thành ánh mắt đột nhiên tập trung vào một tên xuất hiện thanh niên trên người. Hắn rõ ràng cảm giác được tên thanh niên này thực lực có hóa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Tên thanh niên này chính là Kiều Bụi rồi, hắn sở dĩ không có tự mình đi nghênh tiếp Diệp Thần Phong, đó là bởi vì gia gia hắn tạm thời tìm hắn có chút việc. Kiều Bụi gia gia chính là kiếm thần tông tứ trưởng lão, một thân thực lực trên đất thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, lần này kiếm thần tông linh thần cảnh bên dưới đệ tử đến ngâm thánh băng trì, chính là do Kiều Bụi gia gia lãnh đạo. Kiều Bụi đang nhìn đến trên bong thuyền Lưu Thành sau đó lấy Lưu Thành trên người trang phục, hắn một mắt liền nhận ra Lưu Thành chính là Thanh Nguyệt Tông đệ tử, dù sao mỗi cái tông môn trang phục đều đặc biệt tiêu chí. Bởi vì Diệp Thần Phong thống khoái tính cách, Kiều Bụi cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong thực lực thấp, mà căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, trái lại trong lòng của hắn là thật tâm muốn cùng Diệp Thần Phong kết bạn. Nếu Lưu Thành chính là Thanh Nguyệt Tông đệ tử, như vậy Kiều Bụi cũng đương nhiên sẽ khách khí một phen, hắn đi lên trước nói ra, người cũng hẳn là Thanh Nguyệt Tông đệ tử chứ. Thế nào, nếu như đối với chúng ta an bài gian phòng không hài lòng, như vậy chúng ta có thể bất cứ lúc nào giúp ngươi đổi. Lưu Thành nhìn thấy trước mặt Kiều Bụi khách khí như thế, hắn không khỏi có chút khẩn trương, dù sao Kiều Bụi nhưng là Trung Châu Tông môn đệ tử. Kiều Bụi thuận miệng nói ra, buông lỏng một chút được rồi, liền đem nơi này cho rằng nhà của chính mình. Có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Lưu Thành thấy Kiều Bụi tốt như vậy nói chuyện, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, sắc mặt hắn cố ý trở nên hơi uất ức. Kiều Bụi thấy thế, hắn lập tức hỏi, phải hay không đối gian phòng không hài lòng. Lưu Thành nói ra, ta đối gian phòng rất hài lòng, chỉ bất quá là bởi vì chính mình một ít chuyện, tâm tình có phần không tốt mà thôi. Kiều Bụi nói ra, có chuyện gì có thể cứ việc nói ra. Nói không chắc ta có thể giúp được việc khó khăn đây. Lưu Thành tại chính đang chờ câu này, trong lòng của hắn đã cân nhắc luôn mãi rồi, hắn lúc trước không có nghe nói Thanh Nguyệt Tông cùng Kiếm Thần Tông có quan hệ, cho nên hắn suy đoán Tiết Huyền Tình đám người nhất định là mấy ngày nay mới liên lụy Kiếm Thần Tông sợi dây này. Lưu Thành biết lần này trở lại chắc chắn sẽ không ở lại Thanh Nguyệt Tông rồi, như vậy hắn có thể hay không gia nhập Kiếm Thần Tông. Thuận tiện tại đem Diệp Thần Phong giải quyết hết đâu này. Lưu Thành thở dài, nói ra, kỳ thực chuyện này cùng chúng ta tông môn một người đệ tử có quan hệ, hắn lần này cũng đi tới Thánh Băng Đảo rồi, tên của hắn gọi là Diệp Thần Phong, hắn chính là một cái ti. Bỉ, không, hổ thẹn tiểu nhân, hắn không những lấy thủ đoạn đánh lén giết đệ đệ ta, mà Thanh Nguyệt Tông tông chủ lại bị này tiểu nhân cho nhất thời che mắt. Lưu Thành cũng không có nói quá nhiều Thanh Nguyệt Tông không phải, hắn sợ vạn nhất Tiết Huyền Tình cùng Kiếm Thần Tông quan hệ rất tốt. Đến lúc đó hắn liền trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi,
cho nên hắn đem hết thảy nước bẩn đều dội đã đến Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong xác thực giết đệ đệ của hắn, cho nên đến lúc đó cả sự tình bị vạch trần rồi, hắn cũng là có giữ lại cùng biện giải phòng bị. Chính lúc thời điểm này, Diệp Thần Phong, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn cũng về tới bong tàu bên trên. Lưu Thành chỉ vào Diệp Thần Phong nói ra, chính là hắn, hắn chính là tên tiểu nhân kia. Lưu Thành liếc nhìn bên cạnh Kiều Bụi, hắn thấy Kiều Bụi sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn không khỏi đắc ý. Nhưng mà, một giây sau, đùng, một tiếng vang giòn tại Lưu Thành trên gương mặt vang lên. Lưu Thành trực tiếp một cái tát được Kiều Bụi phiến ngã xuống trên mặt đất. Mà Kiều Bụi lập tức cười ha hả hướng về Diệp Thần Phong đi tới, nói ra, Diệp huynh đệ, vừa vặn cái này trắng. Si ở trước mặt ta một mực bôi đen ngươi, chả nói ngươi là cái gì tiểu nhân, lẽ nào ta Kiều Bụi huynh đệ, ta còn không biết là người nào sao. Quả thực là mất hứng, các ngươi Thanh Nguyệt Tông tại sao có thể có loại này đầu óc nước vào ra hỏa. Chương 1888, Hồn Mộc Căn. Tàn tạ trận pháp. Ngã trên mặt đất Lưu Thành. Hắn một cái răng toàn bộ được Kiều Bụi cho đánh rớt, trong miệng không ngừng bốc lên bọng máu rồi, hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, vừa vặn đối với hắn cực kỳ khách khí Kiều Bụi, làm sao trong chớp mắt liền biến thành người khác đâu này. Lưu Thành hoàn toàn là được một tát này cho phiến bối rối, lỗ tai hắn bên trong là vang lên ong ong, trong lúc nhất thời trong đầu là trống rỗng. Dương Hạo Thiên, Lý Tín Văn Hòa Trần Nguyên Hùng ba người này, bọn họ cũng đều biết là vì Diệp Thần Phong, bọn hắn mới có thể đến cưỡi kiếm thần tông linh thuyền, nghe được Lưu Thành này não. Tàn, hàng lại đang Kiều Bụi trước mặt bôi đen Diệp Thần Phong. Trong lòng bọn họ là một trận cười gằn. Kiều Bụi tính cách cũng là cực kỳ trực sảng, người như thế xem ai vừa mắt liền sẽ móc tim móc phổi làm bằng hữu, nếu như bằng hữu của chính mình bị bắt nạt rồi, hắn nhất định là không có thể chịu được. Kiều Bụi nhìn trên mặt đất hoàn toàn choáng váng Lưu Thành, hắn quát lên, chính là ngươi trong miệng cái này tiểu nhân, hắn là ta Kiều Bụi huynh đệ, ngươi nói huynh đệ của ta là tiểu nhân, nói như vậy ngươi cho là ta cũng là tiểu nhân. Thật không biết đầu ngươi phải hay không sinh trưởng ở trên mông đít. Lần này các ngươi Thanh Nguyệt Tông có thể cưỡi chúng ta kiếm thần tông linh thuyền, ta hoàn toàn là xem ở Diệp huynh đệ trên mặt mũi, không nghĩ tới ngươi thật là có dũng khí đến trước mặt của ta bôi đen Diệp huynh đệ. Ta Kiều Bụi đời này buồn nôn nhất chính là ngươi loại này sau lưng bàn lộng thị phi rác dưới. Lưu Thành khi nghe đến Kiều Bụi lời nói này sau, trong lòng của hắn hối hận hận không thể phiến miệng mình tử, hắn không nghĩ tới cũng không phải Thiết Huyền Tình đáp thượng kiếm thần tông sợi dây này, mà là Diệp Thần Phong đáp thượng kiếm thần tông sợi dây này. Hắn Lưu Thành ở chính giữa châu kiếm thần tông trước mặt nhưng liền cái chả là cái cóc khô gì. Kiều Bụi nhìn xem Diệp Thần Phong, hỏi, Diệp huynh đệ. Ngươi nói tiểu tử này yếu xử trí như thế nào? Diệp Thần Phong trong lòng sớm liền muốn giải quyết Lưu Thành rồi, chỉ là xem ở Tiết Huyền Tình trên mặt mũi, hắn mới một mực buông tha cho ý nghĩ này, trước đó Tiết Huyền Tình trả đưa hắn một chiếc linh thuyền đây. Hắn ngược lại cũng không thể không quan tâm Tiết Huyền Tình mặt mũi. Này Lưu Thành mệnh có thể giữ lại, nhưng tuyệt đối không thể thoải mái như vậy buông tha Lưu xong rồi. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, lấy Kiều Huynh xem ra. Tiểu tử này ứng với nên xử trí như thế nào? Bất quá, hắn cũng dù sao cũng là Thanh Nguyệt Tông đệ tử, tính mạng của hắn hay là muốn lưu lại. Kiều Bụi trực tiếp nói, cái này dễ thôi. Thẳng thắn trực tiếp phế bỏ đan điền của hắn, khiến hắn trở thành một phế nhân là tốt rồi. Chút trừng phạt này xem như là tiện nghi hắn, nếu như đổi lại là ta khẳng định trực tiếp giải quyết hắn. Diệp huynh đệ, cái kia ta giúp đỡ ngươi động thủ. Thấy Diệp Thần Phong gật gật đầu, Kiều Bụi bay thẳng đến Lưu Thành đi tới. Lưu Thành thấy thế, hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Nếu như bị phế đan điền, như vậy này so với chết còn muốn thống khổ. Linh thuyền mở ra không bao lâu đây. Lưu Thành muốn rời khỏi linh thuyền, trở về thánh băng trên đảo, nhưng Kiều Bụi làm sao khiến hắn toại nguyện. Kiều Bụi thân ảnh trong nháy mắt chặn lại rồi Lưu Thành đường đi. Dù sao Kiều Bụi thực lực so với Lưu Thành cao hơn không ít. Lưu Thành biết mình là không cách nào rời khỏi, tại về mặt thực lực hắn cũng xa hoàn toàn không phải Lưu Thành đối thủ, trong miệng hàm răng toàn bộ được đánh rớt, từ trong miệng hắn phát ra mơ mơ hồ hồ âm thanh, hắn hướng về phía Diệp Thần Phong nói ra, lần này là ta sai rồi, ta không nên bôi đen ngươi.
Đệ ta chết đi cũng cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Thần Phong chỉ là bình thản nhìn xem Lưu Thành, mà Kiều Bụi càng là không nói nhảm, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Căn bản không có để Lưu Thành cơ hội tránh né rồi. Chỉ nghe xì xì, một tiếng. Sát theo đó a hát, hét thảm một tiếng. Lưu Thành đan điền trực tiếp bị phế rồi, hắn ngã vào trên mặt liên tục co quắp, hai con mắt cũng không ngừng liếc mắt, trong cổ họng phát ra thanh âm thống khổ, hắn là hoàn toàn biến thành một người phế nhân. Tại Lưu Thành bị phế sau đó không bao lâu, Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng về tới bong tàu bên trên, khi bọn họ xem đến mặt đất thượng dáng dấp thê thảm Lưu Thành lúc, bọn hắn không khỏi hơi sững sờ. Kiều Bụi thập phần giảng nghĩa khí giải thích, Tiết Tông Chủ. Chuyện là như vậy. Kiều Bụi đem Lưu Thành bôi đen Diệp Thần Phong sự tình nói một lần sau đó hắn lại nói Tiết Tông Chủ. Người như thế cũng xứng làm các ngươi Thanh Nguyệt Tông đệ tử. Thần Phong là ta Kiều Bụi huynh đệ của ta là không cho phép bất luận người nào bôi đen. Phế bỏ đan điền của hắn, đây đã là tiện nghi hắn. Nghe được Kiều Bụi giải thích sau đó Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng cho rằng Lưu Thành là tự gây nghiệt rồi. Tiết Huyền Tình mấy người cũng biết Diệp Thần Phong hẳn là xem tại trên mặt của bọn họ, cuối cùng mới để lại Lưu Thành một cái mạng. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong là cả cái gì một điểm ý kiến cũng không có. Tiết Huyền Tình lạnh như băng nói một câu, đây là Lưu Thành tự tìm. Kiều Bụi nghe được Tiết Huyền Tình nói như vậy sau đó hắn đối với trên bong thuyền còn lại Kiếm Thần Tông đệ tử, nói ra, đem ra hỏa này mang tới tầng dưới chót trong kho hàng đi, ta thấy hắn liền buồn nôn. Hai tên Kiếm Thần Tông đệ tử lập tức kéo như con chó chết Lưu Thành, hướng về linh thuyền tầng dưới chót thương khố đi đến. Tại Lưu Thành bị bắt sau khi đi, Diệp Thần Phong thanh Kiều Bụi giới thiệu cho Dương Hạo Thiên bọn hắn nhận thức. Mà Tiết Huyền Tình đám người nhưng là tại trên bong thuyền vài cái ghế dựa thượng ngồi xuống. Bởi vì có Diệp Thần Phong tại, Dương Hạo Thiên mấy người cũng rất nhanh cùng Kiều Bụi quen thuộc. Diệp Thần Phong bọn hắn cũng biết Kiều Bụi gia gia chính là Kiếm Thần Tông tứ trưởng lão, Diệp Thần Phong nói ra, Kiều huynh đệ, người tại Kiếm Thần trong tông nên tính là đệ tử hạch tâm đi nha. Kiều Bụi cười khổ lắc lắc đầu, nói ra, Diệp huynh đệ, tuy rằng chúng ta Kiếm Thần Tông ở chính giữa châu không tính đỉnh cấp tông môn, nhưng là muốn tại trong tông môn thành vì đệ tử hạch tâm nào có dễ dàng như vậy. Muốn trở thành đệ tử hạch tâm thực lực nhất định muốn đến linh thần cảnh, hơn nữa còn có giới hạn tuổi tác. Nghe được Kiều Bụi câu nói này sau, Diệp Thần Phong trong lòng đối Trung Châu Tông Môn có nhất định hiểu rõ, xem ra Trung Châu trong Tông Môn đệ tử hạch tâm thực lực muốn so Linh Châu mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Chính lúc thời điểm này, một người mặc áo đen lão đầu cũng xuất hiện tại bong tàu bên trên, tại lão đầu này trong tay chả ôm một cái cự đại rễ cây, hắn đem rễ cây đặt ở bong tàu bên trên. Ông lão này cùng trong tay hắn to lớn rễ cây lập tức hấp dẫn Diệp Thần Phong. Lấy Diệp Thần Phong cảm giác, ông lão này thực lực sâu không lường được, hẳn là tối thiểu tại thiên thần cảnh. Mà nhất làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là ông lão này lấy ra một cái cự đại rễ cây, cái này rễ cây tên là Hồn Mộc Căn. Hồn Mộc Căn chính là một loại thần hồn loại thiên tài địa bảo. Này Hồn Mộc Căn mỗi ngày đều nhất định muốn hấp thu một ít thái dương lực, cho nên lão đầu này hẳn là nắm Hồn Mộc Căn đi ra phơi nắng mặt trời. Nhất làm cho Diệp Thần Phong cảm giác mừng rỡ là, này Hồn Mộc Căn cần phải có 350 năm năm rồi, nếu như Lão Bạch cùng Lão Hắc hấp thu này Hồn Mộc Căn, khẳng định như vậy có thể làm cho Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn lực lượng được tới trình độ nhất định bổ sung. Thấy Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm Hồn Mộc Căn, Kiều Bụi lập tức nhỏ giọng nói, Diệp huynh đệ, ngươi cũng không nên đánh cái kia Hồn Mộc Căn chủ ý rồi, nếu như ngươi thật sự yêu cầu thần hồn loại thiên tài địa bảo. Như vậy về sau ta sẽ giúp ngươi cố lưu ý. Ngươi biết vị tiền bối này là ai chăng? Hắn nhưng là thiên huyền giới thập đại trận pháp tông sư một trong triệu tinh đồ. Hắn là thập đại trận pháp tông sư bên trong tính khí là cổ quái nhất một người. Lần này chúng ta tông môn đã nhận được một tấm không trọn vẹn viễn cổ trận pháp. Dùng tấm này không trọn vẹn viễn cổ trận pháp, đổi lấy triệu tiền bối một năm hiệu lực. Có người nói tấm này không trọn vẹn viễn cổ trận pháp cực kỳ không phổ thông. Bằng không triệu tiền bối cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu này rồi. Diệp Thần Phong nghe Kiều Bụi lời nói, trong lòng của hắn đối này 350 năm hồn mộc căn tình thế bắt buộc, chỉ là hắn phải như thế nào thu được này hồn mộc căn đâu này. Chỉ thấy triệu tinh đồ ông lão kia sắc mặt lạnh như băng,
căn bản không có thanh trên bong thuyền người coi là chuyện to tát, có thể nói là kiêu ngạo tới cực điểm. Triệu Tinh Đồ trực tiếp từ trong lòng lấy ra một tấm cổ lão tàn phá trang giấy, tờ giấy này hẳn là do một loại nào đó yêu thú da lông chế thành. Triệu Tinh Đồ tại trên bong thuyền tiện tay liền mở ra tờ giấy này, hắn căn bản không cho rằng người ở chỗ này có thể xem hiểu mặt trên phức tạp trận pháp, hắn tự mình bắt đầu nghiên cứu lên. Nhưng khi Triệu Tinh Đồ mở ra giấy thời điểm, phía trên phức tạp đồ án ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Ồ, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh một tiếng nghi hoặc, lập tức, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, đây không phải năm đó ta cấu vẽ một cái trận pháp tàn giác sao? Không nghĩ tới ở nơi này lại vẫn có thể nhìn thấy. Ta cấu vẽ trận pháp không phải là dễ dàng như vậy liền tìm hiểu, huống chi tờ giấy này thượng trận pháp tàn tạ không chịu nổi. Chương 1889, Kinh Người Phân Giải. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên đối với trận pháp đều là cực kỳ tinh thông, tại bọn hắn thời đại kia, tại trận pháp trình độ thượng có thể siêu càng người của bọn hắn, cơ hồ là không tồn tại. Nếu Triệu Tinh Đồ lấy ra tấm này tàn tạ trận pháp là Lão Bạch năm đó cấu vẽ, như vậy có thể tưởng tượng được trận pháp này hắn trong khẳng định đã bao hàm nhiều loại huyền diệu. Triệu Tinh Đồ tại mở ra trang giấy sau đó hắn con mắt chăm chú như ngừng lại trên tờ giấy, lông mày khi thì nhíu chặt. Khi thì triển khai, một đôi có chút vẩn đục trong con ngươi lập lòe dị thải, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, tự nói, diệu. Cái này viễn cổ tàn trận thực sự là quá huyền diệu rồi. Tiếp lấy, Triệu Tinh Đồ lại thở dài một hơi, nói ra, đáng tiếc a hát. Đáng tiếc, trên trời huyền giới e sợ không ai có thể thấu triệt phân tích cái này tàn trận. Triệu Tinh Đồ thân là thiên huyền giới thập đại trận pháp tông sư một trong. Trước đó khi hắn chiếm được tấm này tàn trận đồ thời điểm, hắn trước tiên cùng mặt khác 9 tên trận pháp tông sư cộng đồng nghiên cứu, đáng tiếc bọn hắn 10 người nghiên cứu 7 ngày 7 đêm, cũng căn bản vô pháp tìm hiểu tấm này tàn trận đồ. Triệu Tinh Đồ lần này vừa vặn đi ra có chút việc muốn làm, cho nên hắn mới sẽ cùng theo kiếm thần tông linh thuyền cùng đi ra tới. Triệu Tinh Đồ dự định đem tàn trận đồ thu lại, nhưng chỉ thấy một người trẻ tuổi không giải thích được đi tới bên cạnh hắn. Đồng thời rất có chuyện lạ nhìn chằm chằm hắn tàn trận đồ xem, này làm cho lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu chặt lên. Kiều Bụi vội vàng muốn đem Diệp Thần Phong kéo trở về, hắn đối với Triệu Tinh Đồ xin lỗi, Triệu tiền bối, vị này là bằng hữu của ta, hắn khả năng đối tấm này tàn trận đồ so sánh cảm thấy hứng thú, hắn mới sẽ như thế thất lễ, kính xin Triệu tiền bối thứ lỗi. Triệu Tinh Đồ tâm tình nguyên bản là không tốt lắm, hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Nói ra, đi sang một bên đi. Tấm này tàn trận đồ là người nào đều có thể xem hiểu đấy sao? Lão phu đời ta e sợ đều tìm hiểu không được tấm này tàn trận đồ, chớ nói chi là ngươi tên tiểu tử này. Triệu Tinh Đồ nhìn xem Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, làm sao? Lẽ nào ngươi vẫn đúng là xem hiểu cái gì sao? Ngươi ngược lại là tới nói cho lão phu ta nghe nghe. Diệp Thần Phong đối với Triệu Tinh Đồ thái độ hờ hững. Muốn có được 350 năm hồn mộc căn, xem ra chỉ có thể từ nơi này trương tàn trận đồ trên ra tay rồi. Hắn ở trong lòng nói ra, lão Bạch, nếu tấm này tàn trận đồ là ngươi đã từng cấu họa trận pháp một cái tàn giác. Như vậy ngươi nhất định có thể để cho ta triệt để tìm hiểu tấm này tàn trận đồ a. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, ta trở thành tàn hồn đều đã bao nhiêu năm. Ta đã sớm đã quên trận pháp này cấu vẽ. Bất quá, lấy năng lực của ta, muốn cho ngươi tìm hiểu cái này tàn trận đồ chả là không có vấn đề, chỉ là hội hơi chút phiền toái một chút mà thôi. Xem ra tiểu gia hỏa ngươi đối với cái kia hồn mộc căn tình thế bắt buộc rồi. Diệp Thần Phong trong lòng một trận buồn phiền nói, ta còn không phải là vì hai người các ngươi mà. Xem ra lần này phải kiêu căng hơn một hồi. Diệp Thần Phong nhìn xem Triệu Tinh Đồ ông lão này, nói ra cái này tàn trận đồ ta đã hoàn toàn tìm hiểu. Nhưng ta dựa vào cái gì yếu nói cho ngươi nghe. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra. Trên bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt động lại. Liền ngay cả ngồi trên ghế giữa Thiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng đứng lên. Bọn hắn đã từng cùng Triệu Tinh Đồ từng có mấy mặt duyên phận. Bọn hắn đương nhiên là nhận ra Triệu Tinh Đồ được rồi. Trước tiên không nói Triệu Tinh Đồ thực lực, trên trời huyền giới ngoại trừ luyện dược các, luyện khí các cùng phù sư các này tam đại các ở ngoài.
Kỳ thực còn có một cái trận pháp khác, trận pháp này các sức ảnh hưởng tuy rằng muốn so tam đại các yếu hơn không ít, nhưng tuyệt đối cũng là không thể khinh thường. Cái kia thập đại trận pháp tông sư chính là trận pháp các 10 vị thủ lĩnh. Đồng dạng Dương Hạo Thiên, Lý Tín Văn Hòa Trần Nguyên Hùng ba người này, bọn hắn vừa vặn nghe được Kiều Bụi đối Triệu Tinh Đồ giới thiệu, ba người bọn họ sắc mặt cũng là đột nhiên căng thẳng. Tỉnh hồn lại Kiều Bụi, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội nói lời như vậy, trên trời huyền giới. Hầu như không ai có thể tại trên trận pháp vượt qua thập đại trận pháp tông sư, Diệp Thần Phong thực lực mới niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, tuổi tác cũng sẽ không đại đi nơi nào, một người như vậy đối với trận pháp như thế nào lại tinh thông đâu này. Huống chi tấm này tàn trận đồ huyền diệu cực kỳ, liền ngay cả thập đại trận pháp tông sư đều không thể hiểu thấu đáo ra lông, huống chi là Diệp Thần Phong rồi. Nhưng Diệp Thần Phong dĩ nhiên nói đã hoàn toàn tìm hiểu tấm này tàn trận đồ. Kiều Bụi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lại có một tên ăn mặc trường sam màu xám lão giả đi lên bong tàu, người lão giả này dung nhan không giận tự uy, trên người khí thế cuồn cuộn, hắn chính là Kiều Bụi gia gia Kiều Tùng Nam rồi. Đồng dạng cũng là kiếm thần tông tứ trưởng lão. Vừa vặn Kiều Tùng Nam đi tới trên bong thuyền thời điểm, hắn vừa vặn nghe được Diệp Thần Phong ngông cuồng tự đại, hắn đối với trận pháp cũng là hiểu sơ ra lông, cho nên hắn biết tấm này tàn trận đồ có cỡ nào huyền diệu. Lần sau, kiếm thần tông đem tấm này tàn trận đồ đưa cho Triệu Tinh Đồ. Để Triệu Tinh Đồ đáp ứng rồi cho kiếm thần tông hiệu lực một năm. Thế nhưng, kiếm thần tông mỗi người đối Triệu Tinh Đồ đều cực kỳ tôn kính. Kiều Tùng Nam cũng biết mình cháu trai mời Thanh Nguyệt Tông người đồng thời cưỡi bọn hắn linh thuyền, hắn một mắt là có thể nhìn ra vừa nãy xuất khẩu cuồng ngôn Diệp Thần Phong, phải là Thanh Nguyệt Tông đệ tử. Kiều Tùng Nam sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng vẻ mặt căng thẳng, Tiết Huyền Tình nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi trở lại cho ta, ngươi lập tức cho Triệu tiền bối xin lỗi. Tiết Huyền Tình trong giọng nói tuy có trách cứ tâm ý, nhưng nàng đây là tại thay Diệp Thần Phong giải vây. Liền ngay cả Triệu Tinh Đồ đều không thể tìm hiểu tàn trận đồ, Diệp Thần Phong làm sao có khả năng tìm hiểu đâu này. Dù sao Tiết Huyền Tình bọn người biết Diệp Thần Phong chỉ có 29 tuổi, tuổi tác như vậy hội đối với trận pháp hiểu bao nhiêu. Chỉ là Tiết Huyền Tình các loại trong lòng người hết sức nghi hoặc, Diệp Thần Phong hẳn là cũng không phải một cái người cuồng vọng, hắn làm sao sẽ đột nhiên nói ra những lời ấy. Kiều Bụi trong lòng mặc dù có chút không thích, nhưng hắn cũng muốn trợ giúp Diệp Thần Phong giải vây, hắn muốn kéo Diệp Thần Phong rời đi. Nhưng Triệu Tinh Đồ lại lên tiếng, được lắm vô tri tiểu tử, lão phu hôm nay ngược lại là phải xem thử xem ngươi trận pháp trình độ rồi, ngươi không phải là bảo hoàn toàn tìm hiểu cái này tàn trận sao. Nếu như ngươi có thể ở trước mặt ta đem cái này tàn trận biểu thị một lần, như vậy ta Triệu Tinh Đồ có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Bất quá! Nếu như ngươi là tại ăn nói bừa bãi, như vậy ngươi chính là trêu chọc lão phu ta, đến lúc đó ngươi cũng có thể phải bỏ ra cái giá tương ứng. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, hắn chỉ vào một bên hồn mộc căn, nói ra, có thể, nếu như ta đem cái này tàn trận đồ diễn luyện một bên, như vậy này hồn mộc căn chính là ta rồi. Triệu Tinh Đồ không giận, trái lại cười lạnh nói, vô tri, thực sự là một cái vô tri tự đại tiểu tử. Dương Hạo Thiên đám người muốn kéo Diệp Thần Phong trở về, Tiết Huyền Tình mấy người cũng muốn lần nữa khuyên bảo, đáng tiếc Triệu Tinh Đồ mở miệng lần nữa, những người khác đều cho ta tại chờ ở một bên, hôm nay lão phu tâm tình thật không tốt, các ngươi cũng không nên buộc lão phu ta đem các ngươi ném nhập địa ngục chi hải bên trong. Kiều Tùng Nam một mặt trách cứ nhìn xem Kiều Bụi, mà Kiều Bụi trong lòng cũng phiền muộn cực kỳ, hắn luôn cảm giác Diệp Thần Phong thế nào giống như là biến thành người khác đâu này. Tiết Huyền Tình là mày liễu là càng nhăn càng chặt rồi, Triệu Bá cùng Lý Bá thấp giọng với Tiết Huyền Tình, nói ra tiểu thư, chúng ta bây giờ hẳn là phải làm sao. Mà ở Tiết Huyền Tình cùng Dương Hạo Thiên đám người lo lắng không ngớt thời điểm. Diệp Thần Phong bắt đầu nhìn chằm chằm tàn trận đồ nhìn, hắn ở trong lòng nói ra, Lão Bạch, kế tiếp ta hẳn là phải làm sao. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, cái này tàn trận đồ bên trong đã bao hàm rất nhiều trận pháp. Ngươi trước đem trận pháp từng cái phân giải ra đến A. Như vậy ngươi là có thể biết cái này tàn trong trận nơi nào hư hại. Ta sẽ tại ngươi trong đầu chỉ điểm ngươi. Tại Triệu Tinh Đồ hí hành hạ trong tầm mắt, Diệp Thần Phong ở trong lòng lặng lẽ gật gật đầu. Sau đó,
Diệp Thần Phong một bên nhận lấy Lão Bạch chỉ điểm, hắn vừa bắt đầu tìm hiểu cái này tàn trận đồ. Diệp Thần Phong đối với người chung quanh nói ra, phiền phức, tránh ra cho ta một điểm không gian. Diệp Thần Phong không để ý đến người chung quanh, hắn liền bắt đầu tại trên bong thuyền cấu họa trận pháp, hắn trước tiên phải đem tàn trận đồ bên trong bao hàm trận pháp toàn bộ phân giải ra ngoài. Tại Lão Bạch dưới sự chỉ điểm, Diệp Thần Phong nhanh chóng trên mặt đất cấu vẽ ra trận pháp, chỉ là một sẽ thời gian, hắn liền từ tàn trận đồ bên trong phân giải ra ba cái trận pháp rồi. Tiết Huyền Tình đám người cũng không biết Diệp Thần Phong đang làm gì. Kiều Bụi trong lòng là phi thường mâu thuẫn, mà Kiều Tùng Nam trên mặt đã mơ hồ kéo lên khởi tức giận. Mà ngay tại lúc này, Triệu Tinh Đồ lão đầu này, miệng hắn bên trong dĩ nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị, sau đó không dám tin, nói ra, ngươi lại đang phân giải cái này tàn trận đồ. Triệu Tinh Đồ nhìn xem Diệp Thần Phong tại trên bong thuyền cấu vẽ ra ba cái trận pháp. Hắn mặc dù không có tìm hiểu cái này tàn trận đồ, nhưng hắn có thể mơ hồ nhìn ra, Diệp Thần Phong cấu vẽ này ba cái trận pháp, hẳn là bao hàm tại tàn trận đồ bên trong. Chỉ là trong chốc lát liền từ tàn trận đồ bên trong tìm hiểu ba cái trận pháp, đồng thời đem hắn phân giải đi ra, tốc độ như thế này tại Triệu Tinh Đồ trong mắt đã là cực kỳ kinh người rồi. Chương 1890, cua tay múa chân Triệu Tinh Đồ. Điểm trọng yếu nhất. Tại Triệu Tinh Đồ trong mắt Diệp Thần Phong mới tiếp xúc tấm này tàn trận đồ thời gian bao lâu? Bọn hắn thập đại trận pháp tông sư trước đó tìm hiểu 7 ngày 7 đêm, cũng không có đem bất luận cái nào trận pháp, từ tàn trận đồ bên trong phân giải ra ngoài. Thậm chí Triệu Tinh Đồ chính mình nghiên cứu thời gian lâu như vậy, hắn dĩ nhiên không bằng Diệp Thần Phong cái này mới nhìn tàn trận đồ một hồi người. Triệu Tinh Đồ bây giờ trên mặt hí hành hạ đã sớm là biến mất rồi. Trống trơn là Diệp Thần Phong từ tàn trận đồ bên trong phân giải ra này ba cái trận pháp, hắn liền biết Diệp Thần Phong tại trên trận pháp trình độ tuyệt đối không kém gì hắn. Khi nghe đến Triệu Tinh Đồ một tiếng kêu quái dị sau đó kiếm thần tông tứ trưởng lão Kiều Tùng Nam, hắn đi tới, hỏi Triệu lão ca, người đây là. Bởi vì Kiều Tùng Nam đối với trận pháp chỉ là hiểu sơ ra lông, cho nên hắn đương nhiên không nhìn ra Diệp Thần Phong cấu vẽ này ba cái trận pháp. Cùng tàn trận đồ có liên hệ gì được rồi. Triệu Tinh Đồ có phần kích động nói, vị tiểu huynh đệ này trận pháp trình độ không kém ta a hát. Hắn cấu vẽ này ba cái trận pháp là trực tiếp từ tàn trận đồ bên trong phân giải ra ngoài, xem ra kiêu căng tự đại vọng chính là lão phu ta a. Triệu Tinh Đồ thanh âm không thấp, người ở chỗ này toàn bộ nghe được, tất cả mọi người trong nháy mắt đều lâm vào trong khiếp sợ, trận pháp trình độ không thua kém Triệu Tinh Đồ. Này không liền nói rõ Diệp Thần Phong trận pháp trình độ trên trời huyền giới cũng là đỉnh phong tồn tại. Dương Hạo Thiên, Lý Tín Văn Hòa Trần Nguyên Hùng ba người này, bọn họ là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiết Huyền Tình trong lòng đối Diệp Thần Phong hiếu kỳ là càng ngày càng nồng đậm, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng là có chút sững sờ rồi. Kiều Bụi trên mặt nhưng là trong nháy mắt bạo phát ra nồng nặc nụ cười, hắn hướng về phía bên cạnh Kiều Tùng Nam, nói ra, ra. Ta Kiều Bụi huynh đệ tuyệt đối là không phổ thông. Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới người chung quanh cảm xúc biến hóa, hắn một bên nhận lấy Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh chỉ điểm. Một bên từ từ đắm chìm tại tàn trận đồ bên trong, hắn phát hiện tấm này tàn trận đồ bên trong, quả nhiên là huyền diệu cực kỳ, nếu như hắn có thể đủ tìm hiểu tấm này tàn trận đồ, như vậy chính hắn trận pháp trình độ tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần Phong không ngừng tại trên bong thuyền cấu vẽ ra lần lượt trận pháp. Hai tay của hắn từ cấu họa thứ một cái trận pháp bắt đầu, hầu như liền không có đình chỉ qua. Lại sau một chốc sau, Diệp Thần Phong đã từ tàn trận đồ bên trong phân giải ra ngoài 15 cái trận pháp rồi. Triệu Tinh Đồ nhìn trên mặt đất bị phân giải ra 15 cái trận pháp, sắc mặt của hắn một trận đỏ lên, hắn hưng phấn vô cùng nói ra tốt, tốt, đúng là quá tốt rồi. Vị tiểu huynh đệ này trận pháp trình độ xa cao hơn nhiều ta a. Triệu Tinh Đồ vừa vặn còn nói Diệp Thần Phong trận pháp trình độ không thua kém hắn. Bây giờ hắn còn nói Diệp Thần Phong trận pháp trình độ rất xa cao hơn hắn. Này một lớp lại một lớp khiếp sợ để người ở chỗ này căn bản chưa hoàn hồn lại. Nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt đất cấu vẽ lần lượt trận pháp, tuy rằng bọn hắn căn bản xem không hiểu, nhưng bọn họ chính là cảm thấy Diệp Thần Phong đích xác rất hiểu như châu bò. Tiết Huyền Tình cùng Dương Hạo Thiên mấy người cũng toàn bộ áp sát đã đến Triệu Tinh Đồ bên cạnh.
Triệu Tinh Đồ giải thích, các ngươi khả năng không biết ta vì cái gì hưng phấn như thế. Như vậy ta liền tới cho các ngươi giải thích đi. Nếu để cho ta một người tìm hiểu trận này tàn trận đồ, như vậy ta cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể từ trong đó phân giải ra 5 cái tả hữu trận pháp. Nhưng tiểu huynh đệ này tại đây trong thời gian ngắn, hắn liền phân giải ra 15 cái trận pháp rồi, các ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng trong đó ý nghĩa chứ. Nghe được Triệu Tinh Đồ nói trực tiếp như vậy, người ở chỗ này tâm linh lại một lần nữa bị xung kích rồi, bọn hắn mỗi một người đều nhìn xem đang không ngừng cấu họa trận pháp Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hôm nay là hoàn toàn mê muội ở tàn trận đồ phân giải bên trong. Theo thời gian trôi đi, trên mặt đất là xuất hiện lần lượt trận pháp, bây giờ trên mặt đất đã bị Diệp Thần Phong cấu vẽ 30 cái trận pháp rồi, này 30 cái trận pháp đều là từ tàn trận đồ bên trong phân giải ra ngoài. Nhìn xem trên bong thuyền Diệp Thần Phong cấu vẽ trận pháp càng ngày càng nhiều, Triệu Tinh Đồ trong thân thể huyết dịch đều phải sôi trào, đối với một tên trận pháp tông sư tới nói, chả nói cái gì có thể so với trận pháp càng quan trọng hơn. Triệu Tinh Đồ tự nói, tiền bối, tại trên trận pháp hắn tuyệt đối có tư cách làm tiền bối của ta rồi, thiệt thòi ta vừa vặn trả mắt chó coi thường người khác, lão đầu tử ta thực sự là càng sống càng đi trở về, thực sự là xấu hổ a hát. Xấu hổ. Trên mặt đất lần lượt cấu vẽ ra trận pháp đều lóng lánh hào quang nhỏ yếu. Triệu Tinh Đồ một lần lại một lần kinh người ngôn ngữ, làm cho ở đây những người còn lại đều lâm vào từng người trầm tư. Mà Diệp Thần Phong phân giải trận pháp tốc độ từ đầu tới cuối đều không có giảm bớt. Thời gian vội vã trôi qua. Trên bong thuyền rậm rạp chẳng chịt được Diệp Thần Phong cấu vẽ ra 9-10 cái trận pháp rồi. Diệp Thần Phong trên trán cũng toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Nhìn xem trên bong thuyền 9-10 cái trận pháp, ở đây không ai có thể lĩnh hội giờ khắc này Triệu Tinh Đồ nội tâm kích động, hắn thậm chí là hoa tay múa chân, nhìn xem những này được phân giải ra ngoài trận pháp, Triệu Tinh Đồ cũng là thụ ích lương đa. Trong miệng hắn không ngừng từ ngữ nói, nguyên lai là như vậy a hát. Ta hiểu rồi, khó trách ta liền tấm này tàn trận đồ ra lông cũng tìm hiểu không thấu. Ha ha ha. Triệu Tinh Đồ là một trận cười lớn. Diệp Thần Phong chính rơi vào trầm tư, căn cứ hắn thôi diễn cùng với lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh chỉ điểm, hắn biết tàn trận đồ trung chi sau bao hàm trận pháp đều là không trọn vẹn rồi, nhất định muốn do Diệp Thần Phong chính mình bù đắp. Này cần phải so với vẻn vẹn phân giải khó hơn rất nhiều lần rồi. Cho nên, khi nghe đến Triệu Tinh Đồ một trận cười lớn sau đó Diệp Thần Phong lông mày không khỏi nhíu nhíu. Hắn hoàn toàn là lâm vào tìm hiểu trong trận pháp rồi, trong miệng hắn không kiềm hãm được quát lên, câm miệng. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra. Không khí của hiện trường lần nữa động lại, Triệu Tinh Đồ là một trận lúng túng, hắn lập tức nhỏ giọng nói, vừa vặn là ta thất lễ, là ta quấy rầy đến vị tiểu huynh đệ này tìm hiểu trận pháp. Triệu Tinh Đồ cũng biết tại tìm hiểu trận đồ trong quá trình là không thể đủ bị quấy rầy. Nhìn thấy Triệu Tinh Đồ nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt có chứa tôn kính tâm ý, còn lại trong lòng người tâm tình là bốc lên không ngớt. Diệp Thần Phong chậm rãi phân giải cùng với bù đắp không trọn vẹn trận pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau 2 giờ. Diệp Thần Phong trên mặt đất cấu vẽ trận pháp đã đến 100 rồi. Cuối cùng 10 cái trận pháp đều là tổn hại, đều được Diệp Thần Phong lần lượt bù đắp phân giải đi ra. Này tàn trận đồ bên trong cũng tổng cộng mới đã bao hàm 100 cái trận pháp. Tại đem 100 cái trận pháp toàn bộ phân giải ra ngoài sau đó Diệp Thần Phong lau một cái mồ hôi trên trán, trong miệng hơi hơi thở ra một hơi. Triệu Tinh Đồ nhìn thấy Diệp Thần Phong dừng tay, hắn lập tức tiến lên nói ra, tiểu huynh đệ, người đem tàn trận đồ bên trong trận pháp toàn bộ phân giải ra ngoài. Diệp Thần Phong gật đầu nói, trong đó tổng cộng đã bao hàm 100 cái trận pháp. Cuối cùng 10 cái trận pháp đều hư hại, ta thuận tiện đem hắn bù đắp phân giải đi ra. Hiện tại ta liền phải đem 100 cái trận pháp lần thứ 2 toàn bộ cùng cộng lại rồi, chớ quên, người hồn mộc căn là của ta. Triệu Tinh Đồ tại Diệp Thần Phong trước mặt là ngay cả một chút kiêu ngạo cũng không có, hắn vội vàng nói, tiểu huynh đệ yên tâm, ta Triệu Tinh Đồ tuyệt đối là một cái nói lời giữ lời người. Nghe vậy, Diệp Thần Phong không tiếp tục nói nhiều lời. Hắn di động cấu vẽ ở trên bong thuyền 100 cái trận pháp, đem này 100 cái trận pháp từ từ chồng chất lên nhau. Đem những trận pháp này chồng chất cũng là cực kỳ không dễ dàng,
tất cần phải chú ý sắp xếp quy tắc cùng vị trí. Cũng may có lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giúp Diệp Thần Phong không ngừng sửa lại, này làm cho Diệp Thần Phong là dễ dàng không ít. Mấy canh giờ sau, 100 cái trận pháp toàn bộ chồng chất xong xuôi. Oanh, một tiếng. Từ chồng chất trong trận pháp bỗng nhiên vọt lên một đạo kịch liệt ánh sáng, này vệt ánh sáng đem giữa bầu trời tầng mây đều tách ra rồi. Tiếp lấy, ánh sáng liền dần dần tản đi rồi. Bởi cái này viễn cổ trận pháp chỉ là tàn trận mà thôi, cũng không phải một cái hoàn chỉnh trận pháp, cho nên nó là không phát huy ra power tới, chỉ bất quá trong đó đã bao hàm các loại huyền diệu. Triệu Tinh Đồ đang nhìn đến phóng lên trời ánh sáng, sau đó hắn kích động cả người run rẩy. Hắn tự nói, lão phu kiếp này chết cũng không tiếc, lão phu kiếp này đúng là chết cũng không tiếc. Tiếp lấy, Triệu Tinh Đồ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra tiểu huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta trận pháp các. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta trận pháp các, như vậy trận pháp các thủ lĩnh sẽ không còn là 10 người, sẽ chỉ là một mình ngươi, tại trận pháp trình độ thượng. Chúng ta này cái gọi là 10 đại tông sư căn bản liền cho tiểu huynh đệ ngươi sách giày tư cách cũng không có. Kính xin tiểu huynh đệ cần phải đáp ứng của ta điều thỉnh cầu này a hát. Chương 1891, nhiều kết giao một lần. Diệp Thần Phong ánh mắt một mực dừng lại ở đằng kia 350 năm hồn mộc căn thượng, hắn không nghĩ tới Triệu Tinh Đồ lại đột nhiên nói ra những lời ấy, hắn đối với trận pháp các gì gì đó đều không quá cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ chỉ muốn dựa vào nỗ lực không ngừng tăng lên thực lực, một khi hắn đã trở thành trận pháp các thủ lĩnh, hắn thế tất sẽ bị đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió đi, mà hắn thực lực hôm nay lại chỉ có niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong đây. Diệp Thần Phong muốn tham gia lần này thiên huyền thịnh điển mài giũa chính mình một phen, dù sao muốn đến sống mãi, nhất định muốn trải qua một lần lại một lần đau khổ cùng khảo nghiệm, nếu như đã trở thành trận pháp các thủ lĩnh. Như vậy chỉ sợ hắn sẽ mất đi rất nhiều mài giũa cơ hội của mình. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng nhìn ra được trước mặt Triệu Tinh Đồ là phát ra từ nội tâm mời. Này Triệu Tinh Đồ cũng là một cái trực lai trực vãng người, hắn nhìn xem không có mở miệng Diệp Thần Phong, hắn nói ra tiểu huynh đệ, vừa vặn là ta mạo phạm ngươi, ta ở nơi này xin lỗi ngươi rồi, ngươi tại trên trận pháp trình độ căn bản không phải ta có thể sánh được, kính xin tiểu huynh đệ ngươi tha thứ lão đầu tử ta. Nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta trận pháp các, như vậy chúng ta trận pháp các bên trong trận pháp sư đạt được chỉ điểm của ngươi sau, bọn hắn trận pháp trình độ nhất định có thể tăng nhanh như gió. Tiết Huyền Tình nhìn xem Triệu Tinh Đồ thỉnh cầu Diệp Thần Phong dáng dấp, người thật có loại thập phần mộng ảo cảm giác, phải biết này Triệu Tinh Đồ không chỉ có là thiên huyền giới thập đại trận pháp tông sư một trong, hơn nữa thực lực của hắn còn tại thiên thần cảnh. Bất quá! Diệp Thần Phong đã vừa mới cho thấy cường hãn trận pháp trình độ, Tiết Huyền Tình tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng người không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong trận pháp trình độ, yếu rất xa cao hơn Triệu Tinh Đồ rất nhiều, bằng không Triệu Tinh Đồ cũng sẽ không thỉnh cầu Diệp Thần Phong gia nhập trận pháp các rồi, đồng thời để Diệp Thần Phong trở thành trận pháp các duy nhất một người thủ lĩnh. Tiết Huyền Tình trong đầu nhớ lại gặp phải Diệp Thần Phong từng tí, tại tử cảnh trong đầm lầy, người được Diệp Thần Phong đánh cái mông. Nhưng nàng đã được kiến thức Diệp Thần Phong tay không luyện đan bản lĩnh. Sau, lần nữa cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ thời điểm, Diệp Thần Phong cốt linh cùng mức tiềm lực để Tiết Huyền Tình lại khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Bây giờ Diệp Thần Phong lại cho thấy cường hãn như vậy trận pháp trình độ, thật giống bất cứ chuyện gì đã đến Diệp Thần Phong trong tay liền hội trở nên vô cùng đơn giản. Tiết Huyền Tình trong con ngươi xinh đẹp không ngừng lập lòe dị thải. Triệu bá cùng Lý bá trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh, về phần Dương Hạo Thiên đám người bọn hắn hoàn toàn là khiếp sợ choáng váng. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong còn có bực này trận pháp trình độ. Kiều Bụi là hung hăng cười khúc khích, gia gia của hắn Kiều Tùng Nam cũng cực kỳ cảm giác hứng thú nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đối với Triệu Tinh Đồ, hỏi cái này hồn mộc căn hiện tại phải là của ta đi nha. Nghe vậy. Triệu Tinh Đồ gấp vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, này hồn mộc căn từ giờ trở đi là thuộc về tiểu huynh đệ của ngươi. Diệp Thần Phong không chút khách khí đem hồn mộc căn thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn, hắn nói ra, gia nhập trận pháp các sự tình liền không nên nhắc lại rồi, ta tạm thời không có dự tính như vậy, ta còn muốn tham gia về sau thiên huyền thịnh điển. Kiều Tùng Nam nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, hắn lập tức nói ra, vị tiểu huynh đệ này.
không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập kiếm của chúng ta thần tông. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta kiếm thần tông, như vậy ngươi có thể trực tiếp tham gia Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển, đến lúc đó ta khẳng định giúp ngươi sắp xếp một cái danh ngạch. Triệu Tinh Đồ cũng lập tức nói ra, chúng ta trận pháp các tổng bộ cũng đang Trung Châu, chúng ta trận pháp các cũng có thể đề cử ngươi đi tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta trận pháp các. Nhìn thấy Kiều Tùng Nam cùng Triệu Tinh Đồ như vậy nóng bỏng, Tiết Huyền Tình mày liễu không khỏi nhíu lại, trong lòng nàng mơ hồ có một loại lo lắng, người lo lắng Diệp Thần Phong bỏ xuống của nàng Thanh Nguyệt Tông. Trực tiếp đi hướng Trung Châu rồi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Tiết Huyền Tình, trước đó Tiết Huyền Tình tại Thánh Băng Đảo bên cạnh hồ, vì hắn là dũng cảm đứng ra. Phần ân tình này nghị Diệp Thần Phong không thể phụ lòng. Lại nói, Diệp Thần Phong trong tay có dược phương lệnh. Hắn muốn đi hướng về Trung Châu tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển vẫn là vô cùng đơn giản, nhưng như vậy liền không đạt tới lịch luyện hiệu quả tốt nhất rồi. Diệp Thần Phong đi tới Tiết Huyền Tình bên cạnh, sau đó nhìn Kiều Tùng Nam cùng Triệu Tinh Đồ, nói ra, thật không tiện, ta bây giờ là Thanh Nguyệt Tông đệ tử, ta nghĩ lấy Thanh Nguyệt Tông đệ tử thân phận tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong không khỏi đối bên cạnh Tiết Huyền Tình khẽ mỉm cười. Tại Diệp Thần Phong từ chối Kiều Tùng Nam cùng Triệu Tinh Đồ thời điểm. Tiết Huyền Tình không biết tại sao trong lòng vui vẻ, có một loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Bây giờ lại nhìn thấy Diệp Thần Phong hiểu rõ nụ cười, gò má của nàng không giải thích được đỏ một chút. Dương Hạo Thiên đám người thấy Diệp Thần Phong cự tuyệt trở thành trận pháp các thủ lĩnh. Cự tuyệt gia nhập kiếm thần tông, này đều cơ hội ngàn năm một thuở. Dương Hạo Thiên nói ra, Thần Phong chính là Thần Phong, có đủ quyết đoán. Thấy Triệu Tinh Đồ còn muốn mở miệng, Diệp Thần Phong nói ra, dù sao ta sớm muộn cũng sẽ đi hướng Trung Châu, tuy rằng ta không gia nhập các ngươi trận pháp các, nhưng đến lúc đó đi chỉ điểm một chút trận pháp các bên trong trận pháp sư vẫn là có thể. Triệu Tinh Đồ thấy Diệp Thần Phong thái độ kiên quyết, hắn cũng chỉ có thể đủ tùng khẩu, tiểu huynh đệ, vậy ta nhưng tại Trung Châu chờ ngươi đến rồi, ngươi cũng không làm được lừa gạt lão đầu tử ta a hát. Triệu Tinh Đồ giọng nói chuyện hết sức hòa ái. Kiều Tùng Nam cũng muốn đem Diệp Thần Phong kéo vào kiếm thần tông, dù sao trong tông môn có một tên đỉnh phong trận pháp tông sư tỏa chấn, đây tuyệt đối là có lợi mà vô hại, đáng tiếc Diệp Thần Phong thái độ quá mức kiên quyết rồi, hắn có chút không nghĩ ra Diệp Thần Phong tại sao phải kiên quyết ở lại Linh Châu một cái trong tông môn. Triệu Tinh Đồ ánh mắt lần nữa ngừng lưu tại trên bong thuyền cùng cộng lại trên trận pháp rồi, tâm tình của hắn vẫn không có hoàn toàn bình phục, hắn nói ra tiểu huynh đệ. Đây chỉ là một cái trận pháp tàn giác mà thôi, ngươi có thể đem trận pháp này triệt để bù đắp sao? Có lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại, Diệp Thần Phong yếu bù đắp trận pháp này hẳn không có vấn đề quá lớn, chỉ bất quá nhất định phải đi tìm một quãng thời gian, hắn thuận miệng nói ra, hẳn là có thể, bất quá, tiêu tốn thời gian sẽ rất nhiều, ta xuất hiện tại không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Triệu Tinh Đồ suýt chút nữa là bị đả kích trực tiếp hộc máu. Bọn họ là có thời gian nghiên cứu, mà nghiên cứu không ra một cái dám đến, nhưng Diệp Thần Phong lại là có thể hiểu thấu đáo trận pháp, lại không muốn tốn thời gian đi hiểu thấu đáo, này làm cho Triệu Tinh Đồ có một loại xung động muốn khóc rồi. Triệu Tinh Đồ lần nữa mở miệng nói, tiểu huynh đệ, người sau nếu như đã đến Trung Châu, người nhất định phải tới trận pháp các tìm ta a hát. Bằng không ta nhưng yếu tới tìm ngươi. Sau đó, Triệu Tinh Đồ đối với Kiều Tùng Nam, nói ra, Kiều lão đệ. Hôm nay tâm tình của ta phi thường vô cùng tốt, có thể nhận thức vị tiểu huynh đệ này, đây là ta này đời trước đã tu luyện phúc phận a hát, chúng ta có phải không hẳn là thiết yến chiêu đãi một chút vị tiểu huynh đệ này. Kiều Tùng Nam lập tức nói ra, này là đương nhiên, ta cũng thật cao hứng có thể nhận thức vị tiểu huynh đệ này a hát. Tại Kiều Tùng Nam một phen mệnh lệnh bên dưới. Tại trên bong thuyền rất nhanh sẽ dọn lên một tấm cự bàn lớn, ở trên bàn đổ đầy các loại mỹ vị món ngon. Tại yếu vào chỗ thời điểm, Triệu Tinh Đồ nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi lên tòa, ngươi tại trên trận pháp đủ để làm tiền bối của ta rồi, hôm nay có ngươi tại, ta cũng không dám ngồi ở chủ vị rồi. Một bên kiếm thần tông tứ trưởng lão Kiều Tùng Nam cũng nói, đúng vậy, vị tiểu huynh đệ này lẽ ra nên ghế trên, ta hôm nay nhưng chân chính thấy được cái gì mới là đỉnh phong trận pháp tông sư. Tại Triệu Tinh Đồ cùng Kiều Tùng Nam một phen khách khí dưới. Diệp Thần Phong chỉ có thể ngồi ở vị trí đầu não bên trên, mà Triệu Tinh Đồ cùng Kiều Tùng Nam phân biệt hai bên trái phải ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh.
Kiều Tùng Nam từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tam đại đàn rượu, nói ra, đây là ta bình thường cất giấu 500 năm linh tửu, hôm nay cao hứng như thế tháng ngày, không có rượu làm sao có thể đi đâu này. Tiết Huyền Tình, Dương Hạo Thiên cùng Kiều Bụi đám người, bọn hắn nhưng là ngồi ở cái bàn còn lại chỗ ngồi. Kiều Tùng Nam cùng Triệu Tinh Đồ liên tiếp cho Diệp Thần Phong chúc rượu, bọn hắn đã coi Diệp Thần Phong là làm người cùng đẳng cấp đối đãi. Tiệc rượu bầu không khí hết sức nhiệt liệt. Đương nhiên Triệu Tinh Đồ tại trong bữa tiệc cũng một mực thỉnh giáo Diệp Thần Phong các loại trên trận pháp nan đề, tại Lão Bạch cùng Lão Hắc dưới sự giúp đỡ, Diệp Thần Phong hoàn mỹ cho Triệu Tinh Đồ giải đáp, này làm cho Triệu Tinh Đồ đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng tôn kính rồi. Một bữa cơm ăn thời gian dài vô cùng. Người ở chỗ này đều không hữu dụng thực lực đi chống đối cảm giác say, cho nên mọi người rất nhanh sẽ có vẻ say rượu. Thế là, mọi người đều trở về phòng của mình giữa đi rồi. Kiều Tùng Nam trong phòng. Kiều Bụi là đỡ ra ra của mình trở về. Tại sau khi tiến vào phòng, Kiều Tùng Nam trong cơ thể linh khí lập tức hơi động, linh tử mang đến cho hắn men say lập tức bị hắn bốc hơi rồi. Hắn nhìn xem Kiều Bụi, nói ra, hảo hảo cùng Diệp tiểu huynh đệ kết giao một phen, người bình thường một mực yêu thích kết giao bằng hữu, bất quá, người bạn này ngươi muốn móc tim móc phổi đối xử. Kiều Bụi nói ra, ra ra. Ta nguyên bản là Thanh Thần Phong cho rằng bằng hữu của ta, cho rằng huynh đệ của ta, ta mới sẽ không như các ngươi như thế thế lực, ta thưởng thức là Thần Phong trực sảng tính khí, ta thích cùng người như vậy làm huynh đệ. Chương 1892, Cuồng Bạo Áo Nghĩa Võ Học. Một gian trang sức cực kỳ tinh xảo căn phòng bên trong. Tại trong căn phòng này còn bị cách ra một người tu luyện thất. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong đang ngồi ở này cái trong phòng tu luyện. Nơi này chính là phòng của hắn. Tại trở về phòng bên trong sau, Diệp Thần Phong cũng lập tức đem men say cho xua tán đi. Này người tu luyện thất là dùng đặc thù tài liệu chế thành, chỉ cần đem cửa phòng tu luyện đóng lại, phía ngoài là không cảm giác được động tĩnh bên trong. Diệp Thần Phong là không kịp chờ đợi đem 350 năm hồn mộc căn lấy ra, bàn tay của hắn trực tiếp đặt tại hồn mộc căn bên trên, hắn bắt đầu hấp thu hồn mộc căn bên trong thâm hậu thần hồn chi lực rồi. Này hồn mộc căn muốn so thần hồn cỏ chân quý hơn nhiều, đồng dạng là 350 năm hồn mộc căn cùng thần hồn thảo, trong đó thần hồn chi lực nhất định là hồn mộc căn song. Bạo thần hồn cỏ. Tại Diệp Thần Phong bàn tay hấp thu dưới, thần hồn chi lực nhanh chóng chảy vào trong cơ thể hắn, sau đó, lại cuồn cuộn không đoạn trào vào bên trong đan điền của hắn, được Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn nhanh chóng hấp thu. Dù sao thần hồn chi lực là bị Lão Bạch cùng Lão Hắc hấp thu. Diệp Thần Phong thân thể là một điểm cảm giác cũng không có. Thời gian từng điểm chuyển rời. Ước chừng một cái nửa giờ sau. Chỉ nghe ầm, một tiếng, toàn bộ hồn mộc căn trong nháy mắt bạo liệt ra, vụn gỗ bay ra ở phòng tu luyện trong không khí. Này hồn mộc căn bên trong thần hồn chi lực là toàn bộ được Lão Bạch cùng Lão Hắc cho hấp thu đi rồi. Đang nhìn đến hồn mộc căn nổ tung sau đó Diệp Thần Phong lập tức ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc. Hai người các ngươi cảm giác thế nào? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, cảm giác không sai, chúng ta tàn hồn bên trong sức mạnh lại tăng lên một ít, tối thiểu tại mấy năm gần đây bên trong cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, bất quá, tiểu tử, này cách chúng ta phục sinh vẫn còn quá rất xưa. Chúng ta yêu cầu càng nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, tiểu gia hỏa. Lão Hắc nói không sai, ta cùng Lão Hắc mấy ngày nay cũng một mực đang nhớ chúng ta tái tạo nhục thân phương pháp, chúng ta trước đó đã nghĩ tới rất nhiều rồi, bất quá. Hiện tại chúng ta nghĩ tới một cái càng thêm biện pháp hay. Thế nhưng ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta không ngừng thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo, để cho chúng ta tàn hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, như vậy chúng ta là có thể có biện pháp chính mình tái tạo nhục thân rồi. Diệp Thần Phong hỏi dò, lấy này 350 năm hồn mộc căn làm thí dụ, ta còn muốn cho các ngươi thu thập bao nhiêu thần hồn loại thiên tài địa bảo. Lão Hắc Giang Vận Thiên hồi đáp, nếu như là này 350 năm hồn mộc căn lời nói, như vậy ngươi tối thiểu muốn thu thập 30.000 cái 350 năm hồn mộc căn, như vậy mới có thể để cho chúng ta tàn hồn đến cao nhất. Ta cùng Lão Bạch năm đó thực lực đều không kém, chúng ta tàn hồn yêu cầu bổ sung thần hồn chi lực tự nhiên cũng là nhiều vô cùng rồi. Lấy 350 năm hồn mộc căn làm thí dụ.
Muốn thu thập 30.000 cái 350 năm hồn một căn, lão Bạch cùng lão Hắc tàn hồn mới có thể đến đỉnh phong. Diệp Thần Phong trong cổ họng phải không cấm nuốt một cái nước miếng, trong lòng là một trận buồn khổ, xem ra sau này nhất định muốn tìm so với 350 năm hồn một căn càng thêm kiểu như châu bò thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi, bằng không lão Bạch cùng lão Hắc yếu phục sinh. Còn không biết yếu chờ tới khi nào đây. Lão Bạch tại cảm giác được Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng sau đó hắn nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải lo lắng, thần hồn loại thiên tài địa bảo tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng là có, nếu như ngươi có thể thu được trên vạn năm phần thần hồn loại thiên tài địa bảo, như vậy ta cùng lão Hắc phục sinh thời gian đem mức độ lớn giảm bớt. Diệp Thần Phong ở trong lòng thở dài một hơi, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến tại Phượng Hoàng Tông trong cấm địa. Hắn đem một khối khắc có một con trông rất sống động hỏa phượng hoàng bia đá cho đào lên. Lúc đó Diệp Thần Phong cũng cảm giác tấm bia đá kia khả năng cũng không phổ thông, bởi vì từ tấm bia đá kia bên trong có thể tỏa ra mạnh mẽ hỏa phượng hoàng uy thế. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong lập tức đem tấm bia đá kia từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra, trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, các ngươi giúp ta xem một chút tấm bia đá này có không có gì đặc biệt. Tại đem bia đá nắm sau khi đi ra, Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại trên tấm bia đá, hắn cẩn thận cảm ứng trong tấm bia đá nhất cử nhất động. Diệp Thần Phong từ từ nhắm hai mắt lại, trong cơ thể hắn Phượng Hoàng áo nghĩa dĩ nhiên tự chủ vận chuyển. Chỉnh tấm bia đá trong nháy mắt biến đến đỏ bừng cực kỳ. Từ trong tấm bia đá cũng tản ra từng tia hỏa Phượng Hoàng khí tức. Bia đá hỏa Phượng Hoàng khí tức. Diệp Thần Phong trong cơ thể Phượng Hoàng áo nghĩa hỏa Phượng Hoàng khí tức. Này hai cổ khí tức rõ ràng chủ động liên hệ. Trên bia đá con kia trông rất sống động hỏa Phượng Hoàng, nó dĩ nhiên tại trên tấm bia đá chuyển động. Sau đó, chỉnh tấm bia đá màu sắc trở nên càng thêm đỏ, từ trên bia đá toát ra nóng bỏng khói trắng đến. Trên bia đá nhiệt độ không ngừng tăng lên, Diệp Thần Phong mở mắt ra. Hắn theo như tại trên tấm bia đá bàn tay phải. Được bỏng màu đỏ bừng một mảnh, trên bia đá nhiệt độ căn bản không phải Diệp Thần Phong có thể chịu được. Diệp Thần Phong muốn đem tay phải của mình rút ra, nhưng là bia đá đối bàn tay phải của hắn thật giống sinh ra nhất cổ sức hút, bất luận hắn sử dụng bao nhiêu sức mạnh, hắn cũng căn bản vô pháp để bàn tay thoát ly bia đá. Sát theo đó, trong tấm bia đá hỏa Phượng Hoàng khí thế càng ngày càng nồng đậm, cuồn cuộn như hồng thủy hỏa Phượng Hoàng khí thức trào vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Diệp Thần Phong chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều phải bốc cháy lên rồi. Quần áo trên người trong nháy mắt được toát ra mồ hôi cho thấm ướt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, tấm bia đá này không đơn giản a hát. Ngươi không phải là lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa đấy sao? Các loại áo nghĩa đều có thể diễn biến xuất các loại chiêu thức, chính ngươi đi cẩn thận cảm ứng tấm bia đá này, ngươi hay là có thể từ đó tìm hiểu ra một loại Phượng Hoàng áo nghĩa chiêu thức. Trong đầu đang vang lên lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong cắn răng nhẫn nhịn bàn tay phải cùng trong cơ thể thiêu đốt hy hệt đau nhức. Hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, vận chuyển trong cơ thể Phượng Hoàng áo nghĩa, nỗ lực đi cùng bia đá đạt thành một loại câu thông. Màu đỏ rực bia đá nhiệt độ tại tăng lên không ngừng. Tràn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể hỏa Phượng Hoàng khí tức cũng càng ngày càng nhiều. Theo thời gian từng giọt chuyển rời. Diệp Thần Phong bộ ra toàn thân cũng như cùng đun sôi đâu tôm rồi, da thịt hiện ra một loại màu đỏ, bờ môi của hắn lại phát tím lợi hại, sửa chữa người có phần lảo đảo. Diệp Thần Phong trên người rất nhiều nơi da thịt đều có một loại cũng bị đốt cháy khét khuynh hướng, thân thể của hắn vi vi run rẩy, cổ họng làm yếu mạo yên, nhưng hắn hiện tại nhất định muốn bài trừ tất cả tạp niệm, hắn chả đang lợi dụng Phượng Hoàng áo nghĩa không ngừng cùng trong tấm bia đá truyền tới Phượng Hoàng khí tức câu thông. Diệp Thần Phong càng ngày càng cảm giác trong cơ thể mình Phượng Hoàng khí tức, cùng trong tấm bia đá truyền tới Phượng Hoàng khí thế đã đạt thành một loại nào đó nhất trí. Trong cơ thể hắn Phượng Hoàng áo nghĩa vận chuyển càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, trên bia đá con kia trông rất sống động hỏa Phượng Hoàng không gặp, con kia hỏa Phượng Hoàng trực tiếp thông qua bàn tay, tiến vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Tại hỏa Phượng Hoàng tiến vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau. Hắn cảm giác bàn tay cùng trong cơ thể thiêu đốt cảm giác đang không ngừng thối lui. Trên bia đá hỏa hồng nóng cũng đã biến mất, trong đó Phượng Hoàng khí tức cũng không có, Diệp Thần Phong bàn tay phải có thể thuận lợi rời đi bia đá rồi.
mà Diệp Thần Phong trong cơ thể Phượng Hoàng Áo Nghĩa lại trở nên cuồng bạo lên, hắn cảm giác được Phượng Hoàng Áo Nghĩa thật giống tại thúc giục hắn nhanh chóng vận chuyển. Diệp Thần Phong không nghĩ quá nhiều, hắn dùng hết khả năng khởi động Phượng Hoàng Áo Nghĩa, này Phượng Hoàng Áo Nghĩa vận chuyển tốc độ đang không ngừng kéo lên lại kéo lên, thẳng đến nhảy lên tới cao nhất một cái nào đó trong nháy mắt. Diệp Thần Phong bên trong thân thể lửa nóng năng lượng bạo phát, tại tay phải hắn trên MU bàn tay đột nhiên hiện lên một con hỏa phượng hoàng đồ án. Sát theo đó, Diệp Thần Phong trong cơ thể hỏa nhiệt năng lượng nhanh chóng tứ ngược lên. Trong phòng tu luyện cái ghế cùng bàn đang nhanh chóng hòa tan vào. Diệp Thần Phong tóc biến thành đỏ như màu máu, hắn hai con ngươi cũng trở thành màu đỏ. Bên trong thân thể của hắn thật khí thế nhanh chóng kéo lên. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, khí thế của hắn liền từ niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong nhảy lên tới hóa thần cảnh tầng 3 đỉnh phong. Diệp Thần Phong trên người lượn lờ một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, tầng này hỏa diễm cũng không hề đem hắn quần áo trên người đốt cháy mất, hắn quần áo trên người vẫn là cùng nguyên lai như thế không có một chút nào hư hao. Lão Bạch cùng Lão Hắc tại cảm giác được Diệp Thần Phong trạng thái như thế này sau đó hai người bọn họ cũng không khỏi hơi sững sờ. Lẽ nào đây chính là Diệp Thần Phong tìm hiểu chiêu thức? Lẽ nào đây chính là Diệp Thần Phong từ Phượng Hoàng Áo Nghĩa bên trong diễn biến mà đến chiêu thức? Này không khỏi cũng quá khoa trương một chút chứ? Này không khỏi cũng quá cuồng bạo một chút chứ? Lão Bạch cùng Lão Hắc là thật lâu không nói gì, thật giống Diệp Thần Phong làm bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng đều sẽ để cho bọn họ ngạc nhiên thượng một phen. Chương 1893, Hưng Binh Vấn Tội. Trong phòng tu luyện, mái tóc biến thành đỏ như màu máu. Con người biến thành màu đỏ. Trên người được một tầng nhàn nhạt hỏa diễm lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông khí thế, hắn lập tức nhấc lên chính mình trên cánh tay phải ống tay áo, đang nhìn đến trên cánh tay vẫn là chỉ có 8 cái tơ máu, trong lòng của hắn không khỏi căng thẳng. Cũng may Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm đúng lúc vang lên, tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải lo lắng. Thực lực của ngươi chỉ là tạm thời tăng lên mà thôi, cho nên ngươi đương nhiên sẽ không trải qua niết bàn được rồi. Tại Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể khí thế cực kỳ không ổn định, từ trong thân thể hắn bùng nổ ra hỏa nhiệt năng lượng có loại tứ tán xu thế. Diệp Thần Phong nỗ lực muốn đem này cỗ hỏa nhiệt năng lượng tiếp tục ngưng tụ, đáng tiếc lại không như mong muốn, trong cơ thể hắn hỏa nhiệt năng lượng đang nhanh chóng biến mất. Tay hắn lưng cái kia hỏa phượng hoàng đồ án cũng lập lòe, cuối cùng hỏa phượng hoàng đồ án hoàn toàn biến mất ở tay phải của hắn trên MU bàn tay rồi. Tại trên MU bàn tay hỏa phượng hoàng đồ án biến mất sau đó Diệp Thần Phong tóc cùng con ngươi cũng khôi phục bình thường màu sắc, lượn lờ thân thể hắn hỏa diễm cũng toàn bộ dập tắt. Hết thảy đều khôi phục bình thường sau. Diệp Thần Phong cảm giác bên trong thân thể hư nhược lợi hại, thậm chí ngay cả đứng đấy đều làm không đến rồi. Hai chân mềm nhũn, Diệp Thần Phong trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, bên trong thân thể linh khí tiêu hao không còn chút nào, mồ hôi trên trán như nấm mọc sau mưa măng, trong miệng thở hồng hộc. Diệp Thần Phong cả người liền một điểm lực lượng cũng không sử dụng ra được rồi, cả người hắn có loại mệt lạ cảm giác, hắn ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, chuyện gì thế này? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, vừa vặn ngươi cái loại này trạng thái. Phải là ngươi từ Phượng Hoàng Áo Nghĩa bên trong tìm hiểu chiêu thức, phàm là từ Áo Nghĩa diễn biến mà đến chiêu thức, bình thường đều rất khó trưởng khống, huống chi ngươi chiêu này lại cường hãn như vậy. Có thể làm cho thực lực của ngươi tạm thời đi lên tăng vọt 4 cái đại tầng thứ, về sau ngươi chỉ cần luyện tập nhiều hơn, ngươi tại nằm trong loại trạng thái này hẳn có thể nhiều kiên trì một hồi thời gian. Ngươi bây giờ chỉ là tạm thời thoát lực mà thôi, về sau ngươi có thể thật tốt tìm hiểu một chiêu này. Tận lực đem một chiêu này tác dụng phụ rơi xuống thấp nhất. Nghe được thân thể không có bất cứ vấn đề gì sau. Diệp Thần Phong là buông lỏng không ít, vừa vặn hắn tại loại thực lực đó tăng vào trạng thái, hắn thật giống chỉ giữ vững 5 giây khoảng chừng, thời gian này không khỏi cũng quá ngắn. Bất quá, một chiêu này xác thực rất cường hãn, xem ra Diệp Thần Phong về sau nhất định muốn nhiều luyện tập. Từ Phượng Hoàng Áo Nghĩa bên trong tìm hiểu ra một chiêu này. Diệp Thần Phong không khỏi liên tưởng đến từng ở thế tục giới thi triển trạng thái nổi khùng. Cái này hai chiêu ngược lại là có một ít cộng đồng chỗ. Bất quá, trạng thái nổi khùng là vì Lão Bạch cùng Lão Hắc mới có thể thi triển. Huống hồ trạng thái nổi khùng tại thế tục giới Power tuy rằng rất mạnh,
nhưng mà nếu như thả cho tới bây giờ thiên huyền giới lời nói, e sợ thực lực khẳng định tăng vọt không đi nơi nào, dù sao đẳng cấp càng ngày càng cao, thực lực yếu tạm thời tăng vọt lại càng khó khăn. Lại nói từ khi Diệp Thần Phong đem linh hồn lực chuyển biến thành linh khí sau đó hắn sẽ không có thể thi triển trạng thái nổi khùng rồi. Này trạng thái nổi khùng thiếu hụt có rất nhiều, tiến vào trạng thái nổi khùng lời nói, tự thân tâm tình liền sẽ hoàn toàn không kiểm soát, mà từ Phượng Hoàng áo nghĩa bên trong tìm hiểu một chiêu này, hoàn toàn không tồn tại tình huống như vậy. Vừa vặn Diệp Thần Phong căn bản không có cảm giác đến tâm tình của chính mình mất khống chế. Có thể nói từ Phượng Hoàng áo nghĩa bên trong tìm hiểu một chiêu này, tuyệt đối là trạng thái nổi khùng thăng hoa bản. Ngã trên mặt đất Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn linh khí đang chậm rãi khôi phục. Hắn tự nói, ta hẳn là phải cho một chiêu này lấy cái danh tự, thẳng thắn trực tiếp gọi là cuồng. Bạo. Ở trong người linh khí khôi phục một ít sau đó Diệp Thần Phong cũng có thể từ mặt đất đứng lên rồi, cuồng bạo chỉ có thể thi triển 5 giây, cái này thật sự là quá ngắn một chút, hắn nhất định phải đem cuồng. Bạo thời gian tiến một bước kéo dài. Ở sau đó mỗi trong vòng một ngày. Diệp Thần Phong hầu như mỗi ngày đều được Triệu Tinh Đồ quấn lấy giảng giải liên quan với trận pháp tri thức, có thể nói Diệp Thần Phong là một khắc đều không được rỗi rảnh. Triệu Tinh Đồ ông lão này ngược lại là mỗi ngày đều cười ha hả, hắn từ Diệp Thần Phong cái kia đạt được đến rất nhiều lĩnh ngộ, trong lòng của hắn là càng ngày càng bội phục Diệp Thần Phong rồi. Đương nhiên Kiếm Thần Tông tứ trưởng lão Kiều Tùng Nam, tại Diệp Thần Phong đối với Triệu Tinh Đồ giảng giải thời điểm, hắn cũng sẽ thường thường ở một bên an tĩnh nghe. Tại đây một đoạn ngắn cuộc sống trong khi chung, Kiều Tùng Nam đối Diệp Thần Phong cũng là bình dị gần gũi. Thời gian từng ngày trôi qua. Rất nhanh liền đến Diệp Thần Phong cùng Triệu Tinh Đồ đám người phân biệt cuộc sống. Triệu Tinh Đồ đám người là trực tiếp về Trung Châu. Diệp Thần Phong không muốn để cho Triệu Tinh Đồ đám người đem bọn họ đưa đến Linh Châu rồi, nơi này khoảng cách Linh Châu chỉ có nửa ngày không tới lộ trình rồi. Tiết Huyền Tình đã đem mình linh thuyền lấy ra rồi. Diệp Thần Phong đối với Triệu Tinh Đồ đám người, nói ra, đưa tới đây là được rồi, kế tiếp chỉ có nửa ngày lộ trình rồi, các ngươi phải về Trung Châu, các ngươi không cần đưa rốt cuộc. Triệu Tinh Đồ một mặt tiếc hận cùng không thôi nói ra, Thần Phong, mấy ngày này ta tại ngươi nơi này là được ích lợi không nhỏ, về sau ngươi đã đến Trung Châu, ngươi nhất định phải tới trận pháp các tìm ta, bằng không lão đầu tử ta nhưng sẽ mất hứng đấy. Kiều Tùng Nam cũng nói, Thần Phong. Người cũng coi như là cùng lão phu ta quen thân, đã đến Trung Châu sau, nhất định phải tới Kiếm Thần Tông nhìn xem lão phu ta a. Kiều Bụi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái sáng như tuyết chủy thủ. Cây chủy thủ này màu sắc giống như bạch tuyết, trên lưỡi đao là hiện ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Kiều Bụi đem cây chủy thủ này đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, cây chủy thủ này tên là Tuyết Huống, mặc dù chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng ta hy vọng ngươi nhận lấy nó. Ta hy vọng nó có thể đại biểu ta và ngươi ở giữa tình nghĩa huynh đệ. Diệp Thần Phong nhìn xem Kiều Trần chân trí ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn là đem Tuyết Huống thu về đến, nói ra ta chẳng mấy chốc sẽ đi Trung Châu, lần sau gặp mặt không say không về. Tiết Huyền Tình đám người đã đi tới của mình linh thuyền lên rồi, Diệp Thần Phong tại nói lời từ biệt một tiếng sau đó hắn cũng đi tới đâu Tiết Huyền Tình linh trên thuyền. Tiết Huyền Tình đám người linh thuyền hướng về Linh Châu phương hướng chạy tới rồi. Đương nhiên bị phế đan điền Lưu Thành, hắn cũng như con chó chết nằm ở Tiết Huyền Tình linh trên thuyền. Không có ai sẽ đi nhìn nhiều trên mặt đất Lưu Thành. Này Lưu Thành tuy rằng bị phế đan điền, nhưng hắn đã có thể tự mình đứng lên đến đi lại, chỉ bất quá hắn trên người huyệt vị được Dương Hạo Thiên bọn hắn cho phong bế. Tiết Huyền Tình nhìn xem Diệp Thần Phong nắm tại chủy thủ trong tay, nói ra, chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành hạ phẩm bảo khí rồi. Cây chủy thủ này ngược lại cũng coi như là không tệ. Diệp Thần Phong thân là lục phẩm luyện khí sư, hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được cây chủy thủ này phẩm bậc. Hắn nhìn trên mặt đất Lưu Thành, hỏi, gia hỏa này, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Tiết Huyền Tình nói ra, gia gia của hắn lúc trước dù sao đối với tông môn từng có cống hiến, liền để cho bọn họ ông cháu xong toàn bộ lui ra Thanh Nguyệt Tông đi. Diệp Thần Phong chỉ là lặng lẽ gật gật đầu. Nửa ngày lóe lên liền qua. Tiết Huyền Tình đám người linh thuyền đã tại không ngừng tới gần bên bờ. Diệp Thần Phong đứng ở bong tàu bên trên, hắn nhìn thấy bên bờ nơi xa là một tòa phồn hoa thành trì, tại bên bờ còn đứng một chút người,
bởi khoảng cách khá xa, chả thấy không rõ lắm những người đó khuôn mặt. Dương Hạo Thiên mở miệng nói, Thần Phong, tòa thành trì kia tên là Cách Thiên Thành, là cách chúng ta Thanh Nguyệt Tông gần nhất một tòa thành, sau đó ta dẫn ngươi đi Cách Thiên Thành bên trong đi một chút. Có thể theo linh thuyền khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần thời điểm, Dương Hạo Thiên, Lý Tín Văn Hòa Trần Nguyên Hùng lông mày chăm chú vừa nhíu, Trần Nguyên Hùng nói ra, người bên bờ dĩ nhiên là Lưu Sơn Thạch. Phía sau hắn một ít linh thần cảnh cường giả cùng hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ đều là hắn tay người phía dưới, này Lưu Sơn Thạch muốn làm gì? Lẽ nào hắn là đến hưng binh vấn tội đấy sao? Lưu Ngọc Minh chết rồi. Như vậy Lưu Ngọc Minh bản mệnh ngọc bài khẳng định nổ tung rồi. Này Lưu Sơn Thạch biết Lưu Ngọc Minh tin qua đời cũng chẳng có gì lạ rồi. Lý Tín Văn giản lược giải thích, Lưu Sơn Thạch là Lưu Thành cùng Lưu Ngọc Minh ra ra. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng đi tới bong tàu bên trên, bọn hắn đang nhìn đến bên bờ khí thế hung hăng Lưu Sơn Thạch đám người sau đó lông mày của bọn họ trong nháy mắt cau chặt lên. Tiết Huyền Tình tự nói, xem ra Lưu Sơn Thạch dự định yếu tìm chúng ta tính sổ. Nếu như hắn có thể coi là món nợ. Như vậy ta liền cùng hắn hảo hảo tính tính toán toán. Triệu Bá cùng Lý Bá cũng khuôn mặt không thích, Lưu Ngọc Minh chết đi hoàn toàn là hắn trước tiên muốn giết chết Diệp Thần Phong, mà Lưu Thành bị phế rồi, cũng là hắn tại kiều bụi trước mặt bàn lộng thị phi, có thể nói này hai huynh đệ vốn là gieo gió gặt bão, một điểm đều không oán được người khác. Chương 1894, con rối ma nhãn lần đầu sử dụng. Bên bờ. Đứng ở vị trí đầu não một tên áo xám lão đầu, hắn chính là Lưu Thành cùng Lưu Ngọc Minh ra ra Lưu Sơn Thạch. Tại Lưu Sơn Thạch biết được chính mình tiểu tôn tử Lưu Ngọc Minh bản mệnh ngọc bài nổ tung sau đó hắn liền lập tức dẫn dắt chính mình bồi dưỡng một ít linh thần cảnh cùng hóa thần cảnh cường giả tới nơi này đã chờ đợi, hắn muốn hảo hảo tìm Tiết Huyền Tình hỏi một câu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nói Lưu Sơn Thạch đám người đã ở chỗ này chờ có một đoạn cuộc sống. Hôm nay cuối cùng là bị bọn hắn chở đến Tiết Huyền Tình đám người trở về. Nhìn xem Tiết Huyền Tình đám người cưỡi con tàu này linh thuyền, Lưu Sơn Thạch cặp mắt hơi nheo lại, của mình tiểu tôn tử Lưu Ngọc Minh chết rồi, hắn lửa giận trong lòng một mực không địa phương thả ra ngoài đây. Linh thuyền hoàn toàn cập bờ. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá trước tiên cau mày từ linh trên thuyền bay xuống, bọn hắn đứng ở khoảng cách Lưu Sơn Thạch xa 10 mét ngay phía trước. Sau đó Diệp Thần Phong cũng từ linh trên thuyền bay xuống, Dương Hạo Thiên cùng Trần Nguyên Hùng thì là mang theo Lưu Thành bay xuống, Lý Tín Văn cũng nhanh đi theo sau. Nguyên bản Lưu Sơn Thạch chính ở trong lòng nổi lên ngôn ngữ, mà khi hắn nhìn thấy của mình đại tôn tử Lưu Thành, đồng thời tại Lưu Thành trên người không cảm giác được bất kỳ một tia sóng linh khí sau đó hắn lập tức trợn mắt trừng trừng, hắn liếc mắt là đã nhìn ra của mình đại tôn tử Lưu Thành bị người phế bỏ đan điền. Lưu Sơn Thạch vốn là chờ ở chỗ này hưng binh vấn tội, bây giờ đang nhìn đến chính mình đại tôn tử Lưu Thành tình hình sau, trong lòng của hắn lửa giận hoàn toàn trưng vọt lên, hắn phẫn nộ quát Tiết Huyền Tình, Triệu lão đầu, Lý lão đầu, có phải hay không các người hẳn là phải cho ta một cái giải thích. Đối mặt Lưu Sơn Thạch không chút khách khí ngôn ngữ, Tiết Huyền Tình đám người chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi. Này Lưu Sơn Thạch nguyên bản hẳn là địa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ thực lực. Nhưng hôm nay Tiết Huyền Tình đám người lại cảm giác được Lưu Sơn Thạch thực lực trên đất thần cảnh 7 tầng trung kỳ, này Lưu Sơn Thạch thực lực lại đột phá một cái tiểu tầng thứ, khó trách hắn dám chờ ở chỗ này hưng binh vấn tội rồi, nguyên lai là thực lực được tăng lên. Cũng có thể nói là lòng tự tin bành trướng. Dù sao Triệu Bá cùng Lý Bá hai người này, bọn hắn cũng phân biệt chỉ có địa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong cùng 7 tầng sơ kỳ thực lực, bây giờ Lưu Sơn Thạch đã vượt qua Triệu Bá cùng Lý Bá. Hắn thì càng thêm sẽ không an phận rồi. Lưu Thành chỉ là bị phong bế huyệt đạo, tạm thời không thể nhúc nhích mà thôi. Nhưng trong miệng của hắn là có thể nói chuyện. Được Dương Hạo Thiên cùng Trần Nguyên Hùng thô, bạo lôi kéo Lưu Thành, hắn đang nhìn đến gia gia của mình sau đó hắn lập tức reo lên, gia gia, nhanh cứu ta, Ngọc Minh được phía trước ta tên tiểu tử kia giết đi, mà ta cũng là bởi vì hắn bị phế đan điền, tông chủ bọn hắn căn bản không đứng ở bên ta. Đứng ở Lưu Thành phía trước Diệp Thần Phong, hắn quay đầu lại có nhiều ý vị liếc mắt nhìn Lưu Thành. Trong con ngươi là lạnh lẽo hiện ra. Lưu Thành cảm nhận được Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng sau, hắn lập tức ngậm miệng lại. Lưu Sơn Thạch khi nghe đến của mình đại tôn tử Lưu Thành sau, hắn cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt lập tức như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, mà Triệu Bá cùng Lý Bá nhưng là chắn Diệp Thần Phong trước người,
phòng bị Lưu Sơn Thạch trong chớp mắt động thủ. Lưu Sơn Thạch trong cổ họng xảy ra một trận mang theo sát ý cười gằn, hắn quát lên, Tiết Huyền Tình, còn có các ngươi này hai cái lão đầu tử, các ngươi dĩ nhiên dung túng những người khác giết của ta tiểu tôn tử, đem ta đại tôn tử đan điền phế ngay lập tức. Ta Lưu Sơn Thạch đối Thanh Nguyệt Tông cũng từng có cống hiến, lẽ nào các ngươi chính là như vậy đối ta sao? Tiết Huyền Tình bình thản nói ra, Lưu Sơn Thạch, ngươi tiểu tôn tử là cái gì đạo đức, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Là của ngươi tiểu tôn tử Lưu Ngọc Minh trước tiên hạ sát thủ, cuối cùng hắn bị người giết, này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Về phần ngươi đại tôn tử Lưu Thành bị phế đan điền sự tình. Này cũng là chính bản thân hắn đáng đời, từ hôm nay trở đi ngươi Lưu Sơn Thạch cũng không tiếp tục là Thanh Nguyệt Tông lão tổ rồi, ngươi mang theo cháu trai của ngươi rời đi đi. Ngươi cũng không muốn nói với ta, ngươi vì Thanh Nguyệt Tông làm quá nhiều thiếu cống hiến. Những năm gần đây ngươi tại trong tông môn làm việc thiên tư, đem tài nguyên ngã về ngươi hai cái cháu trai, một mực tung tha cho bọn họ tại trong tông môn làm sằng làm bậy, những chuyện này lẽ nào ngươi cho rằng ta cũng không biết sao? Lưu Sơn Thạch sắc mặt đỏ lên một mảnh, bên trong thân thể của hắn khí thế cuồn cuộn. Hắn lớn tiếng quát lên, Tiết Huyền Tình, xem ra ngươi thật sự muốn cùng ta trở mặt. Ngươi có tư cách gì ngồi trên vị trí tông chủ? Hôm nay ta nhất định phải giúp cháu của ta báo thù. Nếu như tại thực lực không hề tăng lên trước đó, ta có lẽ sẽ tạm thời nhẫn nại. Nhưng ta xuất hiện tại không có nhẫn nại cần thiết. Lưu Sơn Thạch trong cơ thể địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ thật khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, hắn cái kia bàn tay gầy guộc nắm thành quyền đầu, hắn tiếp tục uống nói, đằng sau ta những người này đều là ủng hộ ta, nếu như ta cùng những người này cùng rời đi Thanh Nguyệt Tông, e sợ Thanh Nguyệt Tông thế lực đem mức độ lớn hạ thấp. Đến lúc đó Thanh Nguyệt Tông sẽ bị những tông môn khác chiếm đoạt cũng nói không chắc, các ngươi thật sự muốn cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Tiết Huyền Tình trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một vệt nghiêm nghị, người biết Lưu Sơn Thạch nói có đạo lý riêng của nó, nàng nói, Lưu Sơn Thạch, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Ngươi và cháu trai của ngươi lui ra Thanh Nguyệt Tông, đây đã là của ta nhượng bộ rồi. Lưu Sơn Thạch đối với Tiết Huyền Tình lời nói hờ hững rồi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua Triệu Bá cùng Lý Bá, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong giọng nói đằng đằng sát khí, quát lên tiểu. Tạp, loại, đừng tưởng rằng có bọn hắn bảo vệ ngươi, ta liền không làm gì được ngươi rồi, thức thời liền cho ta ngoan ngoãn đứng ra chính mình chịu chết. Diệp Thần Phong cảm nhận được Lưu Sơn Thạch sát khí sau, khóe miệng hắn nụ cười cũng càng phát lạnh, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, hắn trực tiếp tại Dương Hạo Thiên cùng Trần Nguyên Hùng trong tay. Đem Lưu Thành kéo đi qua, trong tay xuất hiện chủy thủ tuyết uống. Diệp Thần Phong đem chủy thủ chặn lại Lưu Thành cổ, hắn lạnh nhạt nói, cháu trai của ngươi tại trên tay ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì ta? Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy cháu trai của ngươi chết ở trước mặt ngươi sao? Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong điên cuồng đem linh khí rót vào đến chủy thủ bên trong, chỉnh cây chủy thủ bên trong nháy mắt linh khí dâng trào, chủy thủ bên trên không ngừng lập lòe bức. Người hàn quang, theo lý tới nói, Lưu Thành đã phế bỏ, Diệp Thần Phong căn bản không yêu cầu hướng về chủy thủ bên trong truyền vào linh khí, đồng dạng có thể nhẹ nhõm cắt đứt Lưu Thành cổ, bất quá, ở đây ai cũng không có để ý Diệp Thần Phong một cái cổ quái hành vi. Thấy Diệp Thần Phong cướp, nắm Lưu Thành, Lưu Sơn Thạch giận hai con mắt đều phải từ trong hốc mắt trợn lồi ra, hắn âm trầm cắn răng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Chỉ cần ngươi không làm thương hại cháu của ta, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong mượn Triệu Bá cùng Lý Bá thân thể, tạm thời chặn lại rồi Lưu Sơn Thạch tầm mắt, hắn cúi đầu xuống, hắn đem Lưu Thành một cước trực tiếp dẫm tại trên mặt đất. Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức đã vận hành lên Ma Thiên Quyết. Trước đó ở địa ngục chi hải dưới đáy, Diệp Thần Phong thức tỉnh rồi nhị trọng ma nhãn con rối. Khôi lỗi này ma nhãn một khi mở ra, có thể khống chế so với thực lực mình cao hơn bồn tầng thứ người, bất quá, một tháng chỉ có thể thi triển một lần, khống chế càng nhiều người, con rối ma nhãn thời gian hiệu quả lại càng ít, nếu như chỉ khống chế một người, như vậy đầy đủ khống chế hai ngày rồi. Hơn nữa được con rối ma nhãn khống chế người, hành vi cử động cùng lúc bình thường hầu như không có khác gì. Cúi đầu Diệp Thần Phong, hắn hai con người nhất thời trở nên đen nhánh cực kỳ. Trong mắt đen nhánh bên trong nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng sóng gợn. Nhộn nhạo sóng gợn trong mắt đen láy nhìn hướng trên mặt đất Lưu Thành cặp mắt.
Lưu Thành cả người trên mặt dại ra chợt lóe lên, tiếp lấy lại khôi phục nguyên bản biểu lộ, giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Thế nhưng, Lưu Thành đã bị Diệp Thần Phong con rối ma nhãn cho khống chế. Làm Diệp Thần Phong ngẩng đầu lên thời điểm, hắn hai con mắt đã khôi phục bình thường màu sắc. Ai cũng không có thấy vừa vặn Diệp Thần Phong cúi đầu lúc, khởi động hai con rối ma nhãn. Lưu Sơn Thạch nếu đối với hắn Diệp Thần Phong động sát ý, như vậy Diệp Thần Phong cũng liền sẽ không khách khí, Lưu Sơn Thạch đối cháu của mình khẳng định không có phòng bị a. Nếu như Lưu Sơn Thạch chết tại cháu mình trong tay, vẻ mặt của hắn nên phi thường đặc sắc a. Diệp Thần Phong đem Lưu Thành một cái kéo lên, tại người khác đều không có chú ý dưới tình huống, hắn đem quán chú mãnh liệt linh khí chủy thủ nhét vào Lưu Thành trong tay, sau đó được con rối ma nhãn khống chế Lưu Thành, hắn đem chủy thủ giấu vào trong tay áo. Vừa vặn Diệp Thần Phong tại chủy thủ tuyết uống bên trong rót vào linh khí, cái này cũng là vì giết chết Lưu Sơn Thạch làm chuẩn bị, dù sao Lưu Thành đan điền bị phế rồi, chỉ dựa vào sức mạnh của hắn là không phá ra được Lưu Sơn Thạch huyết nhục. Có cái này được Diệp Thần Phong rót vào linh khí thượng phẩm linh khí lại bất đồng. Diệp Thần Phong có thể trực tiếp thông qua tâm niệm khống chế Lưu Thành rồi, ai cũng không có chú ý tới Diệp Thần Phong trong tay ít đi một cây chủy thủ. Diệp Thần Phong một bên trói lại Lưu Thành cổ, vừa hướng Lưu Sơn Thạch, nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý tự động lui ra Thanh Nguyệt Tông, như vậy ta liền thanh tôn tử của ngươi trả lại cho ngươi. Lưu Sơn Thạch không chút do dự nói ra, được, ta nguyện ý lui ra Thanh Nguyệt Tông. Nguyên bản Lưu Sơn Thạch cho rằng Diệp Thần Phong nhất định sẽ khiến hắn lấy võ đạo chi tâm phát thệ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đủ làm theo. Nhưng ai biết Diệp Thần Phong trực tiếp đem Lưu Thành hướng về Lưu Sơn Thạch đẩy đi qua, nói ra, hy vọng ngươi không cần nói dối, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi tốt nhất tin tưởng lời ta nói. Một bên Tiết Huyền Tình đám người đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, bọn hắn đều cảm giác Diệp Thần Phong hành vi có chút kỳ quái. Diệp Thần Phong lại đang không có được bất kỳ bảo đảm dưới tình huống, hắn liền trực tiếp đem Lưu Thành đẩy hướng Lưu Sơn Thạch. Không có bất kỳ bảo đảm, này Lưu Sơn Thạch vừa nhìn sẽ không giống là sẽ tuân thủ cam kết người. Chương 1895, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Thần Phong đem Lưu Thành đẩy ra ngoài thời điểm, hắn thuận tiện đem Lưu Thành trên người bị phong bế huyệt đạo giải khai. Lưu Thành dưới chân bước chân lung la lung lay đến gần rồi Lưu Sơn Thạch. Trên mặt của hắn tràn đầy vô cùng phẫn nộ, ở đây căn bản không ai có thể nhận ra được, hắn đã bị Diệp Thần Phong con rối ma nhãn cho khống chế. Lưu Sơn Thạch tại hơi sững sờ sau đó hắn một cái đỡ cháu của mình Lưu Thành, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong hiểu rõ biểu lộ, phảng phất là tại nhìn một cái trắng. Si như thế, hắn lạnh nói, ta sẽ chết rất thê thảm. Ta ngược lại muốn xem ta sẽ chết có cỡ nào thảm. Ta Lưu Sơn Thạch hôm nay chính là muốn đổi ý rồi. Ngươi có thể bắt ta làm sao? Cháu của ta thù, ta hôm nay cũng nhất định phải báo. Quả nhiên, Lưu Sơn Thạch căn bản không có yếu tuân thủ tự mình nói ra hứa hẹn. Tiết Huyền Tình đám người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong khóe miệng cười gần là càng ngày càng nồng nặc. Hắn nói ra, nói như vậy, ngươi vừa vặn là đang nói dối. Như vậy ta đoán chừng ngươi sống không quá hôm nay. Đứng ở Lưu Sơn Thạch sau lưng những linh thần đó cảnh cùng hóa thần cảnh cường giả, bọn hắn một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong. Mà Triệu Bá cùng Lý Bá ánh mắt nghiêm nghị, bây giờ Lưu Sơn Thạch thực lực đã tại địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ rồi, liền tính hai người bọn họ liên thủ, muốn giết chết Lưu Sơn Thạch chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Được Lưu Sơn Thạch đỡ Lưu Thành, tay phải của hắn trong ống tay áo cất giấu chủy thủ tuyết uống, Diệp Thần Phong rót vào linh khí trong đó cực hạn thu lại. Lưu Thành con ngươi huyết hồng một mảnh, hắn quát ầm lên, ra ra, người nhất định phải giúp Ngọc Minh báo thù, người nhất định phải hướng về ta báo thù, ta hiện tại hoàn toàn biến thành một người phế nhân. Nghe vậy, Lưu Sơn Thạch trong cơ thể khí thế mãnh liệt như từng tầng sóng biển, tâm tình của hắn hoàn toàn là được Lưu Thành cho lây nhiễm, ở đây vẫn không có người nào nhìn ra Lưu Thành nửa điểm không đúng, Lưu Thành bây giờ biểu hiện ra tâm tình, đây đều là tại hợp lý bên trong phạm vi. Lưu Thành tại cảm nhận được Lưu Sơn Thạch bên trong thân thể thật khí thế sau, thân thể của hắn lập tức bắt đầu run rẩy. Hắn run rẩy nói ra, ra ra, khí thế của ngươi quá mạnh mẽ, ta không thể chịu đựng, ta xuất hiện ở bên trong thân thể liền một tơ linh khí cũng không có. Lưu Sơn Thạch đối cháu của mình Lưu Thành là tin tưởng vô điều kiện,
hắn lập tức tướng khí thế cực hạn thu liếm, thân thể linh khí bốn phía phòng hộ cũng tạm thời cất đi, hắn nói ra, ngươi yên tâm, gia gia nhất định đem cái nhỏ tạp loại cho băm thành tám mảnh rồi, gia gia nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp khôi phục đan điền. Lưu Thành thân thể lung la lung lay, hắn bay thẳng đến Lưu Sơn Thạch trong lồng ngực đổ tới rồi, trong miệng hắn nói ra, gia gia, ta không còn khí lực rồi. Lưu Sơn Thạch đối Lưu Thành căn bản không có bất kỳ hoài nghi, hắn để cháu của mình ngã xuống trong lồng ngực của hắn. Nhưng mà, tại Lưu Thành đổ vào Lưu Sơn Thạch trong lòng lúc, khiến người ta không tưởng tượng được một màn xảy ra, chỉ thấy Lưu Thành trong tay phải nhanh chóng xuất hiện một cái sắc bén chủy thủ. Lưu Sơn Thạch đối cháu của mình không có bất kỳ phòng bị, hơn nữa khí thế của hắn cùng linh khí phòng hộ đều cất đi, hắn căn bản không có ngay đầu tiên phản ứng lại. Phải cầm trong tay sắc bén chủy thủ Lưu Thành, hắn trực tiếp đem chủy thủ hướng về Lưu Sơn Thạch vị trí trái tim đâm tới. Trước đó Diệp Thần Phong rót vào tại chủy thủ bên trong linh khí, vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát ra, chỉnh cây chủy thủ là hàn quang hiện lên. Đợi được Lưu Sơn Thạch tỉnh hồn lại thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Chỉ nghe xì xì, một tiếng, chủy thủ tuyết huống phá tan rồi Lưu Sơn Thạch ngực huyết nhục đồng thời, từ chủy thủ bên trong tràn ra linh khí thì càng thêm điên cuồng. Chỉnh cây chủy thủ là thuận lợi đâm xuyên qua Lưu Sơn Thạch trái tim. Trái tim được trực tiếp đâm thủng, coi như là địa thần cảnh cường giả cũng tuyệt đối không có tiếp tục còn sống khả năng. Ngoại trừ Diệp Thần Phong ở ngoài, Tiết Huyền Tình bọn người trong nháy mắt trợn to hai mắt. Bọn hắn căn bản không tin tưởng chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến, này Lưu Thành làm sao sẽ đột nhiên đối gia gia của mình Lưu Sơn Thạch động thủ. Ở đây nhất là kinh ngạc không gì bằng Lưu Sơn Thạch, hắn cảm thụ ngực đau nhức, hắn nhìn xem đâm vào bộ ngực mình bên trong sắc bén chủy thủ, hắn nhìn xem trên mặt đột nhiên hiện lên cười gằn Lưu Thành, hắn không nghĩ ra cháu mình tại sao phải động thủ với hắn. Đây là tại sao, Lưu Thành còn muốn đem Lưu Sơn Thạch ngực chủy thủ nhổ ra. Lưu Sơn Thạch trong cơ thể linh khí vi vi phun trào, hắn một cái tay đao trực tiếp chém vào Lưu Thành trên cổ, Lưu Thành lập ngựa ngã xuống đất ngất đi. Bởi vì trong cơ thể vận chuyển linh khí, cho nên chạm tới bị đâm thủng trái tim, bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Lưu Sơn Thạch miệng bên trong phun đi ra. Tại tất cả mọi người đều có chút không giải thích được thời điểm, Diệp Thần Phong bình thản mở miệng, ta đã sớm để ngươi không cần nói dối. Nhưng ngươi tại sao một mực không nghe đâu này? Xem đi, bây giờ bị cháu mình chọc vào một đao, ngươi hiện tại có phải không làm sảng khoái? Lưu Sơn Thạch bưng được chủy thủ đâm vào ngực, hắn trong con ngươi lửa giận phun. Phát, hắn phẫn nộ quát, là ngươi khống chế cháu của ta. Ngươi thực sự là thật ác độc a hát. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, ngươi đều muốn giết ta rồi, lẽ nào liền không cho phép ta giết ngươi sao? Lại nói ta đã nhắc nhở qua ngươi rồi, nhưng ngươi tại sao một mực không nghe đâu này? Này cũng chỉ có thể đủ trách ngươi gieo gió gặt bão rồi. Lưu Sơn Thạch thân là địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ cường giả, lấy hắn thực lực hôm nay, hắn vẫn có thể sống rất nhiều tuế nguyệt đây. Nhưng hắn hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu ám toán rồi, trái tim bị đâm xuyên qua, hắn căn bản không có sống tiếp khả năng, khiến hắn càng thêm phẫn nộ cùng không cam lòng. Đâm thủng trái tim của hắn dĩ nhiên là cháu của hắn, hắn cháu trai ruột Lưu Thành. Lưu Sơn Thạch bên trong thân thể linh khí trở mình vọt lên, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, trong cơ thể hắn khí thế tăng lên tới cao nhất, bên trong thân thể lửa giận nhanh chóng kéo lên, chính là nộ khí công tâm, bây giờ trái tim của hắn đã bị đâm xuyên qua, trái tim của hắn như thế nào chịu đựng nổi khí thế tăng lên cùng lửa giận kéo lên đâu này. Được chủy thủ đâm thủng trong trái tim xuất hiện từng cái vết rạn nứt, Lưu Sơn Thạch trong miệng là từng ngụm phun ra tiên huyết đến, hắn cảm thụ yếu nổ tung trái tim, hắn nộ không thể giải quát, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Xì xì, một tiếng, chủy thủ từ Lưu Sơn Thạch ngực bên trong đè ép đi ra, tại trên ngực của hắn nhiều hơn một cái lỗ máu, trái tim của hắn là hoàn toàn nổ tung rồi, tiên huyết đang từ lỗ máu bên trong không ngừng chảy xuôi mà ra. Lưu Sơn Thạch thân thể cứ như vậy cứng ngắc đứng ngay tại chỗ, trên mặt hắn biểu lộ cũng ngừng lưu tại dữ tợn trong nháy mắt đó. Đường đường địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ cường giả cứ thế mà chết đi. Người ở chỗ này đều có một loại dường như cảm giác đang nằm mơ, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở Diệp Thần Phong trên người.
Bọn hắn đều nghĩ không thông Diệp Thần Phong là như thế nào khống chế Lưu Thành. Bình thường bị khống chế người, hẳn là một mắt là có thể nhìn ra được, dù sao bị khống chế người, các loại hành vi cùng cử động khẳng định cùng bình thường có khác nhau rất lớn. Nhưng Lưu Thành lại biểu hiện cùng với bình thường không có khác gì, khiến hắn thân gia gia Lưu Sơn Thạch cũng căn bản phân biệt không ra, loại này khống chế người phương pháp thực sự quá hoàn mỹ rồi, căn bản là khiến người ta khó lòng phòng bị, này để người ở chỗ này sau lưng không khỏi đều toát ra một trận mồ hôi lạnh. Diệp Thần Phong biết khống chế Lưu Thành sự tình khẳng định giấu giếm không được được rồi, hắn đối với Tiết Huyền Tình nói ra, hiện tại Lưu Sơn Thạch cũng đã chết, Lưu Thành hẳn là yếu xử trí như thế nào. Khi nghe đến Diệp Thần Phong thanh âm sau đó Tiết Huyền Tình lúc này mới tỉnh táo lại, người trong con ngươi xinh đẹp lập lòe thần thái khác thường, từ khi gặp phải Diệp Thần Phong bắt đầu, nàng liền từ trên người Diệp Thần Phong nhìn thấy một lần lại một lần chuyện khó mà tin nổi, trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong hiếu kỳ chính đang không ngừng thêm vào. Tiết Huyền Tình mở miệng nói, Lưu Thành đan điền bị phế rồi, gia gia của hắn cũng đã chết, có giết hay không hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Hay là hắn lấy bây giờ trạng thái như thế này sống sót, này so với chết còn muốn thống khổ, ngươi quyết định có muốn hay không giết hắn đi. Diệp Thần Phong nhún nhún vai sau đó hắn quyết định liền để Lưu Thành như thế kéo dài hơi tàn sống sót đi. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá nhìn hướng những kia chống đỡ Lưu Sơn Thạch linh thần cảnh cùng hóa thần cảnh cường giả, Tiết Huyền Tình lạnh lẽo mà hỏi các ngươi thì sao? Các ngươi là muốn phản bội Thanh Nguyệt Tông đâu này? Vẫn là thành thành thật thật phục tùng ta người tông chủ này mệnh lệnh, từ đây an an tâm tâm ở lại Thanh Nguyệt Tông bên trong. Triệu Bá cùng Lý Bá nhìn xem những này nhân mục quang cũng cực kỳ bất hiếu thiện, cuối cùng những người này toàn bộ nguyện ý phục tùng Tiết Huyền Tình mệnh lệnh, từ đây sẽ không lại động bất kỳ lệch ra đầu óc. Lưu Sơn Thạch sự tình cuối cùng là cáo ở đoạn rồi, Dương Hạo Thiên đám người nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt lại sinh ra một ít thay đổi. Ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong bắt đầu trở nên càng ngày càng thần bí. Chương 1896, huyết khô xương vỡ. Thanh Nguyệt Tông to lớn linh thuyền ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Linh thuyền là vừa có thể ở trong nước chạy, lại có thể ở trên bầu trời phi hành. Tại linh thuyền tầng thứ 3 bong tàu bên trên, những kia nguyên bản chống đỡ Lưu Sơn Thạch linh thần cảnh cùng hóa thần cảnh cường giả. Bọn hắn từng cái trầm mặc không nói đứng ở Tiết Huyền Tình đám người trước mặt, trong đó thực lực cao nhất chính là tại linh thần cảnh một tầng đỉnh phong, tên này lão đầu chính là Thanh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Về phần Lưu Thành thì là không có nhân tướng hắn mang lên chiếc này linh thuyền, để một mình hắn đi tự sanh tự diệt. Diệp Thần Phong, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn bốn người này, bọn hắn đứng ở bong tàu biên giới, nhìn xem bốn phía không ngừng từ trong con ngươi lóe lên cảnh sắc. Nguyên bản Dương Hạo Thiên muốn mang theo Diệp Thần Phong đi phụ cận cách Thiên Thành đi một chút, nhưng Tiết Huyền Tình lại không cho nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều phải trước phải về một chuyến Thanh Nguyệt Tông, này Dương Hạo Thiên đương nhiên không dám vi phạm Tiết Huyền Tình ra lệnh. Linh thuyền ở trên bầu trời nhanh chóng chạy, xông tới trước mặt gió lạnh thổi người cả người sảng khoái. Dương Hạo Thiên đắp Diệp Thần Phong vai, khóe miệng hắn hiện lên nồng nặc nụ cười, nói ra, Thần Phong. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi rồi, ngươi vừa vặn khống chế Lưu Thành một chiêu kia quá trâu tách ra đi nha. Căn bản không nhìn ra Lưu Thành là bị người khống chế, chúng ta là anh em chứ. Ngươi xem có thể hay không chỉ điểm một chút ta. Con rối ma nhãn là ở ma thiên quyết trên cơ sở thi triển, nếu như con rối ma nhãn là đơn độc chiêu thức, như vậy Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút Dương Hạo Thiên cũng không sao cả. Nhưng người tu luyện bình thường chỉ có thể tu luyện một loại công pháp. Dương Hạo Thiên là nhất định không cách nào tu luyện thành con rối ma nhãn. Diệp Thần Phong một mặt hí hành hạ nhìn xem Dương Hạo Thiên, cười nói, ta đây chiêu là sư môn ta bí mật bất truyền, chỉ có tu luyện sư môn công pháp, lúc này mới có thể thi triển một chiêu này, đương nhiên ta còn có một cái biện pháp khác. Diệp Thần Phong nhìn hướng Dương Hạo Thiên dưới, nửa, thân vật kia vị trí, hắn tiếp tục nói, chỉ cần đem ngươi vật kia cho cắt. Ngươi không cần tu luyện sư môn ta công pháp. Ta cũng có biện pháp cho ngươi tu luyện một chiêu kia rồi. Nghe vậy, Dương Hạo Thiên lập tức cảm giác, nửa, thân lạnh siêu siêu, hai chân đột nhiên kẹp lấy nhanh, hắn một mặt cười khổ nói, vậy ta còn không tu luyện tốt. Trên trời huyền giới chả có rất nhiều mỹ nữ chờ ta đi an ủi đây. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Dương Hạo Thiên vai, nói ra, được rồi, nói thật, muốn sử dụng tới vừa vặn một chiêu,
ngươi nhất định muốn tu luyện sư môn ta công pháp, bằng không là tuyệt đối không thi triển ra được. Thấy Diệp Thần Phong trịnh trọng như vậy, Dương Hạo Thiên thuận miệng cười nói, Thần Phong, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Ngươi vừa nãy khống chế Lưu Thành một chiêu kia xác thực rất hoàn mỹ, ta nhưng đã tu luyện một loại công pháp, ta trên trời huyền giới vẫn chưa từng nghe nói ai có thể hai loại công pháp đồng thời tu luyện đây. Ta cũng không muốn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần Phong tùy ý cười cười, hắn nhưng là ba loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện. Linh thuyền đang nhanh chóng tiếp cận một tòa núi cao nguy nga rồi, Trần Nguyên Hùng nói ra, Thần Phong, ngọn núi kia đỉnh núi chính là Thanh Nguyệt Tông vị trí rồi. Tại Trần Nguyên Hùng dứt tiếng không bao lâu sau, linh thuyền thuận lợi đã rơi vào Thanh Nguyệt Tông rộng rãi trên quảng trường rồi. Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người dồn dập từ linh trên thuyền bay xuống, tại tất cả mọi người đi xuống linh thuyền sau đó Tiết Huyền Tình tiện tay đem linh thuyền thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Nguyên bản tự tại trên quảng trường đệ tử, đang nhìn đến Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá sau đó bọn hắn lập tức tiến lên thăm hỏi một câu. Tiết Huyền Tình trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều đến trên quảng trường đến tập trung. Bởi Lưu Ngọc Minh bản mệnh Ngọc Bài là đơn độc đặt ở Lưu Sơn Thạch nơi đó, sở dĩ cho nên ủng hộ Tiết Huyền Tình những trưởng lão kia cùng đệ tử, bọn hắn chả cũng không biết Lưu Ngọc Minh tử vong sự tình. Lần này Lưu Sơn Thạch dẫn dắt chống đỡ hắn linh thần cảnh cùng hóa thần cảnh cường giả rời đi Thanh Nguyệt Tông. Hắn đối những kia chống đỡ Tiết Huyền Tình người tuyên bố, bọn họ là ra ngoài làm một ít chuyện. Hơn nữa từ đầu tới cuối Lưu Sơn Thạch đều không có biểu lộ ra cháu của hắn Lưu Ngọc Minh chết rồi sự tình. Cho nên, những kia chống đỡ Tiết Huyền Tình trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn đối Lưu Sơn Thạch không có quá nhiều hoài nghi. Rất nhanh, Thanh Nguyệt Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều tập trung vào trên quảng trường. Thanh Nguyệt Tông trưởng lão cùng đệ tử gộp lại nhân số cũng không tính quá nhiều, tổng cộng liền hơn 2.000 người. Tiết Huyền Tình thấy tất cả mọi người trình diện sau đó người lập tức lạnh lẽo nói ra, Lưu Sơn Thạch đã phản bội Thanh Nguyệt Tông, đương nhiên hắn hiện tại cần phải cũng đã đi Diêm Vương Điện Thượng báo cáo. Lưu Sơn Thạch dù sao xem như là Thanh Nguyệt Tông lão tổ. Tiết Huyền Tình lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên. Thanh Nguyệt Tông tên kia linh thần cảnh một tầng đỉnh phong đại trưởng lão. Hắn nguyên bản chính là chống đỡ Lưu Sơn Thạch. Trước hắn cũng đã đối Tiết Huyền Tình chịu thua. Nhưng hắn đột nhiên nhìn quanh một vòng quảng trường, hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, hắn trực tiếp thanh một cái cự đại cái bình cho ném về trên bầu trời. Sau đó, hắn bàn tay phải nhanh chóng vung lên, một cái do linh khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao, trực tiếp đem giữa bầu trời cái bình bắn cho bạo. Từ trong bình tung bay ra rậm rạp chằng chịt màu tím phấn hoa, toàn bộ quảng trường trong không khí tràn ngập một loại hương chán người mùi vị. Hương vị tại trên quảng trường nhanh chóng khuếch tán, tất cả mọi người đem loại mùi thơm này hút vào trong lỗ mũi. Tiết Huyền Tình lông mày chăm chú vừa nhíu, người ngửi ra loại mùi thơm này là tử lam tiêu hương vị, người trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt như ngừng lại đại trưởng lão trên người, chất vấn, người đang làm gì? Thanh Nguyệt Tông tên kia đại trưởng lão, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lạnh nói, ha ha ha, dù sao ta cũng không sống nổi. Ta đương nhiên muốn cho càng nhiều người cho ta chôn cùng được rồi. Tại đại trưởng lão tiếng nói hạ xuống xong. Trên quảng trường một ít thực lực không đủ đệ tử, thân thể bọn họ thượng ra thịt nhanh chóng nứt toát ra từng đạo vết máu, rất nhanh, trên người bọn hắn liền che kín rậm rạp chằng chịt vết máu rồi. Tại trên người bọn hắn xuất hiện từng đạo vết máu sau đó bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết đang nhanh chóng bị bốc hơi, bọn hắn nỗ lực muốn khép lại vết máu. Nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không làm được, từng cái trên mặt đều tràn đầy thống khổ vẻ mặt. Sát theo đó, những kia thực lực tương đối cao trưởng lão, trên người bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu. Ở đây duy chỉ có đi rồi Thánh Băng Đảo Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong bọn người trên thân chưa từng xuất hiện vết máu, liền ngay cả đại trưởng lão cùng với những kia chống đỡ Lưu Sơn Thạch người, trên người bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết máu rồi. Thân thể tiên huyết thông qua vết máu cũng đang không ngừng bốc hơi. Chuyện gì thế này, đại trưởng lão, người đang làm gì? Thân thể của chúng ta tại sao lại như vậy? Ta cảm giác bên trong thân thể tiên huyết đang không ngừng bốc hơi. Những kia nguyên bản chống đỡ Lưu Sơn Thạch người, bọn hắn từng cái chất vấn đại trưởng lão. Thanh Nguyệt Tông đại trưởng lão, hắn điên cuồng quát lên, Tiết Huyền Tình, đây là Lưu Sơn Thạch tổ truyền kịch. Độc huyết khô xương vỡ.
ở trên thế giới này chỉ có lưu sơn thạch có giải dược, tử lam tiêu hương hoa vị có thể kích phát huyết khô xương vỡ, để loại này kịch. Độc lập tức cho thấy power đến, hắn khi biết hắn cháu trai sau khi chết, hắn đã sớm len lén đối Thanh Nguyệt Tông tất cả mọi người nhân hạ loại độc này. Mà ta sớm đã bị lưu sơn thạch cho khống chế, trong cơ thể ta huyết khô xương vỡ là dày đặc nhất, mỗi lần lưu sơn thạch đô chỉ biết điều chế một phần thuốc giải, trên thế giới này căn bản không ai có thể cứu được ta, trừ phi là lục phẩm giải độc đan. Đương nhiên trong các người độc mặc dù so sánh nhẹ, nhưng ta biết ngoại trừ lưu sơn thạch thuốc giải ở ngoài, chỉ có ngũ phẩm đan dược Thanh Nguyên phản mệnh đan có thể hóa giải các ngươi trong cơ thể kịch. Độc, Thanh Nguyên phản mệnh đan đan phương chỉ có Trung Châu luyện dược các tổng bộ mới có, hơn nữa cách chúng ta Thanh Nguyệt Tông người gần nhất luyện dược các phân bộ, hắn các chủ cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, hắn căn bản luyện chế không ra Thanh Nguyên phản mệnh đan, lại nói cho dù hắn có thể đủ luyện chế ra đến loại đan dược này, hắn sẽ giúp Thanh Nguyệt Tông luyện chế mấy ngàn viên sao. Còn nữa, cho dù hắn biết luyện chế, các ngươi cũng cầu được hắn luyện chế ra, hắn một ngày có thể luyện chế bao nhiêu ngũ phẩm Thanh Nguyên phản mệnh đan. Các ngươi đều nên cho ta chôn cùng. Đợi được các ngươi trong cơ thể huyết dịch bốc hơi không sai biệt lắm, các ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cũng đều hội một cái hóa thành bột phấn. Đại trưởng lão nhìn thẳng Tiết Huyền Tình, cười lạnh nói, cuối cùng Thanh Nguyệt Tông chỉ biết còn lại các ngươi có mấy người rồi, như vậy Thanh Nguyệt Tông vẫn tính có ở đây không? Làm cho cả Thanh Nguyệt Tông cho ta chôn cùng, này cũng đáng giá. Theo lý tới nói, ta hẳn là muốn hận Lưu Sơn Thạch, là hắn để cho ta chúng rồi dày đặc nhất huyết khô xương vỡ, nhưng ta không cam lòng cứ thế mà chết đi, để càng nhiều người cùng ta cùng chết, như vậy ta mới có thể chết thư thái một ít. Này Thanh Nguyệt Tông đại trưởng lão hoàn toàn là tinh thần có phần thất thường rồi, hắn dĩ nhiên làm ra như vậy tổn nhân bất lợi kỳ sự tình đến. Chẳng trách Lưu Sơn Thạch tại trước khi chết đã nói, các ngươi sẽ hối hận. Nguyên lai Lưu Sơn Thạch đã sớm chuẩn bị xong tất cả những thứ này. Chương 1897, Thần Huyết Phá Độc Trận. Thanh Nguyệt Tông đại trưởng lão điên cuồng âm thanh truyền vào trên quảng trường mỗi người trong tai. Những kia nguyên bản chống đỡ Lưu Sơn Thạch trưởng lão cùng đệ tử, thời khắc này, trong lòng bọn họ là hoàn toàn mát thấu, bọn hắn trước đó đối Lưu Sơn Thạch là tuyệt không hài lòng. Không nghĩ tới Lưu Sơn Thạch dĩ nhiên đối với bọn họ lén lút hạ độc. Bọn hắn từng cái trong lòng là lên cơn giận dữ, cảm thụ thân thể huyết dịch tại thông qua nứt toác vết máu bốc hơi, loại này tiên huyết từng điểm ít đi cảm giác, thật sự phi thường không dễ chịu. Tiết Huyền Tình đôi mắt đẹp bên trong lửa giận tốc biến, trên mặt của nàng cũng hiện lên một vệt mù mịt, nếu như Thanh Nguyệt Tông nhiều như vậy trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ chết rồi. Như vậy người nhiều năm qua nỗ lực liền toàn bộ nước chảy về biển đông rồi, người đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Triệu Bá cùng Lý Bá che kín nếp nhăn trên mặt, trong nháy mắt đã bị không cách nào ức chế lửa giận tràn ngập, đã chết đi Lưu Sơn Thạch quả thực là muốn cho Thanh Nguyệt Tông hoàn toàn hủy diệt, chuyện này đối với Tiết Huyền Tình tới nói tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Không có chúng, Độc Dương Hạo Thiên đám người trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Nếu như sự tình cứ như vậy tiếp tục phát triển lời nói, như vậy e sợ ngày mai Thanh Nguyệt Tông liền sẽ tại Linh Châu xóa tên rồi. Diệp Thần Phong khóa chặt lông mày, hắn đối Tiết Huyền Tình vẫn còn có chút hảo cảm, hắn nhìn xem trên quảng trường từng cái trưởng lão cùng đệ tử, trên người che kín lít nha lít nhít nước toác vết máu, tiên huyết tại từ bên trong cơ thể của bọn họ không ngừng bốc hơi, bọn hắn không ngừng vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Diệp Thần Phong tại trong đầu rất nhanh sẽ tìm thấy được Thanh Nguyên phản mệnh đan đan phương, bất quá, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lại ở trong đầu hắn vang lên, tiểu gia hỏa, không còn kịp rồi, nơi này có hơn 2.000 người, hơn nữa kịch. Độc bên trong cơ thể của bọn họ nhanh chóng lan tràn, người căn bản không kịp luyện chế Thanh Nguyên phản mệnh đan rồi. A hát, một tiếng thê thảm tiếng gào đã cắt đứt Diệp Thần Phong vốn là muốn cùng lão Bạch trò chuyện tâm tư. Phát ra trận này gào thảm người chính là Thanh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Trong cơ thể hắn huyết khô xương vỡ so với những người khác nồng nặc rất nhiều, trong cơ thể hắn độc. Chay đương nhiên cũng là lan tràn nhanh nhất rồi. Máu này khô xương vỡ chỉ có linh thần cảnh tam tầng lấy thượng người mới có thể miễn cưỡng áp chế. Chỉ thấy Thanh Nguyệt Tông đại trên người trưởng lão nứt toác vết máu đang không ngừng mở rộng, trong cơ thể hắn tiên huyết dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tại bốc hơi.
Trên mặt hắn biểu lộ dữ tợn mà lại thống khổ, khóe miệng của hắn không tự chủ chảy ra tiên huyết đến. Hắn mắt đỏ quát, ta đi trước một bước, ta tại Diêm Vương Điện Thượng chờ các ngươi. Thanh Nguyệt Tông đại trưởng lão ra thịt đang nhanh chóng khô quát đi xuống, gò má của hắn cũng khô quát giống cái đầu lâu rồi. Từ đại trưởng lão bên trong thân thể không ngừng phát ra từng tiếng nổ tung, bên trong thân thể của hắn xương là một cây căn biến thành bột phấn, liền ngay cả xương sọ của hắn cũng trực tiếp nổ tung rồi, cuối cùng thân thể của hắn trực tiếp biến thành một bãi thịt giữa. Đang nhìn đến đại trưởng lão thê thảm như thế tử vong sau. Trên quảng trường trưởng lão cùng đệ tử, trong cổ họng bọn họ dồn dập hút vào hơi lạnh, rất nhiều thực lực không đủ đệ tử, bọn hắn thậm chí thân thể bắt đầu run rẩy. Tiết Huyền Tình cau mày, nói ra, Triệu bá, Lý bá, lập tức cho người ở chỗ này dùng nhị phẩm. Hoặc là tam phẩm giải độc đan, nhìn xem đối với bọn họ có hiệu quả hay không. Triệu bá lập tức đi hướng Thanh Nguyệt Tông lưu trữ đan dược địa phương. Mà Lý bá trong nhẫn chứa đồ nguyên bản là có một ít nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm giải độc đan, nhưng chính là không có ngũ phẩm thanh nguyên phản mệnh đan. Lý bá lập tức cho một ít trưởng lão phục dụng tam phẩm giải độc đan, đang uống đan dược sau đó bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết bốc hơi dĩ nhiên giảm bớt, xem ra tam phẩm giải độc đan xác thực đối huyết khô xương vỡ có nhất định ức chế tác dụng. Nhưng cũng chỉ là có tác dụng nhất định mà thôi. Tuy rằng phục dụng giải độc đan trưởng lão, bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết bốc hơi giảm bớt, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết vẫn là ở dùng một loại chậm rãi tốc độ bốc hơi. Triệu bá cũng rất mau trở lại đã đến trên quảng trường, hắn mang tới rất nhiều nhị phẩm, tam phẩm cùng tứ phẩm giải độc đan, tại Tiết Huyền Tình cùng Dương Hạo Thiên đám người đồng thời hành động dưới, ở đây tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều phục dụng giải độc đan, bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết xem như là tạm thời giảm bớt bốc hơi rồi. Bất quá, cứ theo đà này, trên quảng trường trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì một ngày đến hai ngày. Tiết Huyền Tình trong con ngươi tránh qua một vẻ bối rối. Nàng nói, Triệu bá, Lý bá, kế tiếp chúng ta nên phải làm sao? Triệu bá ánh mắt ngưng trọng nói ra, chuyện này e sợ khó làm, cách chúng ta Thanh Nguyệt Tông gần nhất luyện dược các phân bộ, bọn hắn các chủ cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa chúng ta căn bản không có thời gian đi mời ngũ phẩm luyện dược sư vì chúng ta luyện chế thanh nguyên phản mệnh đan rồi. Lần sau, liền coi như chúng ta có thời gian. Luyện dược các phân bộ các chủ cũng không nhất định sẽ cho chúng ta Thanh Nguyệt Tông mặt mũi, lại nói ngũ phẩm luyện dược sư cũng không có khả năng tại so sánh trong thời gian ngắn, luyện chế ra hơn 2.000 viên thanh nguyên phản mệnh đan. Lý bá cũng lập tức thở dài nói, hơn 2.000 viên ngũ phẩm đan dược, coi như là tập hợp thiên huyền giới hết thảy luyện dược các tứ phẩm trở lên luyện dược sư, e sợ tại một đến hai thiên bên trong cũng luyện chế không ra được. Nghe vậy, Tiết Huyền Tình trong con ngươi xinh đẹp hiện lên bất lực, nếu như những trưởng lão này cùng đệ tử toàn bộ chết rồi, như vậy người không cách nào dẫn dắt môn hạ đệ tử tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển rồi, bởi vì đến lúc đó bọn hắn Thanh Nguyệt Tông căn bản không tính là một cái tông môn. Tiết Huyền Tình giữ vững được nhiều năm như vậy, nàng chính là phải về đến Trung Châu, để Trung Châu một số người tự mình đem nàng mời về gia tộc bên trong đi, để Trung Châu người đàn ông kia quỳ gối người mộ của mẫu thân bia trước xin lỗi sám hối. Nhưng hôm nay, người cố gắng nhiều năm như vậy, mắt thấy người có thể thông qua Thiên Huyền Thịnh Điển lần nữa trở lại Trung Châu rồi, thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này làm cho nàng lâm vào trong tuyệt vọng, làm cho nàng giống như một cái bất lực nữ nhân, người giữa hai lông mày nữ vương khí thế đã sớm biến mất không còn chút nào. Triệu bá cùng Lý bá nhìn thấy Tiết Huyền Tình bộ dáng này, hai người bọn họ cũng là một trận đau lòng, bọn hắn nhưng khi nhìn Tiết Huyền Tình lớn lên, coi Tiết Huyền Tình là làm tôn nữ của mình đối xử. Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn ba người này, bọn hắn cũng từng cái trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời trên quảng trường bầu không khí có phần nghiêm nghị. Những kia bên trong thân thể tiên huyết bốc hơi giảm bớt trưởng lão cùng đệ tử, trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn không ôm có bất kỳ hy vọng. Mà đứng tại cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn từ mới vừa mới bắt đầu, hắn cứ như vậy vẫn đứng, hắn không có đi giúp Tiết Huyền Tình đám người đồng thời phái phát đan dược. Hắn ở trong lòng cùng Lão Bạch lần nữa bắt đầu trò chuyện. Diệp Thần Phong nói ra, Lão Bạch, lẽ nào thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, biện pháp là có, nhưng ngươi nhất định phải giúp bọn họ sao?
Diệp Thần Phong liếc nhìn một mặt vô chi tiết huyền tình, sau đó hắn ở trong lòng nói ra, liền giúp một lần đi. Tối thiểu tiết huyền tình nữ nhân này thật sự không xấu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, được rồi. Mặc dù bây giờ đã tới không kịp luyện chế ngũ phẩm thanh nguyên phản mệnh đan rồi, bất quá, ngươi tu luyện chính là thần huyết quyết, lợi dụng thần huyết lại tăng thêm một ít linh thảo cùng hơn 10 triệu linh thạch thượng phẩm, ngươi là có thể bố trí một cái tên là thần huyết phá độc trận trận pháp. Dùng ngươi thực lực hôm nay, ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bố trí cùng khởi động trận pháp này, chỉ phải cái này trận pháp vừa khởi động, ngươi hẳn có thể giúp này hơn 2.000 người đồng thời giải độc. Diệp Thần Phong khi nghe đến Lão Bạch trả lời sau đó trong lòng của hắn cũng có đáy ngọn nguồn, hắn hướng về Tiết Huyền Tình đi tới, hắn vỗ vỗ Tiết Huyền Tình vai. Tiết Huyền Tình đôi mắt đẹp nhìn hướng Diệp Thần Phong, nàng nhìn thấy vừa vặn Diệp Thần Phong căn bản không có đến giúp đỡ, không biết tại sao, trong lòng nàng tràn đầy thất vọng cùng như vậy từng tia một đau lòng, người kiên quyết nói ra, ngươi đi đi. Hôm nay qua đi Thanh Nguyệt Tông đem sẽ không tồn tại. Ngươi cũng không cách nào thông qua chúng ta Thanh Nguyệt Tông tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển rồi, lấy tư chất của ngươi, ngươi muốn gia nhập cái khác tông môn hẳn là rất đơn giản. Diệp Thần Phong hai tay khoác lên Tiết Huyền Tình hương, trên vai, hắn để Tiết Huyền Tình mặt đối mặt nhìn xem hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong nói ra, lập tức giúp ta chuẩn bị 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Tiết Huyền Tình nụ cười trên mặt lạnh dần, nàng nói, Diệp Thần Phong, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi muốn ta cho ngươi 10 triệu linh thạch thượng phẩm, ngươi mới rời khỏi. Tiết Huyền Tình hiển nhiên là lý giải sai rồi. Diệp Thần Phong âm thanh cũng lạnh mấy phần, nói ra Tiết Huyền Tình, nếu như ngươi muốn tông môn của ngươi chả tiếp tục tồn tại, nếu như ngươi muốn khiến những người này toàn bộ tiếp tục sống tiếp, như vậy lập tức dựa theo ta nói đi làm, nếu không phải nhìn ngươi nữ nhân này tâm nhãn không tính là dở, tự coi như ngươi xin ta cũng lười để ý đến ngươi. Chương 1898, Ngưu Đại phát ra. Tại thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên mất mạng thời điểm. Xa ngoài vạn dặm luyện khí tông bên trong. Một tên chính ở trong phòng luyện chế thượng phẩm pháp khí lão đầu, sắc mặt của hắn đột nhiên một trận trở nên trắng, ầm. Một tiếng, hắn chính đang luyện chế thượng phẩm pháp khí trực tiếp bạo liệt ra, khóe miệng tràn ra từng tia tiên huyết. Lão đầu này lau lau khóe miệng vết máu. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, trên trán bạo khởi tráng kiện gân xanh, trong miệng tức giận quát, là ai giết con trai của ta? Rốt cuộc là ai giết con trai của ta? Lão đầu này chính là phụ thân của Chu Minh Thiên Chu Văn Thường, hắn chính là luyện khí tông một tên nội môn trưởng lão, thực lực đã tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, đồng dạng hắn vẫn là một tên thứ thiệt tam phẩm luyện khí sư. Tại luyện khí tông bên trong cao nhất cấp bậc cũng chỉ là lục phẩm luyện khí sư. Cho nên Chu Văn Thường tam phẩm thân phận của luyện khí sư, tại luyện khí tông bên trong vẫn có một ít địa vị, nếu không phải luyện khí tông bên trong quy củ thái xâm nghiêm, hắn sớm đã đem con trai của chính mình Chu Minh Thiên kéo vào luyện khí tông bên trong rồi. Tuy rằng Chu Minh Thiên ở mọi phương diện tư chất quá mức kém cỏi, thế nhưng Chu Văn Thường chỉ có như thế một đứa con trai, từ nhỏ đối Chu Minh Thiên vẫn là vô cùng thương yêu, Chu Minh Thiên trong cơ thể cái kia lớp cấm chế cũng là Chu Văn Thường thiết trí. Bên trong chen lẫn Chu Văn Thường một tia thần niệm, nếu như Chu Minh Thiên bị người giết chết rồi, như vậy Chu Văn Thường có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Chu Văn Thường tức giận trong lòng là đạt tới cực điểm, hắn biết con trai của mình bây giờ hẳn là trên trời rượu trong thành, theo lý tới nói con trai của hắn tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Hắn ngữ khí âm trầm tự nói, bất kể là ai giết con trai của ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu Văn Thường tay áo bảo vung lên, cả người lập tức lướt ra ngoài trong phòng, hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến Thiên Diệu Thành. Tại Chu Văn Thường chuẩn bị đi hướng Thiên Diệu Thành thời điểm. Thiên Diệu ngoài thành một chỗ trong rừng cây, Diệp Thần Phong tại thu thập xong chiến lợi phẩm sau. Hắn không có lập tức lần lượt kiểm tra, mà là chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thủy Đại Tiểu Thư, như vậy chúng ta liền như vậy từ biệt rồi. Diệp Thần Phong nhưng không có ý định cùng Thủy Tử Yên này yêu tinh quá nhiều tiếp xúc, dù sao Diệp Thần Phong là một người đàn ông, một cái nam nhân bình thường. Thủy Tử Yên mị lực, kỳ thực hắn vẫn là không cách nào sao lãng. Thấy Diệp Thần Phong không lưu luyến chút nào muốn rời đi, Thủy Tử Yên lập tức tiến lên nghênh tiếp, chặn lại rồi Diệp Thần Phong đường đi, một tia Thủy Tử Yên trên người hương vị chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, Thủy Tử Yên cười khanh khách nói, đệ đệ.
Lẽ nào tỷ tỷ ta đáng sợ như thế sao? Cho ngươi gấp như vậy rời đi. Lẽ nào ngươi thật sự không có chút nào cân nhắc gia nhập chúng ta Thủy gia? Tại ngươi chả chưa trưởng thành khởi trước khi đến, chúng ta Thủy gia nhưng lấy bảo vệ ngươi an toàn, chả có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, đây chính là người khác cầu đều không cầu được. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, Thủy đại tiểu thư, vẫn là câu nói kia. Thủy gia có thể làm cho ta trong vòng một năm đến niết bàn cảnh sao? Hoặc là có thể tại trong vòng 2 năm để cho ta đến niết bàn cảnh sao? Lại hoặc là có thể tại trong vòng 3 năm để cho ta đến niết bàn cảnh sao? Thủy Tử Yên biết Diệp Thần Phong là tuyệt đối sẽ không gia nhập Thủy gia rồi, nàng nói, niết bàn cảnh. Đệ đệ, ngươi cho rằng niết bàn cảnh cái kia dễ dàng đến sao? Toàn bộ huyền giới niết bàn cảnh cao thủ có bao nhiêu? Nhiều nhất chỉ có hơn 100 người mà thôi, nhưng những người này có cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm? Đồng thời tư chất đều phi thường thiên tài. Muốn tại trong vòng 3 năm đến niết bàn cảnh, cái này căn bản là không thể nào. Diệp Thần Phong không nóng không lạnh nói ra, Thủy đại tiểu thư, nếu như ta tại trong vòng 3 năm đã tới niết bàn cảnh đâu này? Thủy Tử Yên nói ra, nếu như ngươi thật sự có thể làm được, như vậy ta Thủy Tử Yên điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong nhìn từ trên xuống dưới Thủy Tử Yên thân thể. Cười nói, Thủy đại tiểu thư, ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Đến lúc đó cho dù ta đưa ra một ít quá đáng yêu cầu, ngươi cũng đáp ứng không? Thủy Tử Yên cảm giác được Diệp Thần Phong cái kia xâm chiếm ánh mắt, ngươi cả giận nói, nếu như đệ đệ ngươi thật sự có thể trong vòng 3 năm đến niết bàn cảnh, như vậy không cần ngươi mở miệng, tỷ tỷ ta trực tiếp cấp lại cho ngươi. Chỉ sợ, đệ đệ ngươi không có đến niết bàn cảnh, liền vẫn lạc tại đất này huyền giới. Diệp Thần Phong biết này Thủy Tử Yên là thật sự tức giận rồi, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như thế mà thôi, kỳ thực hắn đối Thủy Tử Yên cũng không tồn tại bất kỳ ý nghĩ. Nói ra, Thủy đại tiểu thư, như vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, Diệp Thần Phong liền xoay người rời đi rồi, mà Hà Bình, Hạng Dít Giàng cùng Hoàng Xung Nghĩa 3 người này, bọn hắn nhưng là đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Thủy Tử Yên nói ra, người thú vị, từ dưới các loại vị diện tới, thậm chí có như vậy tư chất, nếu như hắn có thể đủ trưởng thành lời nói, như vậy địa huyền giới phải biến đổi đến mức có ý tứ rồi. Tiếp lấy, Thủy Tử Yên rồi hướng Dương Thanh Sơn, nói ra, Dương Lão, người đi thăm dò đã chết đi thân phận của mập mạp. Diệp Thần Phong đám người rời đi rừng cây sau, bọn hắn tiếp tục hướng về Bạch Tuyết Sơn Trang phương hướng chạy đi rồi. Yếu đến Bạch Tuyết Sơn Trang, Diệp Thần Phong đám người nhất định muốn xuyên qua Bắc Thương Sơn Mạch, trong này lộ trình, lấy Diệp Thần Phong các loại tốc độ của con người phải đi 2 ngày tầm đó. Tại xuyên qua Bắc Thương Sơn Mạch sau, chính là Tề Nguyên Nước phạm vi thế lực, Tề Nguyên Nước trên đất huyền giới chỉ là một cái nắm giữ 7-8 cái thành phố tiểu quốc mà thôi. Về phần Bạch Tuyết Sơn Trang vị trí cụ thể, ở vào Thanh Nguyên ngoài thành, Thanh Nguyên thành chính là Tề Nguyên Nước phồn hoa nhất một tòa thành thị, Tề Nguyên Nước hoàng thất đều ở tại Thanh Nguyên trong thành. Diệp Thần Phong đối với địa huyền giới địa hình vô cùng mơ hồ, chỉ có thể đi theo Hà Bình 3 người bọn họ đi, đang đuổi 1 ngày đường sau, sắc trời cũng dần dần tối lại. Diệp Thần Phong đám người liền quyết định tại Bắc Thương Sơn Mạch ngoại vi nghỉ ngơi 1 ngày. Này Bắc Thương bên trong dãy núi nhưng là yêu thú hoành hành, cũng may Diệp Thần Phong bọn hắn lựa chọn tại bên ngoài hành tẩu, dọc theo đường đi gặp phải cũng chỉ là một ít yêu thú cấp thấp mà thôi. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có siêu phàm cảnh yêu thú, căn bản không dùng Diệp Thần Phong động thủ, Hà Bình 3 người bọn họ cũng là mấy giây là có thể giải quyết. Diệp Thần Phong bọn hắn tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, mà Hà Bình 3 người nhưng là hiện lên đống lửa. Lúc ban ngày, Diệp Thần Phong còn chưa kịp kiểm tra hoa chiếu cùng Chu Minh Thiên chữ vật giới chỉ đây. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không nóng nảy, hắn đầu tiên đem bổ linh đan cùng dưỡng linh đan từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra, hỏi, Hà Bình, đan dược này thật sự có quý giá như vậy sao? Hà Bình gật đầu nói, đan dược này có thể giúp chúng ta tu luyện. Những đại tông môn đó bên trong đệ tử phổ thông sở dĩ hội so với chúng ta tu luyện nhanh, bọn hắn chính là có những đan dược này chống đỡ. Mặc dù lớn trong tông môn đệ tử phổ thông, bọn hắn 1 năm phân đến đan dược hết sức có hạn, nhưng cũng có thể đem chúng ta cho bỏ rơi xa xa. Nghe vậy, Diệp Thần Phong điều dưỡng linh đan nút lọ mở ra,
nhất thời nhất cổ đan hương vị bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, này dưỡng linh đan có thể tu luyện nhanh hơn người tốc độ tu luyện, chính lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị thử xem này dưỡng linh đan hiệu quả lúc, trong đầu hắn vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, như thế thấp kém đan dược, nhiều lần phục dụng chỉ biết đối thân thể của ngươi tạo thành gánh nặng. Này luyện chế đan dược người quả thực là quá ngu xuẩn, nếu để cho ta đến luyện chế một cái phẩm đan dược dưỡng linh đan, ta có thể để dưỡng linh đan dược hiệu tăng lên mấy chục lần, hơn nữa trong tay ngươi dưỡng linh trong nội đan, có quá nhiều tạp chất rồi, thật không biết là cái nào cái tay mơ luyện chế những đan dược này. Nghe được bóng trắng nhân tướng dưỡng linh đan nói như thế không đáng giá một đồng, Diệp Thần Phong lại nghĩ tới ban ngày Thủy Tử Yên cái kia đau lòng dáng vẻ, theo lý tới nói, này dưỡng linh đan sẽ không quá kém, như vậy đáp án chỉ có một rồi. Này dưỡng linh đan tại bạch bóng người Ngô Phong dỗi rảnh trong mắt thuần túy chỉ là rác rưởi, thế nhưng tại trong mắt người khác nhưng thật ra là phi thường chân quý. Diệp Thần Phong ở trong lòng âm thầm nói ra, ngươi cũng hiểu đan dược. Ngươi chẳng lẽ cũng là luyện dược sư sao? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, đúng vậy, ta chính là một tên luyện dược sư. Khi chiếm được bóng trắng người khẳng định trả lời sau, Diệp Thần Phong lại hỏi, ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi là chí tôn luyện dược sư chứ? Tiểu gia hỏa, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là một tên chí tôn luyện dược sư. Bóng trắng người cười nói. Chí tôn luyện dược sư. Trên đất huyền giới linh dược cốc cao nhất cấp bậc cũng chỉ có tứ phẩm luyện dược sư A Hát. Chí tôn luyện dược sư là bậc nào tôn quý tồn tại? Diệp Thần Phong giờ khắc này trong lòng có loại không nói được cảm giác, bóng đen người Giang Vận Thiên chính là chí tôn luyện khí sư. Mà địa huyền giới cao nhất cấp bậc luyện khí sư cũng chỉ có lục phẩm, mà bây giờ lại đã được biết đến bóng trắng người chính là chí tôn luyện dược sư sau, này làm cho Diệp Thần Phong thật sự có chút kích động. Nếu như Diệp Thần Phong vừa có thể trở thành chí tôn luyện khí sư, lại có thể trở thành chí tôn luyện dược sư. Dựa vào, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói không phải ngưu đại phát ra ma. Chương 1899, tâm động trong nháy mắt. Sáng sớm. Một tia ánh mặt trời tung hướng thiên địa. Thái dương dần dần chủ phương phương được đưa lên. Thanh Nguyệt Tông, một gian cổ điển trong phòng. Triệu Bá cùng Lý Bá ngồi ở trên ghế, nguyên bản ngày hôm qua đối với Thanh Nguyệt Tông tới nói tuyệt đối là một hồi tai họa ngập đầu, cũng may cuối cùng Diệp Thần Phong như kỳ tích hóa giải tràng tai nạn này. Ngày hôm qua Tiết Huyền Tình trực tiếp đem Diệp Thần Phong dìu vào người gian phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng này chọn một cái buổi tối. Tiết Huyền Tình cũng không có đi ra khỏi gian phòng, nói cách khác này dòng dã một buổi tối Diệp Thần Phong đều cùng Tiết Huyền Tình cùng nhau. Triệu Bá cùng Lý Bá phi thường rõ ràng tiểu thư nhà mình tính cách, Tiết Huyền Tình là có nhẹ nhẹ khiết. Thích, người tuyệt đối sẽ không làm cho nam nhân tiến vào gian phòng của nàng, chớ nói chi là cùng một người đàn ông cộng đồng tại trong một gian phòng ngốc một đêm rồi. Triệu Bá cùng Lý Bá một mực tại cân nhắc chuyện này, Triệu Bá bưng lên bên cạnh chén trà trên bàn. Hắn hơi hơi nhấp một ngụm sau đó hắn nói ra, lão Lý, ngươi nói tiểu thư là không phải đối Thần Phong có ý tứ. Nhưng thực lực của hai người bọn họ cách biệt nhiều lắm, nhà chúng ta tiểu thư nhưng là có linh thần cảnh thực lực, mà Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh thực lực đây. Lý Bá trầm ngâm một lát sau, hắn hồi đáp, ngươi cũng đừng có đoán mò rồi, nếu như tiểu thư đối Thần Phong có hảo cảm, ta ngược lại thật ra phi thường tán thành, Thần Phong nhưng là tam phẩm luyện dược sư đây. Lại nói hắn tại trên trận pháp trình độ, nhưng là liền thập đại trận pháp tông sư một trong triệu tinh đồ cũng cực kỳ bội phục. Lần này tiểu thư lợi dụng thiên huyền thịnh điển trở về Trung Châu, nhất định sẽ gặp trong gia tộc các loại làm khó dễ, bây giờ triệu tinh đồ đối Thần Phong thập phần cung kính, mà kiếm thần tông tứ trưởng lão Kiều Tùng Nam cũng cực kỳ coi trọng Thần Phong, nếu như tiểu thư thật sự cùng với Thần Phong, như vậy hay là lần này người trở về Trung Châu, gặp lực cản hội nhỏ hơn rất nhiều. Nghe vậy, Triệu Bá gật gật đầu, nói ra, người nói cũng hợp lý. Ai, nhà chúng ta tiểu thư nhưng là khổ đã nhiều năm như vậy, hai chúng ta có thể đủ giúp được của nàng cũng cực kỳ có hạn A Hát. Chúng ta Thanh Nguyệt Tông tại Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển chọn lựa. Hẳn là có thể trổ hết tài năng, chỉ là không biết có thể hay không tại Huyền Châu chọn lựa bên trong tiếp tục bộc lộ tài năng. Nếu như không thể tại Huyền Châu chọn lựa bên trong bộc lộ tài năng. Chúng ta Thanh Nguyệt Tông nhưng là không tư cách đi tham gia Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển. Tại Triệu Bá cùng Lý Bá đàm luận Tiết Huyền Tình sự tình lúc. Thanh Nguyệt Tông to lớn tu luyện trên quảng trường.
Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn ba người này tụ lại với nhau, bọn hắn đã kết thúc sáng sớm tu luyện. Dương Hạo Thiên thần bí hề hề nhỏ giọng nói, nghe nói ngày hôm qua tông chủ trực tiếp đem Thần Phong đưa vào phòng của nàng, hai người bọn họ ở trong phòng trọn vẹn ngây người một buổi tối, cho tới bây giờ chả chưa hề đi ra đây. Các ngươi nói Thần Phong phải hay không cùng tông chủ kia cái gì? Thân thể to lớn cường tráng, có phần thật thà Trần Nguyên Hùng, hắn nói ra, không thể nào. Ta tại tông chủ trước mặt đều không thở nổi, tông chủ dung mạo thực sự thật xinh đẹp, còn có người cái kia lạnh như băng dáng vẻ. Có thể trở thành tông chủ nam nhân, thực lực tối thiểu muốn so tông chủ cao a hát. Đương nhiên ta cũng không phải không coi trọng Thần Phong, nếu như Thần Phong thật sự thành tông chủ nam nhân, như vậy ta ba cái cũng coi như là tông chủ nam nhân huynh đệ. Trần Nguyên Hùng hắc hắc cười khúc khích. Lý Tín Văn gợn sóng không khỏi nói ra, Thần Phong cùng tông chủ ngốc ở trong phòng một buổi tối, không phải Thần Phong thanh tông chủ làm, chính là tông chủ thanh Thần Phong làm rồi. Trần Nguyên Hùng trợn to hai mắt, nói ra, không thể nào. Ngươi nói tông chủ thanh Thần Phong cho cái kia gì? Dương Hạo Thiên cũng đột nhiên vỗ đầu một cái, nói ra ta làm sao sẽ không nghĩ tới đây. Thần Phong thực lực so với tông chủ yếu. Nếu như tông chủ mạnh mẽ hơn đối Thần Phong làm một ít chuyện gì, Thần Phong cũng không phản kháng được. Bất quá, tông chủ nhưng là trong lòng ta nữ thần A Hát, ta gia nhập Thanh Nguyệt Tông cũng có tốt một đoạn cuộc sống, tông chủ làm sao lại không coi trọng ta đâu này. Dáng dấp của ta không thể so Thần Phong kém chứ. Lý Tín Văn bình thản nói ra, nếu như ngươi có thể tại trận pháp trình độ thượng vượt qua thập đại trận pháp tông sư, nếu như ngươi có thể một lần giải trừ hơn 2.000 người bên trong huyết khô xương vỡ. Như vậy ta liền miễn cưỡng thừa nhận ngươi so với Thần Phong có mị lực. Dương Hạo Thiên lập tức kéo đứng thẳng cái đầu rồi, hắn thở dài một hơi, nói ra, được rồi, có Thần Phong ở địa phương, ta cũng chỉ có thể đủ làm lá xanh. Tại Dương Hạo Thiên đám người đàm luận Diệp Thần Phong thời điểm. Thanh Nguyệt Tông, một gian trang sức thanh nhã căn phòng bên trong. Ở trong phòng trong không khí phiêu tán nhàn nhạt hương vị. Mặc trên người một bộ màu trắng quần lụa mỏng tiết huyền tình, người sắc mặt trở nên hồng ngồi, thân thể của nàng có phần cứng ngắc. Mà rơi vào đang ngủ mê man Diệp Thần Phong, nằm ở tiết huyền tình trên đùi. Hai cánh tay là ôm lấy tiết huyền tình thon thả. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong tại trên quảng trường rơi vào trong mê ngủ. Tiết huyền tình tại mọi người kinh dị trong ánh mắt. Người mang theo Diệp Thần Phong đi tới trong phòng của mình. Người vốn chỉ là muốn để Diệp Thần Phong tại trong phòng của nàng nghỉ ngơi, mà người nhưng là đến những phòng khác đi. Nhưng ngày hôm qua vừa vặn để Diệp Thần Phong nằm xuống. Chính lúc Tiết Huyền Tình yếu lúc rời đi, rơi vào đang ngủ mê man Diệp Thần Phong, hắn không tự chủ ôm lấy Tiết Huyền Tình thon thả, hơn nữa ôm phải vô cùng nhanh. Tiết Huyền Tình muốn tránh thoát Diệp Thần Phong cánh tay. Trừ phi là đem Diệp Thần Phong đánh một trận làm tỉnh lại rồi, nhưng Diệp Thần Phong cứu vớt toàn bộ Thanh Nguyệt Tông, Tiết Huyền Tình ngược lại là trong lúc nhất thời không nhẫn tâm xuống tay rồi. Cuối cùng, Tiết Huyền Tình chỉ có thể làm cho Diệp Thần Phong ôm của nàng thon thả, tại trên đùi của nàng ngủ suốt cả một buổi tối. Rơi vào trạng thái ngủ say Diệp Thần Phong, hắn trách một hạ thân tử, mặt của hắn kề sát ở Tiết Huyền Tình trên bụng. Bởi Tiết Huyền Tình quần áo đơn bạc, người có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hô hấp, xuyên thấu qua quần áo thổi tới nàng cơ. Ra bên trên, trong lúc nhất thời gò má của nàng là càng thêm đỏ lên, trong con ngươi xinh đẹp còn có một tia hoảng loạn, hàm răng khẽ cắn môi. Tiết Huyền Tình trên người nữ vương khí thế sớm đã không còn rồi, người cúi đầu nhìn xem không có tỉnh lại xu thế Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tướng mạo thập phần tuấn lãng, trên người có một loại đặc biệt khí chất. Nhớ tới ngày hôm qua Diệp Thần Phong rơi vào trong mê ngủ, đầu vừa vặn tựa vào ngực của nàng. Mướt bên trên, Tiết Huyền Tình nhịp tim liền không kiềm hãm được tăng nhanh tốc độ. Tiết Huyền Tình không biết vì sao lại đem Diệp Thần Phong mang tới trong phòng của mình đến. Phải biết Diệp Thần Phong là cái thứ nhất tiến vào phòng nàng trong nam nhân, liền ngay cả Triệu Bá cùng Lý Bá cũng không có tới qua gian phòng của nàng. Nhìn xem chính thoải mái ngủ Diệp Thần Phong, Tiết Huyền Tình mày liễu hơi nhíu lại. Người không khỏi tự nói, người rốt cuộc là ai? Trên người người tại sao có thể có nhiều như vậy chỗ thần bí? Thật giống bất cứ chuyện gì đã đến trong tay ngươi liền sẽ trở nên đơn giản. Tiết Huyền Tình quỷ thần xui khiến duỗi ra chính mình bàn tay trắng nõn,
ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào Diệp Thần Phong sóng mũi cao thượng. Đợi được tỉnh hồn lại thời điểm, Tiết Huyền Tình môi cắn phải là càng gia tăng hơn rồi, tự nói ta đây là đang làm gì. Chính lúc này, rơi vào đang ngủ mê man Diệp Thần Phong, lông mày của hắn hơi hơi chọn một cái, Tiết Huyền Tình lập tức thu hồi ngón tay của chính mình. Sau đó, Diệp Thần Phong liền từ từ mở mắt ra, hắn khởi điểm còn có một chút mơ hồ đây. Trong lỗ mũi không ngừng xông vào dễ ngửi hương vị, hắn dùng sức hít hít, này làm cho Tiết Huyền Tình gò má đỏ càng thêm hoàn toàn. Mấy giây sau đó Diệp Thần Phong mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên nằm nhoài tại Tiết Huyền Tình trên đùi, hai tay chả ôm Tiết Huyền Tình thon thả, hắn lập tức sợ hết hồn, hắn lập tức thu hồi hai tay của mình, ngồi dậy, có phần lúng túng nhún nhún vai, nói ra kia cái gì, cái này thuần túy là bất ngờ. Ta trước đó là trong giấc mộng vô ý thức hành vi. Tiết Huyền Tình trên mặt đỏ ửng đã thu liếm, giữa hai lông mày nữ vương khí chất lần thứ hai hiện lên, người hung hăng đạp một mắt Diệp Thần Phong, người bay thẳng đến bên ngoài phòng đi đến. Vừa mới rời đi gian phòng Tiết Huyền Tình, người lại lui trở về, nàng nhìn Diệp Thần Phong, mím môi sau đó người âm thanh lành lạnh nói, cảm ơn ngươi, không chỉ có là ngươi cứu vãn Thanh Nguyệt Tông. Còn có trước đó kiếm thần tông cùng trận pháp các mời ngươi gia nhập, ngươi cự tuyệt, vẫn cứ lựa chọn ở lại Thanh Nguyệt Tông. Diệp Thần Phong dựa vào Tiết Huyền Tình bắp đùi ngủ một đêm, trong lòng của hắn xác thực có chút ngượng ngùng, hắn thuận miệng nói ra, không có chuyện gì, không cần cảm ơn ta. Tiết Huyền Tình không có tại trả lời Diệp Thần Phong rồi, lần này thân ảnh của nàng là thật sự biến mất ở trong phòng. Diệp Thần Phong chóp mũi trà lượn lờ Tiết Huyền Tình trên người hương vị. Hắn không nghĩ tới lần này Tiết Huyền Tình dĩ nhiên không có bất kỳ nổi giận cử động, này làm cho trong lòng của hắn là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, ngược lại nghĩ đến chính mình cứu vãn toàn bộ Thanh Nguyệt Tông, dựa vào Tiết Huyền Tình bắp đùi ngủ một đêm, này cũng không tính là chuyện gì, rất nhanh, Diệp Thần Phong liền lập tức không có bất kỳ ngượng ngùng. Chương 1900, sinh tử chín chuyển. Tại Tiết Huyền Tình sau khi rời đi, Diệp Thần Phong cũng không hề vội vã rời phòng. Hắn nhìn thấy ở trong phòng bên trái có một gian tu luyện nhà đá. Trong cơ thể hắn linh khí đã hoàn toàn khôi phục, hắn đẩy ra nhà đá môn, đi vào nhà đá bên trong. Này người tu luyện nhà đá không gian cũng không phải rất lớn, tại thạch môn mặt trái khắc họa một ít cổ quái đồ án, Diệp Thần Phong phán đoán chỉ cần từ bên trong đem thạch cửa đóng lại, như vậy người bên ngoài liền đi không tiến vào, trừ phi đem cửa đá triệt để nổ nát. Diệp Thần Phong cũng lâu lắm rồi chưa có trở lại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi. Còn có cái kia trăm ngàn năm linh trúc, trong đó linh trúc Diệp Thần Phong đã nhiều lần dùng qua rồi, nhưng càng thêm chân quý linh trúc nước, hắn vẫn không có đúng nghĩa dùng qua đây. Đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, tăng cao thực lực là trọng yếu nhất, hắn tìm giấy cùng bút, để lại một tờ giấy nhắn ở bên ngoài trên bàn. Đại khái ý tứ chính là hắn phải ở chỗ này tu luyện bên trong thạch thất bế quan một quãng thời gian, nếu như không có chuyện quan trọng gì, như vậy liền không nên tới quấy rầy hắn. Để lại một tờ giấy sau đó Diệp Thần Phong liền tiến vào trong phòng tu luyện, hắn đem thạch cửa đóng lại dưới, trong đầu hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền biến mất ở trong phòng tu luyện. Các loại Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới tiểu thế giới mảnh kia trăm ngàn năm linh trúc trước rồi. Trăm ngàn năm linh trúc Diệp Hòa linh trúc nước không phải là có thể tùy tiện dùng, bên trong tiểu thế giới người nếu như phục dụng lời nói, e sợ hội đem thân thể đều căng nứt, cho nên mảnh này trăm ngàn năm linh trúc trước, mỗi ngày đều có người thay phiên canh gác, chỉ sợ Diệp Thần Phong tử nữ nhất thời ham chơi, đến phục dụng những này linh trúc Diệp Hòa linh trúc nước. Hôm nay tại trăm ngàn năm linh trúc trước canh gác vừa vặn là Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, nhìn thấy một vệt bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Điều này thực thanh Diệp Đông Kiện là sợ hết hồn. Các loại lấy lại bình tĩnh sau đó Diệp Đông Kiện mắng, Thần Phong, tiểu tử ngươi có muốn hay không như thế xuất quỷ nhập thần. Ngươi đem tiểu nhu mang ra tiểu thế giới đi nha. Không trách chúng ta mấy ngày nay đều chưa thấy tiểu nhu rồi. Ngươi những nữ nhân kia nhưng ngày ngày đều ở tại lải nhải ngươi đâu. Ngươi cũng không thường thường trở lại thăm một chút, muốn cho biết các nàng biết ngươi trở về rồi, đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ buồn ngủ. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận cười khổ, hắn lập tức nói ra, tiểu thúc, ta hiện tại yếu tu luyện. Tại ta tu luyện đoạn này trong quá trình, các ngươi không nên quấy rầy ta, chờ ta tu luyện xong, ta tại thật tốt hò hét các nàng.
Diệp Đông Kiện nói ra, tiểu tử ngươi vẫn là cái bộ dáng này, ta hiện tại liền đi thông báo bọn hắn, ngươi trở về tin tức. Tại Diệp Đông Kiện sau khi rời đi, Diệp Thần Phong lập tức muốn lấy ra một cái trăm ngàn năm linh trúc cuối cùng một tiết, này linh trúc nước đều là tại linh trúc dưới đáy cuối cùng một tiết bên trong, này lấy ra trăm ngàn năm linh trúc là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Dù sao trăm ngàn năm linh trúc vô cùng cứng rắn, là một loại luyện khí tài liệu tốt. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên dưới sự chỉ điểm, Diệp Thần Phong mới phí đi sức của chín châu hai hổ, đem một cái linh trúc cuối cùng một tiết cho đoạn lấy xuống. Này đoạn lấy xuống cuối cùng một tiết giống như một cái chén, bên trong chứa đầy một loại chất lỏng màu trắng tinh. Cực kỳ linh khí nồng nặc không ngừng từ trúc trong chén nhô ra, chỉ là đem nhô ra linh khí hấp vào mũi bên trong, Diệp Thần Phong cảm giác trong gân mạch linh khí dòng sông liền có loại tự chủ vận chuyển khuynh hướng. Đây chính là cái gọi là linh trúc nước. Diệp Thần Phong chỉ là muốn tăng cao thực lực, hắn cũng không muốn được no bể bụng thân thể, hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, người nói ta uống bao nhiêu linh trúc sự hydrat hóa thích hợp. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, người trước uống một cái lại nói. Nghe vậy, Diệp Thần Phong bưng trúc chén, trực tiếp uống một hớp lớn linh trúc nước. Này linh trúc nước hết sức lạnh lẽo. Cửa vào cảm giác phảng phất là trong miệng ngậm một khối băng. Để Diệp Thần Phong có loại cả người lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra sảng khoái. Lạnh lẽo cảm giác theo Diệp Thần Phong yết hầu, một đường chảy vào trong dạ dày của hắn mặt. Tại một ngụm này linh trúc dòng nước vào trong dạ dày của hắn mặt sau đó linh trúc nước lập tức tại trong thân thể hắn sinh ra tác dụng. Vô cùng minh mông năng lượng tại Diệp Thần Phong trong cơ thể sinh sôi, sắc mặt của hắn một trận khó coi. Trong cơ thể lập tức luân phiên đã vận hành lên ba loại vô thượng công pháp. Theo, này ba loại vô thượng công pháp vận chuyển, Diệp Thần Phong đang nhanh chóng hấp thu linh trúc trong nước năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Thần Phong hoàn toàn không có cảm giác đến chính mình yếu đột phá ý tứ, theo lý tới nói, vừa vặn cái kia một cái linh trúc nước. Đủ khiến Diệp Thần Phong từ Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, bước vào Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ rồi. Nhưng hôm nay hắn liền yếu đột phá lá chắn cũng không có chạm tới. Lão Bạch nói ra, tiểu tử, này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Bây giờ ngươi đã bát chuyển Niết Bàn rồi, ngươi dung hợp một cái linh trúc nước, cũng căn bản không có đột phá ý tứ. Này liền nói rõ ngươi đang đột phá đến ngũ trọng thiên thời điểm, ngươi rất có thể hội bước vào đệ cửu chuyển. Bát chuyển bên trên đều thuộc về truyền thuyết rồi, chỉ có tại viễn cổ thời đại sơ kỳ. Mới xuất hiện qua trải qua Niết Bàn bát chuyển bên trên người tu luyện, ta cùng lão Hắc đều không có trải qua cửu chuyển Niết Bàn, chỗ bằng vào chúng ta cũng không biết cửu chuyển Niết Bàn bên trong hàm chứa cái gì. Khi nghe đến lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn lần thứ hai hướng về trong miệng ực một hớp linh trúc nước. Cuộn trào năng lượng lần thứ hai ở trong cơ thể hắn bạo phát. Diệp Thần Phong lợi dụng ba loại công pháp không ngừng dung hợp trong cơ thể năng lượng. Nhưng hắn nhưng vẫn là không có cảm giác đến bất kỳ dấu hiệu muốn đột phá. Lúc này, Diệp Thần Phong trong lòng hung ác, hắn trực tiếp đem còn lại hết thảy linh trúc nước đều nuốt vào trong bụng. Kết quả là, cuồng bạo vô cùng năng lượng tại Diệp Thần Phong trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, trong cơ thể đau đớn kịch liệt khiến hắn cắn chặt hàm răng, trên trán là không ngừng bốc lên chừng hạt đậu mồ hôi hột đến. Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt bên trên. Nước toát ra từng đạo vết thương, hắn cắn răng không ngừng dung hợp trong cơ thể cuồng bạo năng lượng, trong đầu hắn cảm giác chóng mặt, hắn nhưng vẫn là không có chạm tới đột phá lá chắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong trên người nước toát ra mấy chục đạo vết thương, tiên huyết đã che kín toàn thân hắn rồi, bất quá, hắn cũng đem một chén linh trúc nước năng lượng hoàn toàn bộ dung hợp, nhưng hắn vẫn là không có cảm giác đến chính mình dấu hiệu muốn đột phá. Diệp Thần Phong chỉ cảm giác đầu của mình càng ngày càng ngất bất tỉnh, thân thể đang chậm rãi mất đi chi giác, cái cảm giác này giống như muốn chết đồng dạng. Diệp Thần Phong trong miệng đột nhiên từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc đến, trái tim của hắn nhảy đến càng lúc càng nhanh. Trong đầu ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, hắn muốn cắn chót lưỡi để cho mình tỉnh táo một ít, nhưng đầu lưỡi là cắn nát, nhưng không có nửa phần thanh tỉnh ý tứ, trái lại đầu trở nên càng ngày càng nặng. Càng nhảy càng nhanh trái tim, đang tăng nhanh một cái nào đó tốc độ lúc. Tại phù phù, nhảy một lần cuối cùng sau đó cả viên nguyên bản nhanh chóng khiêu động trái tim,
dĩ nhiên trực tiếp đình chỉ. Đồng thời, Diệp Thần Phong miệng cùng trong lỗ mũi hô hấp cũng đã biến mất, hắn vốn là ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, mà giờ khắc này, thân thể của hắn hướng xuống đất thượng ngã xuống. Trên người đã không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Diệp Thần Phong phát hiện mình đi tới một chỗ cực kỳ mờ tối bên trong thế giới, chu vi toàn bộ đều là một mảnh đen như mực. Trong miệng hắn tự nói, ta đây là ở nơi nào? Ta đây là đang nằm mơ sao? Hay là ta nằm ở một loại trong ảo cảnh? Lão Bạch, Lão Hắc, các ngươi nghe được lời ta nói sao? Chờ giây lát, căn bản không có người trả lời Diệp Thần Phong lời nói, hắn suy đoán bây giờ chính mình căn bản chỉ là một đạo ý thức mà thôi, mà cơ thể hắn chắc còn ở trăm ngàn năm linh trúc trước. Tiểu thế giới trăm ngàn năm linh trúc trước. Diệp Thần Phong thân thể là không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, Lão Bạch cùng Lão Hắc phát hiện căn bản câu thông không tới Diệp Thần Phong rồi, hai người bọn họ đều lo lắng thở dài một hơi. Lão Hắc nói ra, xem ra muốn trải qua cửu chuyển quả nhiên là không dễ dàng, bây giờ chỉ có thể xem tiểu tử này vận mệnh của mình rồi. Mà Diệp Đông Kiện vừa vặn cũng thông chi tất cả mọi người, Diệp Thần Phong trở về tiểu thế giới tin tức. Cho nên, tại bên trong tiểu thế giới người hầu như đều đi tới trăm ngàn năm linh trúc trước rồi, bất quá, bọn hắn cũng không có quấy rầy Diệp Thần Phong tu luyện, đang nhìn đến Diệp Thần Phong tắt thở sau đó bọn hắn không có quá mức căng thẳng. Bởi vì bọn họ cũng biết Niết Bàn cái thuyết pháp này, bọn hắn biết Diệp Thần Phong chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Nhưng mà, một phút, hai phút, ba phút đồng hồ trôi qua. Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối không có nửa điểm khôi phục xu thế, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng cho nguội rồi, môi cũng bắt đầu tím bầm. Này để người ở chỗ này phát giác không đúng, theo lý tới nói, Diệp Thần Phong sớm nên yếu khôi phục như lúc ban đầu được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.